Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 172. Ngay tại lúc này, mấy tên lánh đời trưởng lão đồng thời ra tay, một từng đạo hàn quang đâm về phía Diệp thần, đồng thời còn có người thao túng tử khí. Nứt ra. Vô cùng tử khí vào giờ khắc này lại hóa thành từng đạo bén ánh đao mang dày đặc dùng mình, giống như muốn nứt ra nhật nguyệt ngút trời hung khí vậy, ầm ầm tới. Mấy tên lánh đời trưởng lão ném ra phi kiếm vậy vào giờ khắc này lặng lẽ tới, bí mật uy nghiêm, mang vô tận hủy diệt ý, tựa hồ bị đụng phải sắp rơi vào vô tận tử vong bên trong, không có chạy trốn có thể. Hừ, chỉ bằng cái này cũng muốn giết ta. Diệp thần lạnh lùng cười một tiếng, một kiếm chém ra, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, ngay tức thì đem mấy đạo phi kiếm hoàn toàn hủy diệt tiêu trừ. Cùng lúc đó, pháp hòa tịch diệt thiên bị Diệp thần thi triển ra. Phật quang kết giới vào giờ khắc này bảo vệ Diệp thần, giống như chư thiên vạn giới vần quanh Diệp thần, phải bảo vệ cái này vô thượng tồn tại. Diệp thần không do dự nữa, lại lần nữa thi triển thiên long bát thần âm, từng đạo hồng mông nốt nhạc vang khắp, ông minh chấn động. Thiên địa vào giờ khắc này vậy đi theo đáp lại, bạo giết mà đến vô tận tử khí ánh đao vào giờ khắc này rối rít nổ tung. Phốc, mấy tên lánh đời dài lão vào giờ khắc này hộc máu, bọn họ gặp phải cực kỳ nghiêm trọng cắn trả. Mà ở bên kia, đầy trời tử khí hóa thành bàn tay lớn phải đem tiểu hoàng kéo nhập vực sâu hố to bên trong, lại nghe tiểu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Gà vườn chó đất, dám ở bổn tôn trước mặt càn rỡ. Oanh, lực lượng cuồng bạo nhất thời nổ vang, tử khí bàn tay lớn vào giờ khắc này trực tiếp bể tan tành, vô tận tử khí mất đi. Tiểu hoàng bị minh điện đám người hoàn toàn chọc giận, phá hỏng tử khí bàn tay lớn sau đó không chút do dự một móng đánh ra. Một chảo này dường như muốn hủy thiên diệt địa, làm tâm thần người diêu động cự lực trong nháy mắt hạ xuống, vô số ma binh vào giờ khắc này nổ tung, còn có hai người lánh đời trưởng lão vậy không có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn, trực tiếp bị cắt kim loại thành vô tận cục máu. Cho ta mở ra, già thiên ma đế bị đầy trời tử khí hóa thành miệng khổng lồ nuốt vào trong đó, giờ phút này hắn gầm thét từ trong vang khắp. Oanh! Cuồng bạo ma khí hóa thành từng cây một gai nhọn. Ngay tức thì đâm rách miệng khổng lồ, sát ý vô tận cuộn sạch ra, còn dư lại mấy tên lánh đời trưởng lão nguyên bản liền bị Diệp thần công kích gây thương tích, gặp phải cắn trả. Giờ phút này lại là mắt lộ ra kinh hoàng, hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu, xoay người muốn chạy trốn, nhưng là lục tiên kiếm vào giờ khắc này đã bay tới. Suy, rét lạnh kiếm quang mang một cổ nguyên hơi thở, ngay tức thì đem còn dư lại lánh đời trưởng lão toàn bộ mất đi, hoàn toàn từ cái thế giới này tiêu trừ. Liền một chút tồn tại dấu vết cũng không có để lại. Diệp thần ba người khí thế vào giờ khắc này bùng nổ tới cực điểm, giống như ba tôn coi trời bằng vung chiến thần, đem toàn bộ minh điện tổn thương nặng, 100.000 ma binh đều phải bị tàn sát hầu như không còn. Chủ nhân cơn giận, chính là ta cơn giận, ác mộng sơ khai, ngày tận thế sắp. Tiểu hoàng một tiếng giống to, vô tận lực lượng phun trào, trời trăng sao vào giờ khắc này lại biến mất, vô tận hắc ám bao phủ. Một xanh một đỏ ở nơi này trong bóng tối sáng lên. Rắc rắc, giữa trời đất đột nhiên hiện lên vô số mảnh vỡ, ở đỏ xanh tia sáng ánh chiếu dưới, lưu lại ma binh lại tất cả đều nổ tung, từng cái máu thịt phân bay, minh điện biến thành một nơi địa ngục nhân gian. À, Mạc Huyết Minh râu tóc cuồng vũ, một màn này để cho hắn hoàn toàn tức giận, Diệp thần ba người thật sự là quá kiêu ngạo, quá bá đạo, lại đem hắn minh điện thủ hạ toàn bộ tàn sát. Đây hoàn toàn là đang đánh mặt hắn. Diệp thần giờ phút này đã ngưng tụ vô địch khí thế, nhìn minh điện bên trong bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, không sợ chút nào. Mạc Huyết Minh, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Cho ta mở ra. Diệp thần một kiếm chém ra, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, lại một kiếm chém ở minh điện bên trên, để cho minh điện cũng chấn động đứng lên. Phía dưới, Mạc Huyết Minh giận dữ, từ minh điện bên trong bay ra. Cả người tu la khí cổn đáng, sát ý vô tận cuộn sạch mở, căm tức nhìn Diệp thần. Diệp thần, người thật ngông cuồng ngông, quá kiêu ngạo. Mạc Huyết Minh tức giận gầm thét, vô tận tu la lực vào giờ khắc này hội tụ đến trên người hắn, một cái tu la khôi giáp bao trùm tại hắn trên mình, đỉnh đầu một cây tu la một sừng sinh ra, để cho người sợ hãi lực lượng hiện lên. Tên này đúng là trọng thương trạng thái, nhưng là cho dù là trọng thương, bộc phát ra lực lượng vậy không thể khinh thường. Diệp thần ánh mắt ngưng trọng, giờ khắc này già thiên ma đế và tiểu hoàng vậy nghiêm nghị đứng lên. Bầu trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới. Cũng cho ta đi chết,
Mạc Huyết Minh đột nhiên lấy ra Huyền Vũ Diều Khai Thiên, lúc ấy ở trong chiến trường cổ, Mạc Huyết Minh phân thân mặc dù bị Diệp Thần chém chết, nhưng là cái này Huyền Vũ Diều Khai Thiên nhưng bị đuổi về Liên Minh Điện. Giờ phút này, Huyền Vũ Diều Khai Thiên bị Mạc Huyết Minh huy động, và hắn phân thân huy động hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng bộc phát ra, giờ khắc này thiên địa cũng băng liệt, vô tận hư không kẽ hở hiện lên. Ta phải đem ngươi chém tại dưới kiếm. Già Thiên Ma Đế tức giận hừ một tiếng, lục tiên kiếm huy động. Sau lưng Phá Quân Chiến Hoàng bào chấn động, Già Thiên Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Ma Lang Yên nhận. Khói báo động lưỡi đao tàn phá ra, dường như muốn để cho thiên địa cũng mình đầy thương tích, sơn xuyên vạn vật vào giờ khắc này rung động. Mạc Huyết Minh và Già Thiên Ma Đế va chạm quá mức đáng sợ, vô tận khí tức hủy diệt bùng nổ, trời trăng sao đều tựa như muốn bể tan tành. Oanh! Già Thiên Ma Đế đổ bay ra, hơi thở rối loạn, mà Mạc Huyết Minh nhưng đứng ở tại chỗ uy phong lẫm lẫm, khí thế bùng nổ. Chỉ như vậy, còn muốn giết ta? Dù là ta bị thương, ta cũng từng đỉnh cấp thánh tổ cảnh hậu kỳ. Mạc Huyết Minh ngửa mặt lên trời cười to, Diệp Thần, ai cho ngươi lá gan dám đến đối với ta động thủ? Hừ, muốn trách chỉ có thể trách ngươi biết quá nhiều. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh đã biết Diệp Thần luân hồi chi chủ thân phận, hắn nhất định phải chết, không thể giữ lại, nếu không thì vô tận gieo họa. Mà nghe được Diệp Thần mà nói, Mạc Huyết Minh trong mắt lóe lên lau một cái kiêng kỵ, nói tiếp ta đáp ứng ngươi không đem ngươi thân phận để lộ ra ngoài, chuyện hôm nay xóa bỏ như thế nào. Mạc Huyết Minh đúng là sẽ không tiết lộ Diệp Thần thân phận. Ở hắn xem ra, nếu như Diệp Thần thân phận bị Đế Huyên Điện và Thượng Giới Nữ Hoàng biết, như vậy phần khí vận. Hắn liền vĩnh viễn không có tư cách dính. Hắn cũng không muốn đơn giản đi vực ngoại và thượng giới. Hắn muốn vượt qua Đế Uyên Điện và thượng giới nữ hoàng. Ngươi chém chết ta Minh Điện vô số cao thủ, ta có thể tha thứ ngươi, thậm chí và ngươi hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Huyết Minh thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ, nhưng là Diệp Thần ánh mắt nhưng lộ ra một vẻ khinh miệt. Ngươi lấy là ta không biết ngươi là người nào, không cần giả bộ nữa. Diệp Thần lạnh lùng nói. Mạc Huyết Minh trong miệng liền một câu nói thật cũng không có, Diệp Thần căn bản không tin Mạc Huyết Minh hợp tác, đây hoàn toàn là ở bảo hộ lột ra. Hừ, vậy ngươi chính là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Mạc Huyết Minh giận cười lên, Huyền Vũ Diều Khai Thiên giữ trong tay, đột nhiên bạo giết tới. Muốn động chủ nhân ta, trước qua ta cửa này. Tiểu Hoàng ánh mắt uy nghiêm, đột nhiên một móng đánh ra. Tựa hồ không ý kỵ Huyền Vũ Diều Khai Thiên mũi nhọn. Oanh! Nổ tung tiếng vang khắp, hai bên va chạm trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo đem Minh Điện chỗ ở địa khu cũng nổ tung, từng ngọn đỉnh núi con sông vỡ nát. Vô cùng đáng sợ va chạm thậm chí để cho xa ở Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mặc Tà đều có cảm ứng, giờ phút này ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Minh Điện chỗ ở khu vực. Ha ha, ngược lại là có chút có ý tứ. Hiên Viên Mặc Tà quỷ dị cười một tiếng, tiếp theo nhắm mắt lại. Hiên Viên Mặc Tà đã đoán được là ai đến Minh Điện vung tay, nhưng là hắn nhưng không chuẩn bị tham gia náo nhiệt, hắn phải làm một cái chim sẻ, bọ ngựa bắt ve, mà hắn ở phía sau, ngư ông đắc lợi. Đánh đi, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt. Các ngươi ba cái căn bản không phải ta đối thủ, Mạc Huyết Minh cả người tu la khí cổn đáng, lực lượng vô tận hội tụ trên người, dù là hắn trọng thương, nhưng tu la chi chủ phong thái vẫn như cũ, cuồng bạo vô địch. Đối mặt cường hãn như vậy Mạc Huyết Minh, Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, hắn rõ ràng Mạc Huyết Minh là một khối xương khó gặp, nhưng là Mạc Huyết Minh biết quá nhiều, cục xương này phải đánh nát, mất đi, hoàn toàn tiêu trừ. Nếu như lại thêm một cái đâu, Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái lạnh lùng độ cong, đột nhiên sử dụng cổ dương. Oanh, đầy trời hơi thở cuồng bạo mãnh liệt ra, Mạc Huyết Minh con người co rúm một cái, tới giữa cổ dương bên trong đi ra một vị thượng cổ đại hung. Cửu U Hổ, Mạc Huyết Minh sắc mặt khó xem, chỉ là Diệp Thần ba người hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng là nhiều cửu U Hổ, hắn liền không có 10 phần chắc ăn. Hừ, Diệp Thần, người thật đúng là làm 10 phần chuẩn bị à. Mạc Huyết Minh nhìn Diệp Thần cắn răng nghiến lợi nói. Đường đường luân hồi chi chủ, đối phó ta cũng phải tìm nhiều người như vậy sao? Nghe nói như vậy, Diệp Thần nhưng sắc mặt như thường, căn bản không có bị chọc giận, lạnh nhạt nhìn Mạc Huyết Minh. Tùy ý ngươi ngày hôm nay nói gì, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, ta đem để cho ngươi hình thần câu diệt.
Nghe vậy, Mạc Huyết Minh sắc mặt tái xanh, không có 10 phần chắc chắn bắt lại Diệp Thần các người, hắn không dám cứng lại, hắn hiện tại trọng thương chưa lành, nếu như phát sinh bất ngờ, đến lúc đó ắt sẽ mất mạng. Hừ, Diệp Thần, người muốn giết ta, sợ rằng còn không có bản lãnh này. Mạc Huyết Minh giận cười một tiếng, đột nhiên bay về phía Minh Điện. Ngăn lại hắn, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, lập tức mở miệng quát lên. Nghe tiếng, Cửu U Hổ đột nhiên ra tay, chỉ là còn không có đến gần Mạc Huyết Minh, một đạo kim quang liền bay tới. Lại là Huyền Vũ Diều Khai Thiên, một diều bổ tới, Cửu U Hổ cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn, chỉ là cái này tránh một cái, Mạc Huyết Minh nhưng thành công tiến vào Minh Điện bên trong. Tu La Minh Trận, lên, Mạc Huyết Minh cười lớn quát lên, một đạo đại trận đột nhiên dâng lên. Vô tận Tu La khí giống như từ Tu La trong địa ngục hiện lên vậy. Ngay tức thì đem toàn bộ Minh Điện bao phủ, Tu La khí bên trong, một tôn tôn Tu La lại hiện lên, trợn mắt nhìn cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn Diệp Thần bốn người. Hừ, Mạc Huyết Minh, đường đường Tu La chi chủ, lại cũng muốn làm con rùa đen rút đầu. Già Thiên Ma Đế giờ phút này quát lạnh một tiếng, đem Mạc Huyết Minh mới vừa nói nguyên si bất động đưa về. Nghe vậy, Mạc Huyết Minh ra mặt co quắp mấy cái, ngay sau đó cười lạnh, chờ ta thương thế tốt lắm. Các người đám này con kiến hôi toàn bộ đều phải chết. Người đợi không được khi đó. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo phun trào. Phá vỡ đại trận, đem hắn chu diệt. Diệp Thần đứng mũi chịu sào, một kiếm mất đi thần quang bùng nổ, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng đụng vào Tu La Minh Trận bên trên. Oanh! Thiên địa chấn động, Tu La Minh Trận nhưng chút nào phát không hư hại, bất quá là tầng ngoài bao gồm Tu La khí động đáng. Trong đó vô số Tu La rối rít phát ra tức giận gầm to, bọn họ liên thủ chống đỡ Diệp Thần đánh mà đến lực lượng. Thiên Ma Lang Yên nhận, Già Thiên Ma Đế giờ phút này vậy ngang nhiên ra tay, vô tận khói báo động lưỡi đao cuộn sạch ra, rối rít chém nhập Tu La khí bên trong. Vô số Tu La bị khói báo động lưỡi đao chém chết, thê lương kêu rên vang lên, nhưng là Tu La Minh Trận nhưng vẫn không có bất cứ ba động gì. Không qua một cái đại trận, ta còn không tin không phá hết ngươi. Tiểu Hoàng giờ phút này thốt nhiên giận dữ, huy động móng nhọn hung hăng chém tại đại trận bên trên. Bình bịch bịch, đáng sợ lực lượng hiện lên, thậm chí sảm tạp một chút nguyên lực lượng, công kích đáng sợ như thế, thật là coi trời bằng vung, hủy thiên diệt địa. Nhưng là Tu La Minh Trận vẫn còn là không chút tổn hao nào, Cửu U Hổ giờ phút này vậy ngang nhiên ra tay, hắn không hổ là thượng cổ đại hung, lại trực tiếp vọt vào vô tận Tu La khí bên trong. Đối mặt rậm rạp chằng chịt Tu La, Cửu U Hổ không chút do dự, điên cuồng giết hại, thoáng qua tới giữa liền không biết có nhiều ít Tu La chết tại tay hắn. Nhưng dù vậy, Tu La Minh Trận vẫn là không có đảm nhiệm tổn thương nào, Diệp Thần sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Đây là cái đầu gì? Vì sao cứng rắn như vậy? Thậm chí vượt qua một ít Hồng Mông Chí Bảo. Xem ra, mình vẫn là xem nhẹ Mạc Huyết Minh. Thật đúng là một vỏ rùa đen, Mạc Huyết Minh, người muốn ở bên trong làm cả đời vương bát sao? Diệp Thần lạnh lùng nói, ta Mạc Huyết Minh cố nhiên đi Tu La chi đạo, nhưng vậy hiểu hơn thiệt, hiện tại ta tự nhiên sẽ không ra tay, chờ ta thương thế khôi phục giết ra đại trận, các ngươi toàn đều phải chết. Mạc Huyết Minh trong mắt sát ý hiện lên, hận ý ngút trời, Diệp Thần mạnh xông Minh Điện, giết hắn Minh Điện vô số hảo thủ, đây là hung hãn đánh mặt hắn, đem hắn mặt mũi để dưới đất đạp, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Ta là Tu La chi chủ. Ta thề phải đem các ngươi toàn bộ chu diệt, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Các ngươi tốt nhất hiện tại liền chạy, nhưng là chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem các ngươi toàn bộ chu diệt. Diệp Thần, ngươi thân là luân hồi chi chủ cao nhất khí vận, cuối cùng sẽ bị ta cướp đoạt, đây là ngươi không cách nào chạy trốn vận mệnh. Mạc Huyết Minh gầm lên vang khắp, giờ khắc này trên bầu trời lại mây đen hội tụ, sấm đánh xuống, Mạc Huyết Minh thân là Tu La chi chủ. Hắn lập được lời thề, lại đạt được thiên thừa nhận. Đáng chết, Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, Mạc Huyết Minh và hắn đã là thế bất lưỡng lập, hôm nay không đem Mạc Huyết Minh chém chết như vậy, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiếp theo, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế các người dùng hết thủ đoạn, lại vẫn là hám không nhúc nhích được Tu La Minh Trận. Thậm chí Diệp Thần cũng cầm ra nước suối vàng tới oanh đập Tu La Minh Trận, nhưng cũng chỉ có thể để cho Tu La Minh Trận chấn động. Hoàn toàn không thể phá mở. Mà nước suối vàng Diệp Thần cũng không thể quá nhiều vận dụng, nếu không hắn lực lượng đều phải bị hao hết,
đến lúc đó còn không phá nổi Tu La Minh trận thì phiền toái. Vào giờ phút này, Diệp Thần bốn mặt người sắc cũng khó xem, không nghĩ tới Mạc Huyết Minh còn có cường hãn như vậy đại trận bảo vệ, lại dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào phá vỡ. Tiểu Hoàng, người có thể đem trận pháp này chiếm đoạt sao? Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến, mở miệng nói. Dẫu sao đã từng là Tiểu Hoàng nhưng mà lấy trận pháp làm thức ăn. Nhưng mà Tiểu Hoàng nhưng là lắc đầu một cái này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói không phải một cái trận pháp, ta không cách nào chiếm đoạt, thậm chí ta cảm giác vật này không thuộc về thần quốc. Diệp Thần lần này có chút khó khăn. Chẳng lẽ lần này muốn sát vũ mà về? Đúng rồi. Diệp Thần trong mắt đột nhiên ánh sáng sáng lên, hắn nhớ tới ở cổ chiến trường thần bí bên trong sơn động, Nhâm Phi Phàm truyền thụ cho mình vậy một đạo kiếm chiêu. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Diệp Thần chấn động trong lòng, Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm có thể dẫn động huyết nguyệt lực lượng, đây là xuất xứ từ tại Nhâm Phi Phàm lực lượng, nếu như mình có thể sử dụng Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, không đúng có thể phá ra Tu La Minh trận. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm mũi nhọn thật là trên đời vô địch, là chấn cổ thước kim vậy minh mông chí cường kiếm khí, huyết nguyệt ra, thiên địa nhật nguyệt đều phải bị trảm phá, huống chi chính là một cái Tu La Minh trận. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Diệp Thần lấy ra Lạc Trần Hàng Long kiếm, vận dụng Nhâm Phi Phàm truyền thụ cho chiêu thức, muốn thi triển Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Nhưng là một khắc sau, Diệp Thần liền cảm thấy trời đất phảng phất cũng đè ở mình đầu vai, đáng sợ áp lực để cho hắn thiếu chút nữa hộc máu. Đúng như là Nhâm Phi Phàm nói, Diệp Thần trước mắt còn không thi triển được một chiêu này. Nhưng là Diệp Thần hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, huống chi, không cần Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, giờ phút này vậy không cách nào phá vỡ Tu La Minh trận, hắn chỉ có thể thử nghiệm. Phá cho ta. Diệp Thần một lần lại một lần thử nghiệm, trên bầu trời thỉnh thoảng hiện lên lau một cái thê lương thở mạnh, chân áp chư thiên vạn giới, hủy diệt hết thảy đáng sợ huyết nguyệt ánh sáng bao phủ dưới, núp ở minh điện bên trong Mạc Huyết Minh đều cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là cảm giác nguy cơ. Huyết nguyệt dù chưa triệt thành, nhưng lại để cho Mạc Huyết Minh cực kỳ bất an. Diệp Thần cái này người điên, rốt cuộc đang làm gì? Huyết nguyệt luôn luôn xuất hiện. Diệp Thần Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm nhưng thủy chung không thi triển được, mà Mạc Huyết Minh nhưng ở như vậy dưới tình huống lo lắng đề phòng, căn bản không cách nào buông lỏng, chỉ cảm thấy được nội tâm cũng bộc phát phiền não, hận không phải đem Diệp Thần ăn tươi nuốt sống. Mạc Huyết Minh đối với Huyết Nguyệt lực lượng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu như Diệp Thần thật thi triển ra cái này đáng sợ hủy thiên diệt địa vậy Huyết Nguyệt lực lượng, hắn Tu La Minh trận thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Nếu như Tu La Minh trận bể tan tành, đến lúc đó mình không nhất định có thể đem Diệp Thần bốn người chém chết, nếu như vậy, hắn tình cảnh liền nguy hiểm. Diệp Thần, người căn bản dùng không ra một chiêu này, người đừng có nằm mộng, Tu La Minh trận há là người có thể phá ra. Mạc Huyết Minh tiếng cười lớn từ minh điện bên trong truyền ra. Om sòm, Diệp Thần không chút lưu tình dày, cùng vỏ rùa của ngươi bể tan tành, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một kiếm, lại một kiếm, Huyết Nguyệt thăng rơi. Vô tận thần uy bao phủ, mênh mông vô cùng huyết nguyệt ánh sáng soi mặt đất, nhật nguyệt sơn hà đều bị bao trùm lần trước tầng huyết quang. Diệp Thần khí thế bùng nổ, trong mắt có vô tận sắc bén chớp động, cánh tay tựa như còn quấn vô tận ngân hà, sau lưng mãnh liệt linh khí lưu chuyển, giống như cao nhất nắm giữ, không thể địch nổi uy nghiêm tràn ra ra, vô tận hồng mông hơi thở vờn quanh cỡ đó, nguyên lực lượng không ngừng ẩn hiện. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm thành tựu Nhâm Phi Phàm lúc còn trẻ tuyệt học. Đơn giản là vô địch tồn tại, chặt đứt nhật nguyệt, lật vạn cổ. Nếu như Diệp Thần có thể thành công thi triển Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, nhất định có thể làm cho sơn hà bể tan tành, thiên địa văng tung tóe, nhật nguyệt ái mộ, cuồng phách lực lượng vô địch đem dễ như bỡn vậy hủy diệt Tu La Minh trận. Nhưng là một chiêu này tuyệt học quá khó khăn thi triển, Diệp Thần hơi thở cổn đáng, trong cơ thể linh khí ở lần lượt nếm thử một chút cũng bạo loạn, Diệp Thần sắc mặt cũng hơi có vẻ thảm trắng, bị nội thương. Chủ nhân, hắn tầng này vỏ rùa quá cứng rắn. Tiểu Hoàng giờ phút này cho mày, lạnh lùng nhìn bao phủ minh điện Tu La Minh trận. Vô tận Tu La khí phun trào, trong sâu thẳm, tựa hồ có đến từ thần bí chỗ lực lượng bảo vệ nơi này. Vô tận Tu La che giấu tại trong đại trận, sôi trào sát ý cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa vậy hơi thở ở trong đó nổi lên, để cho ra đầu tê dại. Giữa trời đất, vô tận Tu La khí cùng huyết nguyệt lực ở vô hình va chạm. Mỗi một lần va chạm cũng để cho sơn hà chấn động, minh điện bốn phía sinh trưởng cỏ cây linh dược đều ở đây trong nháy mắt khô bại, sức sống mất đi,
Mạc Huyết Minh sừng sững ở Minh Điện bên trong, trên người tu la khí lưu chuyển, dữ tợn đáng sợ lại vô cùng cái uy nghiêm tu la khôi giáp bao trùm trên thân hình, hiển lộ bên ngoài dưới da, mạch máu căn căn bạo khởi, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng bị Mạc Huyết Minh áp chế gắt gao. Mạc Huyết Minh cắn răng nghiến lợi nhìn ngoại giới Diệp Thần, một lần lại một lần định sử dụng vậy để cho hắn cũng bội cảm sợ hãi chiêu thức, mặc dù Diệp Thần từ đầu đến cuối không thể thành công, nhưng là loại cảm giác này nhưng cũng không tốt bị, phập phòng lo sợ đề phòng để cho hắn không cách nào lắng xuống tim. Diệp Thần, người không phá nổi ta tu la minh trận, mà ta cuối cùng khôi phục, đến lúc đó chính là ngươi ngày rỗ. Mạc Huyết Minh sát khí bùng nổ, trên thân hình vô tận tu la khí bay trào ra, Minh Điện bên trong sự vật đều bị va chạm ái mộ, trong vô hình, mình mông uy nghiêm bùng nổ, đây là Mạc Huyết Minh thân là tu la chi chủ bá đạo uy tín. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không phá nổi, Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, nội tâm nhưng vô cùng kiên định, hắn thế tất yếu phá vỡ tu la minh trận, hôm nay cần thiết đem Mạc Huyết Minh tru diệt nơi này. Rắc rắc, chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, tựa hồ Diệp Thần ý tưởng bị thiên nơi biết được, để cho thiên đều cảm thấy khiếp sợ. Trong sâu thẳm, cuồn cuộn hơi thở ở Minh Điện bốn phía giật tản ra, hơi thở này đáng sợ, vô địch, coi trời bằng vung. Trên bầu trời, một vòng hủy thiên diệt địa vậy huyết nguyệt chậm rãi hiện lên, vô tận huyết nguyệt lực bao phủ thiên địa, khoáng đạt vô địch khí thế chấn nhiếp vạn vật, để cho cỏ cây núi đá, chim thú vật cũng vào giờ khắc này kêu rên, quỳ bái. Oanh! Lần này, huyết nguyệt so với trước đó hơn nữa ngưng luyện, hơn nữa chân thực, tựa như đem nhật nguyệt thay thế. Mênh mông ngân hà trói lọi cũng lộ vẻ được ảm đạm, mênh mông chân trời, hết thảy đều bị lật đổ, chỉ còn lại một vòng lớn vô cùng huyết nguyệt, giống như thiên địa ý chí vậy chậm rãi hạ xuống xuống. Nghiền ép hết thảy, tiêu diệt hết thảy, thế giới đều ở đây một tua này huyết nguyệt hạ run rẩy, sơn xuyên con sông vào giờ khắc này văng tung tóe, núi lửa đều bị dẫn động phun ra, vô tận ngọn lửa phún ra ngoài, khói đen tỏa ra. Hủy thiên diệt địa khí tức đáng sợ để cho hết thảy cũng lộ vẻ được nhỏ bé, trong vô hình nguyên lực tính, chấn nhiếp toàn bộ thần quốc, vô số cường hãn tích trữ vào giờ khắc này cũng trợn to hai mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trên bầu trời huyết nguyệt. Cho dù là thân ở sùng quang thần hà cung bên trong hiên viên mặc tà, giờ phút này vậy khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa trời đất vậy một vòng để cho hắn đều cảm thấy uy hiếp lớn lao, sợ hết hồn hết phía cao nhất huyết nguyệt. Hủy thiên diệt địa vậy lực lượng lật đổ sơn hà nhật nguyệt vậy khí thế, vô cùng vô tận uy nghiêm, hiên viên mặc tà cũng không từng thấy qua công kích đáng sợ như thế, cho dù là thượng giới nữ hoàng cũng không có bá đạo như vậy vô cùng ác liệt ý định giết người. Đây là người nào? Hiên viên mặc tà ánh mắt chớp động, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, uy hiếp, để cho lòng hắn thần không yên. Không, ta phải lắng xuống tim, ta thương thế không có hết bệnh trước, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Hiên viên mặc tà đè xuống trong lòng muốn đi ra ngoài tìm tòi xung động, một tua này huyết nguyệt quá mức đáng sợ, thương thế không có hết bệnh, hắn cũng không dám nhiếp kỳ phong mang. Nơi này đồng thời, Minh Điện, Diệp Thần cả người khí thế cổn đáng, áo khoác phù vù, không gió tự động, đậm đà hồng mông hơi thở đem hắn bao phủ, nguyên lực lượng ngưng tụ ở bàn tay hắn tới giữa. Lạc Trần Hàng Long kiếm nắm trong tay, cực hạn áp lực bao phủ xuống, tựa như toàn bộ vũ trụ. Chư thiên hoàn vũ cũng nặng ở Diệp Thần đầu vai, đè hắn muốn không thở nổi. Trên bầu trời coi trời bằng vung, mênh mông uy nghiêm, vô địch thế gian lật núi sông huyết nguyệt càng phát ra ngưng luyện, Diệp Thần bị áp lực vậy càng phát ra to lớn, hắn cả người nổi gân xanh, sống lưng đều bị đè cong xuống, nhưng hủy thiên diệt địa vậy khí thế nhưng bung ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn thi triển huyết nguyệt đồ thiên trảm, Diệp Thần trước mắt lực lượng không hề đủ, nhưng là hắn đã có dự cảm. Giờ phút này chỉ cần hắn kiên trì, hắn nhất định có thể chém ra cái này tan biến thiên địa núi sông một kiếm, chảm phá bền chắc không thể gãy, hội tụ vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn tu la minh trận. Cho ta chém chết hết thảy, tàn sát vạn giới. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết 200% lực lượng, trong tay trầm trọng vô cùng Lạc Trần Hàng Long kiếm huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ lưu truyền, lại bị hắn huy động. Oanh! Thiên địa vào giờ khắc này văng tung tóe. Lưu chuyển không khí cũng vào giờ khắc này nổ vang, không gian cũng không gánh nổi cái này đáng sợ áp lực, vô số dữ tợn chói mắt, xông ra vô tận hư không hơi thở vết nứt không gian ầm ầm xuất hiện. Rắc rắc, mặt đất vào giờ khắc này biến dạng, Diệp Thần dưới chân đất đai giờ khắc này lõm sâu, vô tận rãnh nổ tung,
một cái liên miên ngàn dặm đen nhánh thâm cốc tạo thành. Bình bịch bịch, con sông vào giờ khắc này nổ vang, dưới đất có nham thạch nóng chảy bị áp lực vô tận sở kích dậy, phóng lên cao, có vô số nước ngầm phún ra ngoài. Nham thạch nóng chảy cùng hơi nước tại không gian va chạm, vô tận sương mù và khói đen nhất thời bao phủ đúng cái thiên địa, huyết nguyệt vô tận uy nghiêm, hủy thiên diệt địa vậy ánh sáng xuyên thấu sương mù chiếu vào. Một kiếm này quá đáng sợ để cho người rợn cả tóc gáy, vô tận hồng mông hơi thở vào giờ khắc này hội tụ, dường như muốn phá khai thiên địa sơn hà, trời trăng sao. Nguyên lực lượng đang cuồn cuộn, huyết nguyệt lực lượng gia trì trên đó, hủy thiên diệt địa, đơn giản là vô địch. Minh điện bên trong, Mạc Huyết Minh trên mình khôi giáp đều ở đây chấn động, hắn sợ hãi vạn phần xem hướng bầu trời ở giữa cao nhất huyết nguyệt, nhìn về phía khí thế vô địch, trấn áp vạn cổ vậy Diệp Thần. Giờ khắc này, Mạc Huyết Minh tựa như vượt qua vô tận thời gian, gặp được cao nhất nắm giữ, thống ngự vạn giới, chí cường vô địch luân hồi chi chủ. Một kiếm này nếu như chém ra tới, Tu La Minh trận tuyệt đối không ngăn được. Mạc Huyết Minh cuồng loạn gầm thét, ngươi không thể nào thành công, không thể nào. Ngươi không thể nào, Mạc Huyết Minh gầm thét chưa rơi xuống. Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía Mạc Huyết Minh, trong mắt ánh sáng thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu thiên cổ, xuyên thủng hết thảy, vô địch khí thế vào giờ khắc này triển hiện tinh tế. Mạc Huyết Minh, ngươi phải biết, đối với ta mà nói, không có gì không thể nào. Không muốn tầm nhìn hạn hẹp, cho ta coi được. Diệp Thần quanh thân hồng mông hơi thở vào giờ khắc này giống như vô tận ngân hà vần quanh, càng phát ra cuồng bạo, nguyên lực lượng ở hắn lòng bàn tay bàng bạc mà động, không gian không ngừng nổ vang, vô số vết nứt không gian xuất hiện ở Diệp Thần bốn phía, bị hắn lực lượng vô địch nơi nghiền ép bể tan tành. Huyết nguyệt đồ thiên trảm, một vòng huyết nguyệt, lên. Diệp Thần một tiếng giống giận, trên bầu trời, huyết nguyệt hạ xuống. Vô cùng minh mông sức mạnh to lớn bao trùm xuống, phảng phất từ năm tháng vô tận ngọn nguồn tấn công tới, phảng phất từ minh mông hoàn vũ bên trong nghiền ép chư thiên vạn giới, vô tận tinh thần tới. Hủy thiên diệt địa chí cao uy nghiêm chấn nhiếp xuống, thiên địa vào giờ khắc này rên rỉ, nhật nguyệt vào giờ khắc này lật đổ, cho dù là vô tận tinh thần cũng tản đi ánh sáng, thần phục ở huyết nguyệt cao nhất uy áp hạ. Cho ta chấn giết. Diệp Thần chém xuống một kiếm. Giờ khắc này trên bầu trời huyết nguyệt lại vậy bạo động, vô cùng huyết nguyệt chói lọi nghiêng xuống, đi đôi với Diệp Thần một kiếm này, trên bầu trời một đạo hủy thiên diệt địa, coi trời bằng vung, uy nghiêm vô thượng khoáng đạt đỏ tươi trùm tia sáng ầm ầm tới, đáp xuống bao phủ minh điện Tu La Minh trận bên trên. Oanh! Trong một cái chớp mắt này, giữa trời đất tràn ra không gian toàn bộ nổ vang, lại trực tiếp bị mất đi, trong nháy mắt chu vi vạn dặm đều biến thành vùng chân không. Huyết nguyệt chói lọi chỗ đi qua, vô tận không gian văng tung tóe, từ cao cao tại thượng bầu trời chóp đỉnh, một cái xúc mục kinh tâm vậy khủng bố vết nứt không gian kéo dài tới Tu La đại trận bên trên. Vô tận hư không hơi thở từ vết nứt không gian trung lưu truyền ra, toàn bộ thần quốc cũng vào giờ khắc này chấn động, thậm chí liền giới vực thành đều có người mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Huyết nguyệt đồ thiên trảm, tan biến sơn hà, trảm phá nhật nguyệt, lật vạn cổ, coi trời bằng vung, cao nhất uy áp một kiếm, đơn giản là vô địch. Rắc rắc, minh điện bốn phía sơn xuyên, vào giờ khắc này đều đang văng tung tóe, vô số cao vút trong mây cự phong ầm ầm sụp đổ, nổ tung, vô tận núi đá to lớn bay tiết. Mặt đất bên trên, từng cái lan tràn vô tận dặm sông lớn sông dài vào giờ khắc này bạo động, vô tận nước sông phún ra ngoài, sông lớn bên trong sinh linh cũng bạo thể mà chết, sông nước bị nhuộm thành màu đỏ như máu, mùi máu tanh truyền lưu ở giữa thiên địa. Diệp Thần thân thể vào giờ khắc này tựa như dương cao vạn trượng, biến thành khai thiên tích địa vậy cự nhân, có uy lực vô thượng, hủy thiên diệt địa vô địch khí thế, một kiếm này dường như muốn phá vỡ hybrid, chém ra hồng mông, sáng tạo vạn cổ kỳ nguyên, ngưng luyện chư thiên vạn giới, vũ trụ hoàn vũ. Tu La Minh trận ở huyết nguyệt đồ thiên trảm dưới uy hiếp vậy bạo động, vô tận Tu La rối rít không sợ chết bay lên bầu trời, dù là trong mắt bọn họ là vô tận sợ hãi, bị huyết nguyệt trấn nhiếp tâm thần không yên. Nhưng như cũ giống như bướm bay dập lửa vậy trào hướng cuồn cuộn vô địch huyết nguyệt chói lọi. Suy, vô tận Tu La bị ngay tức thì mất đi, hóa thành vô số bụi bẩm, bể tan tành huyết khí tràn ra ra, Tu La Minh trận bên trong, vô tận Tu La khí cuồn cuộn, rối rít hiện lên huyết nguyệt chói lọi muốn ngăn trở. À, Mạc Huyết Minh vào thời khắc này râu tóc cuồng vũ, giống như phong ma vậy, không thể tin nhìn Diệp Thần một kiếm này, hắn đã cảm nhận được cực lớn uy hiếp.
khắp cả người phát rét, đồng thời vậy hoàn toàn bị chọc giận. Muốn phá ta Tu La Minh trận, người nằm mơ. Mạc Huyết Minh ngửa mặt lên trời gầm thét, phô tận khí thế bùng nổ, quanh thân vòng quanh Tu La khí giống như từng đạo hủy thiên diệt địa vậy lợi kiếm cuốn đi bốn phía. Mạc Huyết Minh Tu La khôi giáp thậm chí đều ở đây hắn giận dữ giờ khắc này bị văng tung tóe, đỉnh đầu hắn Tu La một sừng bộc phát ra vô tận sát ý, ánh sáng ánh chiếu toàn bộ minh điện. Mạc Huyết Minh bàn tay nâng lên, ngón tay phân bay, hồng mông hơi thở ở trên người hắn lưu chuyển, từng tia nguyên lực lượng mà lại ở đầu ngón tay hắn phun trào. Tu La Minh trận, ngưng tụ vạn cổ Tu La tinh thần, cho ta chấn giết. Mạc Huyết Minh gầm thét vang khắp chân trời, Tu La Minh trận bên trong, vô tận cổn đáng Tu La khí vào giờ khắc này lại bắt đầu hội tụ, ngưng tụ. Vô tận Tu La khí lại hội tụ thành một viên to lớn Tu La tinh thần, đây là vô tận năm tháng trước tồn tại, vừa xuất hiện thì có mênh mông hồng mông cổ ý giật tản ra. Thiên địa vào giờ khắc này vang dội tụng khen thanh âm, Tu La tinh thần bùng nổ vô tận ánh sáng. Mênh mông sức mạnh to lớn hạ xuống, vô số Tu La ở tinh thần bên trên ra đời, rối rít đánh về phía Huyết Nguyệt trói lọi. Lực lượng cuồng bạo dường như muốn nghiền nát vạn cổ, muốn chấn áp thiên địa, Tu La tinh thần bốn phía hết thảy đều bị mất đi, vô tận không gian bể tan tành, liền không gian mảnh vỡ cũng không thể tồn lưu, bị hoàn toàn mất đi. Tu La tinh thần bốn phía biến thành một nơi triệt triệt để chết chắc, vô cùng sát ý vô tận lưu chuyển ra. Đi đôi với Tu La đặc hữu điên cuồng khí thế, dường như muốn cầm thiên địa cũng giết phá, hủy diệt hết thảy. Thấy Tu La tinh thần, Giả Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng tất cả đều sắc mặt chấn động, Diệp Thần thi triển ra Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm đã có thể nói yêu nghiệt, nhưng cái này Tu La tinh thần lại cũng có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, Mạc Huyết Minh đúng là không thể khinh thường. Cửu U Hổ giờ phút này vậy ánh mắt ngưng trọng, bất luận là Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, vẫn là Tu La tinh thần. Đều có hủy thiên diệt địa vậy mênh mông sức mạnh to lớn, cái này sức mạnh to lớn có thể đem hắn cũng phai mờ, để cho hắn cảm thấy nội tâm chấn động. Tu La tinh thần, dám cùng Huyết Nguyệt tranh huy, thật là không biết tự lượng sức mình, cho ta nghiền ép. Diệp Thần chân mày cao lại, khóe miệng nhếch một cái ác liệt cười nhạt, cả người hơi thở cổn đáng, vô tận hồng mông khí đem hắn vần quanh, để cho hắn giống như hồng mông đại đạo người điều khiển vậy. Lạc Trần Hàng Long kiếm chém xuống. Thiên địa vào giờ khắc này nứt ra, Tu La tinh thần giờ phút này cũng chấn động, vô tận Tu La khí văng tung tóe, Mạc Huyết Minh sắc mặt đại biến. Một khắc sau, trên bầu trời vô tận Huyết Nguyệt dưới quang huy, Diệp Thần một người nhảy lên, tay cầm Lạc Trần Hàng Long kiếm, thân hình nhỏ bé, nhưng mang không người nào dám không nhìn vô địch hơi thở. Giờ khắc này Diệp Thần liền tựa như thiên địa trung tâm, trời trăng sao, vũ trụ vạn đạo đều ở đây vây quanh Diệp Thần lưu chuyển. Tu La tinh thần giờ phút này vậy cảm thấy cực lớn uy hiếp, bỗng nhiên bộc phát ra vô tận khí tức hủy diệt, cuồng bạo sát khí mãnh liệt ra, Tu La tinh thần lại ầm ầm mà động, chấn áp vạn giới vô cùng sức mạnh to lớn cuốn tới. Diệp Thần bóng người và to lớn Tu La tinh thần so sánh, nhỏ bé tới cực điểm, nhưng là ở đầy trời Huyết Nguyệt bao phủ hạ, Diệp Thần tựa như biến thành Huyết Nguyệt đứng đầu vậy, hắn làm động tới vô tận Huyết Nguyệt lực lượng, mang nguyên hơi thở, hung hăng cùng Tu La tinh thần đụng vào nhau. Oanh! Cuồng bạo va chạm dư âm ngay tức thì cuộn sạch dù sao cũng bên trong, vô số đỉnh núi giống như bị một đạo kinh thế kiếm khí chém cướp mà qua, toàn bộ bị chém đứt, dù sao cũng bên trong, liên miên vô tận đỉnh núi biến thành cùng cùng cao độ. Một nơi núi bình đính quần thể tạo thành, đỉnh núi bộ đoạn khẩu ánh sáng rực rỡ như gương, có thể tưởng tượng cái này cuồng bạo đánh vào có bao nhiêu sắc bén, chỉ sợ cũng coi như là tinh thần cũng phải trong phút chốc bể tan tành. Sóng trùng kích cuộn sạch vạn dặm, Diệp Thần tay cầm Lạc Trần Hàng Long kiếm, lại trực tiếp một kiếm chảm phá vô tận Tu La tinh thần bề ngoài, một đạo rãnh trời vậy rãnh hiện lên, Diệp Thần không tốn sức chút nào đi sâu vào trong đó. Diệp Thần giống như hủy thiên diệt địa chiến thần vậy, vô cùng vô tận mũi nhọn để cho hắn chém nhập Tu La tinh thần nội bộ, Huyết Nguyệt ánh sáng theo sát tới chiếu vào. Suy, vô tận Tu La khí muốn ngăn trở Diệp Thần. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể, những thứ này Tu La khí liền Diệp Thần mũi nhọn đều không cách nào chạm liền ngay tức thì mất đi. Lực lượng cuồng bạo lật xuống, càn quét hết thảy, Tu La tinh thần hung uy cuồn cuộn, là vô cùng trong năm tháng đáng sợ Tu La lực lượng ngưng tụ, nhưng cùng Diệp Thần va chạm lại bị ngược thương tích đầy mình. Vào Huyết Nguyệt lực lượng so sánh, Tu La tinh thần sức mạnh to lớn không đáng giá để ra, hoàn toàn chính là trời nhưỡng vân nê, không cách nào so sánh.
Oanh, một giây kế tiếp, Diệp Thần trực tiếp đem Tu La tinh thần chém bể, vô tận huyết nguyệt ánh sáng tự nhiên xuống, Diệp Thần đứng tại bể tan tành to lớn tinh thần dưới, giống như một tôn cao nhất nắm giữ. Mạc Huyết Minh thấy Diệp Thần thời khắc này dáng vẻ, con người bỗng nhiên co rúm một cái, một khắc sau trên mình Tu La khí cổn đáng, đột nhiên ra tay. Chu Thiên Thần kiếm quyết, vốn là bị thương Mạc Huyết Minh một tay chỉ ra, 100.000 cầm hồng mông phi kiếm bay ra, giống như nghiền nát hết thảy phi kiếm nước lũ, cho dù là trời trăng sao đều phải bị một kiếm này hoàn toàn phai mờ, thật là coi trời bằng vung. Chính là thần kiếm quyết, cũng dám ngăn cản ta. Diệp Thần ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, vô địch khí thế bùng nổ, đối mặt 100.000 phi kiếm không lùi chút nào xúc, ngược lại khinh thường tiến lên đón. Một giây kế tiếp, vô tận huyết nguyệt lực và vô cùng mũi nhọn nghiêng xuống, Diệp Thần và 100.000 phi kiếm ngay tức thì đụng vào nhau. Oanh! 100.000 phi kiếm giống như đồ chơi vậy, ở huyết nguyệt đồ thiên trảm hạ bị dễ như bỡn vậy hủy diệt, vô tận phi kiếm tạo thành nước lũ trong phút chốc hóa thành một phiến bụi bặm. Mạc Huyết Minh sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, thương thế hơn nữa thảm trọng, mà hắn cũng không có cơ hội lại ngăn trở Diệp Thần. Phá cho ta giết, Diệp Thần ở huyết nguyệt bao phủ dưới, vô tận hồng mông khí còn quấn hắn lưu chuyển, tựa như đem hắn nhận làm hồng mông đứng đầu, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng ngay tức thì khuynh tả tại Tu La Minh trận bên trên. Lực lượng này thật là như mãnh hổ nuốt trời, giờ khắc này thần quốc cũng rung động, nếu như không phải là một kiếm này chém ở Tu La Minh trận trên, nếu như rơi vào thần quốc trên vùng đất, toàn bộ thần quốc đều phải nghênh đón một tràng động đất. Rắc rắc, vang khắp thiên địa tiếng vỡ vụn vang lên. Bền chắc không thể gãy Tu La Minh trận giờ phút này nứt ra từng đạo nhỏ xíu kẽ hở nhỏ ngay tức thì phủ đầy toàn bộ Tu La Minh trận. Một giây kế tiếp, vô tận Tu La khí nổ tung, thiên địa lật vẫy vô cùng sức mạnh to lớn khuếch tán ra, toàn bộ Tu La Minh trận bị Diệp Thần một kiếm chảm phá, huyết nguyệt đồ thiên chảm, thật là nhắm thẳng vào thương khung. Mạc Huyết Minh nhìn Tu La Minh trận bể tan tành, trong mắt sát ý dường như muốn ngưng kết là thật thế chấp. Hắn hoàn toàn giận dữ, trên người Tu La khôi giáp đều ở đây trong một cái chớp mắt này nổ tung, vô tận mái tóc dài bay lượn, cả người giống như cuồng ma vậy. Phốc, Diệp Thần phá hỏng Tu La Minh trận, đồng thời cũng bị Tu La Minh trận nổ nơi đánh vào, hắn thi triển huyết nguyệt đồ thiên trảm đã dùng hết toàn bộ lực lượng, giờ phút này đã kiệt lực, đã không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đánh đổ bay ra. Tiểu Hoàng thấy một màn này, liền vội vàng tiến lên bảo vệ Diệp Thần. Đem vô tận đánh vào chặn. Chủ nhân, người không có sao chứ? Tiểu Hoàng nhìn Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. Không có sao, Diệp Thần ánh mắt lăng nhiên, một kiếm phá mở Tu La tinh thần, chảm phá Tu La minh trận, hắn khí thế đi tới cực điểm, ngưng tụ ra uy nghiêm vô thượng, giờ khắc này hắn tựa như cùng là độc đoán vạn cổ cao nhất trí cao, cây bản không có người có thể ngăn trở hắn. Nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác được thân thể trình độ cao nhất cắn trả. Hắn ăn vào một ít nước suối vàng, miễn cưỡng khôi phục mấy phần. Diệp Thần nhìn giống như phong ma vậy giận dữ Mạc Huyết Minh, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân vòng quanh hồng mông hơi thở trực tiếp bị hắn hấp thu vào cơ thể, tiếp theo cao giọng gầm lên. Mạc Huyết Minh, ngươi ngày rỗ. Các ngươi ai có thể giết ta? Mạc Huyết Minh bước ra một bước, hủy thiên diệt địa vậy Tu La khí cổn đáng tới, trong phút chốc phải đem Diệp Thần các người hoàn toàn chìm ngập. Phải đem bọn họ chu diệt tại cái này vô cùng Tu La khí bên trong. Hừ, chút tài mọn. Già Thiên Ma Đế ánh mắt khinh thường, lạnh lùng quát lên, trên người phá quân chiến hoàng bào chấn động một cái, Già Thiên Ma Đế tay cầm lục tiên kiếm một kiếm đâm ra. Suy, một kiếm này cuốn lên vô tận khí lạnh, mũi nhọn động triệt dù sao cũng bên trong, dường như muốn phá giết hết thảy vậy, thật là vô địch. Trong nháy mắt. Vô cùng vô tận cổn đãng mà đến Tu La khí liền bị Già Thiên Ma Đế một kiếm phá diệt, một màn này để cho Mạc Huyết Minh hơn nữa giận dữ. Hấp thu hồng mông khí và nước suối vàng sau đó, Diệp Thần khôi phục một phần chia linh khí, sắc mặt vậy dần dần tái hiện sáng bóng. Mà giờ khắc này ở chân trời huyết nguyệt đang chậm rãi giấu, Diệp Thần căn bản không có lực lượng lại thi triển ra một kiếm huyết nguyệt đồ thiên trảm, huống chi chính là một kiếm này cũng là hắn cơ duyên xảo hợp dưới. Vô số lần thử nghiệm mới may mắn thành công. Nhưng là cho dù không cách nào cử động nữa dùng huyết nguyệt đồ thiên trảm, Diệp Thần cũng có diệt địch tín niệm, tự tin có thể đem Mạc Huyết Minh chém chết tại dưới kiếm. Hôm nay, Mạc Huyết Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần lạnh lùng nâng lên sát kiếm, nhìn về phía Mạc Huyết Minh,
ánh mắt thâm thúy tràn đầy ý định giết người. Mạc Huyết Minh, sang năm hôm nay, ta sẽ cho ngươi lên một nén hương. Ngươi quá cuồng vọng, Mạc Huyết Minh thốt nhiên giận dữ, Tu La Minh trận bị phá, hắn không cách nào lại ẩn núp, chỉ có thể gánh nước đánh một trận. Cả người Tu La khí cổn đáng, Mạc Huyết Minh trên mình nổ tung Tu La khôi giáp lại lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này Tu La khôi giáp trên hơi thở hoàn toàn khác nhau, vô tận hồng mông hơi thở lưu chuyển trên đó, thậm chí còn mang một chút nguyên lực lượng. Nơi này đồng thời, vô tận sát ý cũng ở đây Tu La khôi giáp bên trên hội tụ, Mạc Huyết Minh lực lượng ở trong nháy mắt bạo tăng, đỉnh đầu hắn Tu La một sừng vậy ánh sáng đen lớn thả, hắn khí thế của cả người hoàn toàn bùng nổ, giống như giết chết vạn cổ giết hại thần vậy, cuồng bạo vô địch. Diệp Thần, đa tạ ngươi, Mạc Huyết Minh nhìn Diệp Thần cười lạnh. Diệp Thần nhận ra được Mạc Huyết Minh trên mình kiểu khác Tu La khôi giáp, cũng là sắc mặt trầm xuống. Ngươi công kích, ngươi cho ta mang tới khuất nhục, thành công để cho ta lĩnh ngộ Tu La đạo chí cao bí ẩn, ta là Tu La chi chủ, ta là thế gian nắm giữ. Mạc Huyết Minh lãng tiếng giống giận, trên bầu trời vô tận sấm nổ vang, từng đạo sấm sét long ở đột nhiên hội tụ đen nhánh trong biển mây lăn lộn, tựa hồ ở đáp lại Mạc Huyết Minh nói. Tu La chi chủ, Diệp Thần mặc dù thận trọng, nhưng ánh mắt nhưng tràn đầy khinh thường, ngươi và ta so sánh, bất quá là một con kiến hôi. Hôm nay ta phải đem ngươi hoàn toàn nghiền ép. Diệp Thần sơ xác tiêu điều khí thế bùng nổ, thậm chí trong sâu thẳm có một cổ luân hồi sức mạnh to lớn đem Mạc Huyết Minh bao phủ. Trong nháy mắt, Mạc Huyết Minh sắc mặt đại biến, luân hồi sức mạnh to lớn là hắn không thể ngăn cản đáng sợ tồn tại. Cái này cổ luân hồi sức mạnh to lớn như cùng một cây hủy diệt hết thảy, không thể ngăn trở Chu Diệt Kiếm, treo ở hắn đỉnh đầu, để cho lòng hắn thần không yên, sợ hãi vạn phần. Diệp Thần, hôm nay quyết tử chiến một trận, Mạc Huyết Minh không dám lại trì hoãn, luân hồi quá mức đáng sợ, càng trì hoãn, hắn nguy cơ lại càng đáng sợ. Mạc Huyết Minh trong lòng sợ hãi, luân hồi hạ xuống ở hắn trên đầu, để cho hắn có loại đại nạn ập lên đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Không người nào có thể nắm giữ vận mệnh ta, cho dù là ngày xưa luân hồi chi chủ cũng không được. Mạc Huyết Minh trên người Tu La khôi giáp ánh sáng tách thả ra, vô cùng uy nghiêm, Tu La chi chủ không thể làm nhục. Chu Thiên Thần kiếm quyết, Mạc Huyết Minh đột nhiên ra tay, 100.000 phi kiếm nước lũ xuyên thủng sơn hà, cuồn cuộn tới, trên bầu trời vân khí bể tan tành, bị vô tận ác liệt mũi nhọn nơi chém. Chu Thiên Thần kiếm quyết thẳng xông lên Diệp Thần, khí thế khoáng đạt, Diệp Thần ánh mắt nghiêm nghị, thân thể đột nhiên chấn động một cái. Vô địch khí thế bùng nổ, Diệp Thần tay cầm sát kiếm không tránh không tránh, hắn phải lấy nghiền ép tư thái đem Mạc Huyết Minh ở hôm nay hoàn toàn chu diệt, hình thần câu diệt, vì vậy không thể né tránh, hôm nay đánh một trận Mạc Huyết Minh hẳn phải chết. Lục đạo kiếm, Diệp Thần một tiếng giống giận, Trảm Thiên Nhất kiếm, Phần Thiên Nhất kiếm, Vạn Cổ Kinh Lôi kiếm. Sáu kiếm quy nhất, ngay tức thì bùng nổ vô cùng lực lượng hủy diệt. Oanh! Diệp Thần cùng 100.000 hồng mông phi kiếm nước lũ sông lên đụng vào nhau, lần này không có huyết nguyệt đồ thiên trảm, Diệp Thần không cách nào làm được dễ như bỡn, nhưng cuồng bạo sóng trùng kích đã lan truyền ra, thật là hủy thiên diệt địa. Dám động chủ nhân ta, ngươi cho ta đi chết. Diệp Thần gặp gỡ công kích, tiểu hoàng thốt nhiên giận dữ, đột nhiên ra tay. Thiên địa vào giờ khắc này đều bị nhuộm thành đỏ xanh hai màu, vô tận ác mộng khí lưu truyền ra, cả thế giới, chư thiên hoàn vũ giờ phút này tựa hồ cũng bao phủ ở ác mộng sợ hãi dưới. Tiểu hoàng ác liệt ra tay, không thể ngăn trở, coi trời bằng vung móng nhọn chiếu nghiêng xuống. Tiểu hoàng công kích quá sắc bén, cả thiên địa đều phải bị hắn phai mờ, thái cổ trình độ cao nhất uy nghiêm bùng nổ. Tự tìm cái chết, Mạc Huyết Minh khí thế khoáng đạt, huyền vũ rìu khai thiên rời tay ra. Tu La đồ sát trời, vô tận giết tuyệt, Tu La đại thủ ấn. Mạc Huyết Minh đột nhiên gầm thét, vô tận Tu La khí cổn đáng, lại ngưng tụ thành một cái Tu La bàn tay lớn phun trào ra hồng mông hơi thở, hung hăng cùng tiểu hoàng đụng vào nhau. Thiên ma lang yên nhận. Giờ phút này, giả thiên ma đế đột nhiên ra tay, vô tận khói báo động lưỡi đao biến dạng hư không, xuyên thủng vạn giới, khoáng đạt vô địch, ngay tức thì giết tới Mạc Huyết Minh trước mặt. Chính là lưỡi đao, há có thể ngăn cản ta. Mạc Huyết Minh cuồng bạo vô địch, kiêu căng ngút trời, giờ phút này hắn không giống người bị trọng thương, phảng phất là thời kỳ toàn thịnh, lực lượng ngay tức thì bùng nổ. U tà lục hồn phiên, ác quỷ phá giết, Mạc Huyết Minh một tiếng giống giận,
U tà lục hồn phiên vô căn cứ xuất hiện. Ác quỷ từ U tà lục hồn trên lá cờ hiện lên, vô tận khí tức tà ác lưu truyền ra, ác quỷ lại không sợ hãi chút nào khói báo động lưỡi đao, tựa như mất trí phong ma vậy, lại dùng cả tay chân nhào tới khói báo động trên lưỡi đao, dương ra giữ tợn miệng lớn gặm ăn. Một màn này để cho già thiên ma đế thất kinh, cái này ác quỷ thật là coi trời bằng vung, liền khói báo động lưỡi đao đều không sợ sợ. Mà ở bên kia, cửu u hổ đột nhiên xuất hiện, thượng cổ đại hung vô địch lực lượng bùng nổ, ngay tức thì giết tới Mạc Huyết Minh trước người. Mạc Huyết Minh thấy cửu u hổ, trong mắt hung quang bạo tránh, đột nhiên đưa tay, vô tận tu la khí ngưng tụ thành một cái tu la chiến đao, sát khí nồng đậm ở tu la chiến đao bên trên lưu chuyển. Cho ta chấn giết. Mạc Huyết Minh chém ra một đao, thiên địa biến sắc, mãnh liệt tu la khí cả thiên địa cũng ngâm nhuộm thành đỏ tươi vẻ. Cửu u hổ đổ bay ra, Mạc Huyết Minh cái này một đao quá mức cường thế, cho dù là hắn lực lượng đều khó chống lại, giờ phút này hai móng bên trên lại là chói mắt kinh tâm kẽ hở, tu la khí vẫn còn ở đi hắn huyết nhục bên trong chui. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Mạc Huyết Minh lấy một địch bốn, chút nào không rơi hạ phong, khí thế khoáng đạt vô cùng, ngông cuồng cười to, khinh thường giận dữ hét. Thiên Long bát thần âm. Diệp thần vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Hồng mông nốt nhạc bao phủ. Úm, bá, đâu, đi, be be, ỏ, ô, ba. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng trực tiếp liều chết xung phong Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh ánh mắt uy nghiêm, chém ra một đao. Hai bên va chạm, Diệp thần đổ bay ra, mà Mạc Huyết Minh cũng lùi lại mấy bước, sắc mặt âm trầm, hắn khí tức trong người cổn đáng, mạnh đè xuống thương thế muốn không áp chế được. Mạc Huyết Minh đứng tại chỗ, thân thể đứng thẳng. Nhìn qua khí thế khoáng đạt bằng bạc, không có một chút bị thương dấu vết. Nhưng là Mạc Huyết Minh trong lòng rõ ràng, như thế và Diệp thần các người kéo dài, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy thế lôi đình nghiền ép Diệp thần bốn người, lúc này mới có thể lấy được một đường sinh cơ. Chết, Mạc Huyết Minh đột nhiên bùng nổ, sau lưng lại có một tôn hơi thở bạo ngược tu la hư ảnh hiện lên, cái này tu la hư ảnh tựa như vượt qua vô tận năm tháng tới. Mang cổ xưa vô địch hơi thở, còn có đầy trời sát ý huyết khí. Tu La Minh thần chém. Mạc Huyết Minh một tiếng giống giận, Tu La chiến đao gào thét chém về phía Diệp thần bốn người, mà giờ khắc này sau lưng hắn Tu La hư ảnh lại vậy đồng thời ra tay. Rắc rắc. Đúng cái thiên địa vào giờ khắc này tựa như bị cắt ra vậy, đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian hiện lên, vô tận hư không khí tràn ra ra. Tu La Minh thần chém, mang nguyên hơi thở. Nhất là Mạc Huyết Minh sau lưng hư ảnh lại vậy thi triển ra một chiêu này, dường như muốn vượt qua vô tận năm tháng sông dài, xuất hiện vào thời khắc này chém chết Diệp thần bốn người. Bát quái thiên đan thuật, pháp hoa tịch diệt thiên, thiên long bát thần âm. Diệp thần sắc mặt đại biến, đột nhiên thi triển mấy chiêu, bát quái thần đồ ở sau lưng ẩn hiện, Phật quang kết giới bao phủ, hồng mông nốt nhạc lôi cuốn đậm đà hồng mông khí bay ra. Cửu u hổ giờ phút này vậy thất kinh. Hắn không nghĩ tới trọng thương Mạc Huyết Minh còn có thể bộc phát ra cường hãn như vậy chiến lực, vội vàng thi triển thần thông. Hắc ngục phá thiên đồng. Cửu u hổ một tiếng giống giận, hai con người bên trong bắn ra chôn vùi hắc mang, có vô tận đáng sợ địa ngục uy nghiêm, tan biến hết thảy. Lục tiên chu thiên trảm. Già thiên ma đế vào giờ khắc này vậy hoàn toàn bùng nổ, nguyên hơi thở hiển lộ không thể nghi ngờ, một kiếm này hủy thiên diệt địa. Lục tiên chu thiên trảm. Đây là già thiên ma đế từ lục tiên kiếm bên trong lĩnh ngộ một chiêu, hàm chứa nguyên lực lượng, thật là coi trời bằng vung. Diệt thế, tiểu hoàng giờ phút này vậy một tiếng giống giận, đỏ xanh hai con người uy nghiêm bùng nổ, thời kỳ thái cổ cổ xưa hơi thở truyền lưu, chấn nhiếp chư thiên vạn giới đáng sợ sức mạnh to lớn hiện lên. Diệt thế, đây không phải là tiểu hoàng mạnh nhất một chiêu, nhưng vậy đủ quá cường hãn. Nhưng mà vào giờ khắc này, Mạc Huyết Minh bộc phát thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Thậm chí sau lưng cổ xưa Tu La hư ảnh sức chiến đấu tính còn muốn càng hơn năm xưa. Tu La Minh thần chém uy lực vậy hoàn toàn vô địch, khoáng đạt hơi thở hiển lộ không thể nghi ngờ, cổ xưa ý định giết người tựa như vượt qua vô tận dòng sông thời gian dài tập kích bất ngờ tới. Tu La chiến đao giờ phút này ánh sáng đâm chói mắt, đáng sợ dị thường, coi trời bằng vung chém một cái, để cho thiên địa cũng vào giờ khắc này biến sắc, trời trăng sao cũng chói lọi ảm đạm. Oanh! Rắc rắc! Hai bên va chạm ở trong nháy mắt nổ tung, mất đi hết thảy sóng trùng kích cuốn đi bốn phía, dãy núi lật, sông dài bốc hơi,
cho dù là hư không cũng nứt ra miệng khổng lồ, vô tận mênh mông hiển lộ ở trước mắt. Lần đụng chạm này chân thực đáng sợ, Mạc Huyết Minh gánh nước đánh một trận, bùng nổ toàn lực, Tu La chi chủ thực lực không thể tương đương. Ha ha ha, các ngươi không phải ta đối thủ. Mạc Huyết Minh đè xuống đột nhiên xông lên cổ họng máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to, ngông cuồng mà không có thể nhất thế. Ngươi là thứ gì? Vào thời khắc này, một tiếng gầm lên truyền tới, Diệp Thần từ chiến đấu dư âm mãnh liệt nhất địa phương lao ra, sát kiếm hủy thiên diệt địa, mất đi kim quang bùng nổ. Cái gì? Mạc Huyết Minh ánh mắt chấn động, Diệp Thần lại có thể chống đỡ hắn thời kỳ toàn thịnh nhất kích, hơn nữa nhìn thấy được khí thế hoàn toàn không có bất kỳ suy bại, như vậy cuồng bạo liều chết xung phong, để cho trong lòng hắn rung mạnh. U tà lục hồn phiên, ác quỷ triền thân, Mạc Huyết Minh sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển u tà lục hồn phiên. Vô tận ác quỷ từ lục hồn phiên bên trong lao ra, quấn quanh ở Mạc Huyết Minh trên thân hình, để cho Mạc Huyết Minh khí thế đại tăng, đáng sợ tu la khí bạo phát. Hắn thương thế đều được nhất định chậm tách ra. Suy, Diệp Thần một kiếm đâm vào Mạc Huyết Minh trên mình, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, nhưng lại bị Mạc Huyết Minh chặn. Đáng sợ như vậy một kiếm, lại không có thương tổn được Mạc Huyết Minh, ác quỷ triền thân đối với Mạc Huyết Minh tăng thêm thật là vô địch. Diệp Thần sắc mặt đại biến, vội vàng kéo ra khoảng cách, Mạc Huyết Minh chẳng muốn thả qua, nhưng không kịp ra tay, chỉ có thể nhìn Diệp Thần kéo ra thân vị. Mà vào lúc này, Giả Thiên Ma Đế và Cửu U Hổ, còn có Tiểu Hoàng vậy bạo giết tới, nhưng bọn họ hơi thở đều có chút uể oải, hiển nhiên mới vừa Mạc Huyết Minh Tu La Minh Thần chém để cho bọn họ bị vết thương. Đúng là như vậy, Mạc Huyết Minh thì càng thêm kỳ quái, Diệp Thần vì sao không có bị thương, chẳng lẽ đây chính là luân hồi chi chủ chỗ đáng sợ. Mạc Huyết Minh cũng không biết, Diệp Thần đang cùng Tu La Minh Thần chém đụng chạm trong nháy mắt, đã mượn Hoàng Tuyền Tam Tổ lực lượng, luyện hóa càng nhiều nước suối vàng. Dùng Hoàng Tuyền cương khí chặn Tu La Minh Thần chém. Cho dù là giờ phút này, Diệp Thần trong cơ thể còn tràn đầy Hoàng Tuyền Tam Tổ lực lượng cuồng bạo, cái này làm cho Diệp Thần khí thế càng phát ra vô địch. Mạc Huyết Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, mà giờ khắc này Diệp Thần bốn người đã liên thủ đánh tới. Cũng cho ta đi chết. Mạc Huyết Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đường đường Tu La chi chủ, giờ phút này lại bị ép đến như vậy tình cảnh, cái này đúng là hắn cả đời sỉ nhục. Nhất định phải tự tay giết chết Diệp Thần bốn người, mới có thể cọ rửa. Tu La Thiên Tù. Mạc Huyết Minh một chỉ điểm ra, Tu La khí cuồn cuộn, vô tận sát ý bùng nổ, mà lại ở giữa thiên địa ngưng tụ ra một tòa đáng sợ cực kỳ lồng giam, ngay tức thì đem Diệp Thần bốn người bao phủ trong đó. Tu La Thiên Tù, vô tận Tu La khí bên trong vô số ác quỷ bay ập vô mặt, giết cũng giết vô tận, đáng sợ giam cầm lực để cho Diệp Thần bốn người linh khí cũng chậm chạp đứng lên. Tuyệt diệt Tu La Quang, Mạc Huyết Minh lại lần nữa gầm thét. Một đạo đỏ rực như lửa, khí thế khoáng đạt, vô cùng thần mang bắn ra, xen lẫn xuyên thủng vạn cổ, mất đi hoàn vũ khí thế, ngang nhiên bạo giết tới. Mạc Huyết Minh liên tiếp thi triển mấy chiêu, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch xuống, hắn cuối cùng là trọng thương, dù là áp chế thương thế, nhưng chiến đấu càng kịch liệt, thương thế phản công lại càng nghiêm trọng. Mà vào thời khắc này, đối mặt mở vân nứt ra ngày, khí thôn sơn hà, hủy thiên diệt địa vậy tuyệt diệt Tu La Quang, Diệp Thần bốn người sắc mặt ngưng trọng. Cái này sợ rằng lại là Mạc Huyết Minh mới ngộ đến thần thông. Diệp Thần trong lòng sáng tỏ, Mạc Huyết Minh và Hiên Viên Mạc Tà cũng không phải chuyện đùa, nếu không cũng không khả năng đi tới ngày hôm nay bước này, đứng ở nơi này thần quốc đỉnh. Mạc Huyết Minh và Hiên Viên Mạc Tà đánh một trận, bọn họ cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng càng là thiên tài. Liền càng có thể từ cửu tử nhất sanh trong chiến đấu lấy được lĩnh ngộ, Mạc Huyết Minh là như vậy, Hiên Viên Mạc Tà sợ rằng cũng không ngoại lệ. Xích Trần thần mạch, ra. Lăng Phong thần mạch, ra. Cổ Độc thần mạch, ra. Long Viêm thần mạch, ra. Diệp Thần gầm thét liền liền, từng đạo thần mạch bộc phát ra, lực lượng vô tận nổ ầm, thiên địa vào giờ khắc này chấn động. Canh Kim Thiết Bích. Diệp Thần vận dụng mấy đạo thần mạch lực lượng. Ngưng tụ ra bền chắc không thể gãy canh kim thiết bích, vững vàng ngăn ở tuyệt diệt Tu La Quang trước mặt. Nơi này đồng thời, cửu u mắt hổ bên trong lại lần nữa sáng lên hắc quang, niết diệt hắc mang bùng nổ, địa ngục hơi thở phun trào. Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng giờ phút này vậy cùng thi triển thần thông, dùng hết toàn bộ lực lượng, thể phải ngăn trở Mạc Huyết Minh cái này một cái vô địch giống vậy sát chiêu. Mà vào lúc này, Mạc Huyết Minh thần sắc dữ tợn, ánh mắt điên cuồng.
hắn đã hoàn toàn bùng nổ, căn bản không sẽ nương tay. Tu La Minh Thần chém. Mạc Huyết Minh lại lần nữa chém ra cái này hủy thiên diệt địa một đao, quơ đao ngay tức thì, Mạc Huyết Minh vậy đột nhiên hộc máu, hắn kiên quyết đương đầu trước thương thế bùng nổ, cũng phải bắt cho được cơ hội, vào giờ khắc này đem Diệp Thần bốn người hoàn toàn đánh chết. Tuyệt diệt Tu La Quang cũng được đi, lại tới một cái Tu La Minh Thần chém, hơn nữa Tu La Thiên Tủ đối với linh khí ngưng trệ một cái, vô tận ác quỷ quấn nhiễu. Diệp Thần trong lòng ngay tức thì ngưng trọng, Mạc Huyết Minh không hổ là Tu La chi chủ, thủ đoạn thật là vô cùng vô tận, muốn chu diệt tên như vậy thật là ngàn khó khăn vạn năm. Nhưng là bất luận nhiều khó khăn, hôm nay Mạc Huyết Minh hẳn phải chết. Diệp Thần bùng nổ vô địch khí thế, lại lần nữa thi triển Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết, luyện hóa nước suối vàng, mượn Hoàng Tuyền Tam Tổ lực lượng, cuồng bạo vô cùng Hoàng Tuyền cương khí bạo giết ra. Cho ta trấn áp. Diệp Thần một tiếng giống giận, Hoàng Tuyền cương khí giống như vô tận chư thiên nghiền ép xuống, tan biến hết thảy đáng sợ khí thế cùng Tuyệt Diệt Tu La Quang đụng vào nhau. Oanh! Hoàng Tuyền cương khí bị Tuyệt Diệt Tu La Quang xuyên thủng, mà sau đó một khắc, Tu La Minh Thần chém vậy theo sát tới, ầm một tiếng chảm phá Hoàng Tuyền cương khí. Phốc, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, bị nghiêm trọng cắn trả. Mà vào lúc này, Tuyệt Diệt Tu La Quang đã đụng vào canh kim thiết bích bên trên, canh kim thiết bích ngăn trở chốc lát ầm ầm nổ tung, Diệp Thần lại lần nữa thân thể chấn động một cái. Tiểu Hoàng các người thi triển thần thông giờ phút này cũng cùng Tuyệt Diệt Tu La Quang đụng vào nhau, Tu La Minh Thần chém vậy đến. Oanh! Hủy thiên diệt địa cuồng bạo chập chờn ngay tức thì bùng nổ, giống như vô số ngôi sao vào giờ khắc này nổ tung, toàn bộ minh điện chỗ đều bị hoàn toàn bao phủ. Diệp Thần bốn người, Mạc Huyết Minh, hai phe địch ta bị hủy thiên diệt địa vậy vô địch lực lượng nơi đánh vào, tất cả đều hộc máu đổ bay ra. Ở giữa thiên địa, đáng sợ nổ tạo thành một đoàn mất đi hết thảy năng lượng, lại đem toàn bộ minh điện chu vi dù sao cũng bên trong cũng hoàn toàn tiêu trừ, thế gian lại không minh điện tồn tại. À, thương thế hoàn toàn bùng nổ Mạc Huyết Minh thấy một màn này, lại là hoàn toàn phong ma, ở địch ta chẳng phân biệt được đáng sợ nổ đánh chúng tê tiếng giống giật, trong mắt hận ý dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Diệp Thần bốn người giờ phút này cũng không chịu nổi, cuồng bạo nổ đánh vào để cho bên trong cơ thể của bọn họ chấn động không nghỉ. Trên thân hình thần quang bao phủ, đem hết toàn lực ngăn cản diệt thế vậy đánh vào. Diệp Thần bốn người đột nhiên rớt xuống đất mặt bên trên, thậm chí ở trên mặt đất cọ sát ra từng đạo sâu không thấy đáy, trùng điệp không dứt to lớn rãnh. Mà bên kia, Mạc Huyết Minh vậy đột nhiên rớt xuống đất, hắn cả người đẫm máu, trên người Tu La khôi giáp ánh sáng bể tan tành không chịu nổi, ánh sáng ảm đạm, nhưng Mạc Huyết Minh trong mắt nhưng tràn đầy điên cuồng hồng quang chớp động. Nguyên bản minh điện chỗ ở vị trí, giờ phút này đã biến thành một phiến diệt tuyệt tử địa, mặt đất lõm sâu, một cái không cách nào tưởng tượng to lớn trong cái hố sâu ra bây giờ nơi nào, trong cái hố sâu bên trong thậm chí còn có nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn. Hụ, Mạc Huyết Minh nặng nề tiếng ho khan vang lên, khói đen từ trong cái hố sâu bay lên, thậm chí còn có mơ hồ ma quái tiếng gầm gừ truyền ra. Một giây kế tiếp, một cái toàn thân đỏ thẫm, cả người tưới xây trước nóng bỏng dung nham to lớn thạch quái đột nhiên từ trong cái hố sâu lao ra. Thạch quái thân thể nóng bỏng, liền không gian đều bị đốt lửa đốt vặn vẹo, đỏ thắm giết hại cặp mắt quét nhìn thiên địa, chỉ là giờ khắc này, hắn thấy được Diệp Thần và Mạc Huyết Minh các người. Thạch quái phách lối kiêu căng nhất thời tiêu tán, tại chỗ bất luận là ai, bộc phát ra đáng sợ khí thế cũng để cho hắn cả người như nhũn ra, hắn căn bản là không chọc nổi. Phốc thông. Thạch quái một giây kế tiếp nhảy vào dung nham bên trong, lại cũng không dám lú đầu, mà rất nhiều dung nham bên trong quái vật giờ phút này còn muốn tiến vào, thấy thạch quái hoảng hốt chạy thục mạng dáng vẻ, vội vã lú đầu nhìn một cái, cũng sợ lại cũng không dám xuất hiện. Mạc Huyết Minh, người còn có chăn chối gì không? Giờ phút này, Diệp Thần nâng kiếm tới, trôi lơ lửng ở dung nham trong cái hố sâu bên trên, đầy trời khói đen đi tới Diệp Thần trước người liền tự động bay đi. Phảng phất có vô hình bình phong che chở đang bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần đang không ngừng trong chiến đấu đúc ra vô địch khí thế, giờ phút này mặt mũi ác liệt, bốn phía có hồng mông nốt nhạc vang khắp, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống sắc mặt tái nhợt Mạc Huyết Minh. Mới vừa va chạm bên trong, Diệp Thần bốn người và Mạc Huyết Minh đều bị thương không cạn, nhưng là Mạc Huyết Minh dẫu sao trọng thương chưa lành, giờ phút này bùng nổ, trạng thái bi thảm cực kỳ, cao thấp lập phán. Diệp Thần. Mạc Huyết Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hận không được dùng ánh mắt giết chết Diệp Thần,
cắn răng nghiến lợi tức giận đặc biệt. Tu la khí vờn quanh ở Mạc Huyết Minh quanh người, hắn chậm rãi đứng lên, khóe miệng vuốt vẻ khinh thường độ cong, người thật lấy vì các ngươi có thể giết ta. Nhận mệnh đi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, Mạc Huyết Minh dù cho bá đạo nhất thế, giờ phút này vậy cùng đồ mặt lộ, nhất định phải bị mình chém chết, hình thần câu diệt. Hừ, ngươi quá cuồng vọng. Mạc Huyết Minh bị Diệp Thần tức giận thân thể run rẩy, sau lưng trôi lơ lửng huyền vũ rìu khai thiên mà lại ở trong nháy mắt sáng lên vô tận ánh sáng. Đại đạo kêu gào tiếng vang lên, vô tận hồng mông khí hiện lên, huyền vũ rìu khai thiên mà lại ở bành trướng, ánh sáng lóe lên dưới, vô tận sức mạnh to lớn bùng nổ. Không tốt, hắn muốn hiến tế huyền vũ rìu khai thiên, ngăn lại hắn. Già Thiên Ma Đế sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên. Diệp Thần cũng biết Mạc Huyết Minh muốn làm gì, chỉ là giờ phút này ngăn cản đã không kịp, dẫu sao ai cũng không nghĩ ra Mạc Huyết Minh lại như vậy điên cuồng, lại quả quyết như vậy hiến tế huyền vũ rìu khai thiên. Đây chính là 33 thiên hồng mông chí bảo, Mạc Huyết Minh đơn giản là phong ma. Oanh! Vô tận hồng mông khí bơm vào đến Mạc Huyết Minh trong cơ thể, Mạc Huyết Minh khí thế bùng nổ, giống như vô địch chiến thần, lại lần nữa du ngoạn tuyệt đỉnh. Mênh mông tu la khí vây quanh Mạc Huyết Minh, từng đạo tu la đạo phù hiện lên, ánh sáng chớp động, tựa hồ ở là Mạc Huyết Minh dâng lên chúc phúc, bể tan tành tu la khôi giáp lại lần nữa ngưng tụ, tu la một sừng lại lấy được cuộc đời mới, hủy thiên diệt địa vậy khí thế bùng nổ. Diệp Thần, hiện tại lại là ai chết đâu? Mạc Huyết Minh gầm thét lên tiếng, cuồng bạo khí thế cuốn tới, tu la chi chủ uy nghiêm bao phủ, giờ khắc này hắn chính là trời đất trung tâm. Trời trăng sao đều phải vây quanh hắn xoay tròn. Nhìn một màn này, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới Mạc Huyết Minh cùng đồ mạt lộ vẫn còn có thủ đoạn như vậy, quên huyền vũ rìu khai thiên, là hắn sai lầm. Bất quá bất luận như thế nào, Mạc Huyết Minh nhìn qua khí thế mạnh mẽ, nhưng thực huyền vũ rìu khai thiên căn bản không có thể trị khỏi bệnh Mạc Huyết Minh thương thế, dẫu sao 33 thiên hồng mông chí bảo lại phi phàm, Mạc Huyết Minh cũng đã thương thế sâu tận xương tủy. Muốn chữa không có như thế đơn giản. Ngươi đã chết chắc, Diệp Thần ánh mắt biến thành thương hại, giống như cao nhất nắm giữ ngắm nhìn một cái rơi vào vực sâu con kiến hôi. Ngươi thương thế đã bùng nổ, còn muốn hiến tế huyền vũ rìu khai thiên cố đẻ xuống đi, đến khi hiến tế lực tiêu tán, ngươi thương thế nếu lại độ bắn ngược, đến lúc đó đem ngươi ngay tức thì toi mạng. Vậy thì như thế nào? Mạc Huyết Minh phong ma vậy nhìn Diệp Thần, thân thể bốn phía vòng quanh tu la khí cũng bạo động. Tất cả dữ tợn tu la sinh diệt, tất cả đều hướng về phía Diệp Thần dữ tợn gầm thét. Là các ngươi cầm ta ép đến bước này, ta cho dù chết, cũng phải kéo các ngươi cùng nhau. Mạc Huyết Minh tê tiếng giống giận, trong mắt leo lên vô tận tham lam, huống chi, nếu như ta có thể giết ngươi, cướp lấy ngươi khí vận, đường đường luân hồi chi chủ cao nhất khí vận, đừng nói còn con này thương thế, không đúng ta có thể một lần hành động du ngoạn tuyệt đỉnh, vô địch thiên hạ. Vừa dứt lời, Mạc Huyết Minh căn bản không cho Diệp Thần các người phản ứng thời gian, ngay tức thì ra tay. Tu La đại thủ ấn. Tu La khí hội tụ thành một tấm hủy thiên diệt địa vậy đỏ tươi bàn tay lớn, từ thiên nổ ầm mà rơi xuống, dường như muốn đeo sao thần cũng đánh sập. Ác quỷ triền thân. Tu La minh thần chém. Tu La thiên tù. Tuyệt diệt Tu La quang. Mạc Huyết Minh hoàn toàn bùng nổ, lại trong nháy mắt liền thi năm chiêu cao nhất thần thông. Hồng mông khí bàng bạc giống như sóng gió kinh hoàng, nguyên lực lượng ở thần thông bên trong hiện lên. Cuồng bạo khí thế cuốn sạch thiên địa, giờ khắc này, Mạc Huyết Minh dùng hết toàn lực, hắn thương thế ở một giây kế tiếp hoàn toàn bùng nổ. Mạc Huyết Minh thân thể nổ tung, một cánh tay thậm chí trực tiếp biến thành huyết vụ đầy trời, huyết mạch kinh lạc vỡ nát, chảy máu như trụ, hắn thê thảm cực kỳ, từ bầu trời bên trong rơi xuống, ánh mắt nhưng điên cuồng giết hại, gắt gao trợn mắt nhìn Diệp Thần. Mạc Huyết Minh đơn giản là dùng tánh mạng thi triển cuối cùng công kích, thật là coi trời bằng vung, hủy thiên diệt địa. Diệp Thần bốn người đối mặt như vậy công kích, sắc mặt đại biến, bọn họ và Mạc Huyết Minh quyết chiến hồi lâu, tự thân tiêu hao cũng là to lớn, dưới trạng thái trượt. Hôm nay Mạc Huyết Minh bùng nổ từ trước tới nay mạnh mẽ nhất công kích, thật là khó mà ngăn cản. Phá cho ta! Diệp Thần một tiếng giống giận, giống vậy đem hết toàn lực, hoàn toàn bùng nổ. Hắn không có lựa chọn, ở Mạc Huyết Minh lần này đánh vào dưới, hắn không thể lại chút nào nương tay. Dù là bỏ ra hủy diệt căn cơ giá phải trả. Long viêm thần mạch, hủy diệt mộ đảo,
canh kim thiết bích, pháp hoa tịch diệt thiên, thiên long bát thần âm, bát quái thiên đan thuật, hoàng tuyền mẫn thiên quyết. Diệp thần giống vậy ở trong nháy mắt bùng nổ, khí thế cường đại cuốn sạch thiên địa, uy nghiêm vô thượng trấn áp vạn cổ, luân hồi chi chủ phong thái thậm chí cũng vào giờ khắc này từ diệp thần trên mình ẩn hiện. Lực lượng vô tận, tuyệt mạnh thần thông, dung chuyển thiên địa. Đây là diệp thần bước vào thần quốc tới nay bùng nổ từ trước tới nay chiến lực cường hãn nhất, đây cũng là hắn trải qua mạnh mẽ nhất đánh một trận. Nơi này đồng thời, tiểu hoàng cùng già thiên ma đế, còn có cửu u hổ tất cả đều là thủ đoạn dốc hết, toàn lực bùng nổ. Hắc ngục phá thiên đồng. Hắc ngục nứt ra ngày trường. Cửu u hổ khuôn mặt dữ tợn, giờ khắc này hắn đều cảm thấy tử vong uy hiếp, không dám chút nào nương tay, cuồng bạo vô tận hung khí cuộn sạch ra, để cho phương thiên địa này tựa như cũng trong nháy mắt trở lại thời đại thượng cổ. Thiên ma lang yên nhận. Lục tiên chu thiên trảm. Già thiên ma đế bùng nổ vô cùng ma khí, thiên địa ở trong nháy mắt hóa thành hắc ám, cuồng bạo công kích chấn giết ra, muốn hủy thiên diệt địa. Tiểu hoàng giờ phút này giống vậy bùng nổ, đỏ xanh hai con ngươi hiện lên cao nhất sức mạnh to lớn, thiên địa rung động, vết nứt hoàn vũ đáng sợ thần thông bộc phát ra. Hủy diệt chí tôn quang. Tiểu hoàng thần thông bùng nổ, thiên địa cũng lật, trời trăng sao đều ngưng chuyển động, thời gian tựa như bị cấm chế. Đỏ xanh ánh sáng lôi cuốn nguyên hơi thở, hủy thiên diệt địa vậy, giống như muốn xuyên qua vô tận năm tháng, chấn áp vạn cổ, ngay tức thì nghênh hướng Mạc Huyết Minh thi triển thần thông. Hai bên va chạm chạm một cái liền bùng nổ, toàn bộ mặt đất giờ phút này cũng rung rung, trận chiến này có thể hủy diệt hết thảy, để cho mặt đất đều tan thành mây khói. Mạc Huyết Minh tu la đại thủ ấn, che trời tế, vô tận tu la khí bao phủ bầu trời, hung hăng chấn áp xuống tới. Tu la minh thần chém, mang nguyên hơi thở, giống như chảm phá thiên địa vậy, bạo giết tới, uy nghiêm vô tận. Tu la thiên tù vây khốn diệp thần bốn người, vô tận tu la ác quỷ từ tu la khí bên trong lao ra, phải đem diệp thần bốn người ăn sống nuốt tươi, tàn nhẫn cực kỳ. Tuyệt diệt tu la quang, xuyên thủng hư không, đâm rách nhật nguyệt, phải đem thiên địa lật đổ, đem diệp thần bốn người hoàn toàn mất đi, vô tận lực lượng hủy diệt hiện lên. Nơi này đồng thời, Long Viêm thần mạch ngưng tụ hỏa long, ầm ầm đánh về phía che trời bàn tay lớn, canh kim thiết bích bền chắc không thể gãy, ngăn ở tuyệt diệt tu la quang con đường phía trước. Bát quái thiên đan thuật uy năng bùng nổ, cháy vô tận linh đan diệu dược, pháp hoa tịch diệt thiên bùng nổ cao nhất bảo vệ, Phật quang kết giới thánh khiết vô cùng, thiên long bát thần âm hưởng triệt thiên địa, hồng mông nốt nhạc bạo giết ra. Hoàng tuyền cương khí cổn đáng, giống như chư thiên vạn giới, vô tận hoàn vũ cuộn sạch ra, dọc đường hết thảy đều ở đây kêu gào, đang run rẩy ở cầu xin. Hắc ngục phá thiên đồng, hắc ngục mặt trời gay gắt trưởng, địa ngục tựa như tái hiện thế gian, vô tận hung khí thông thiên triệt địa, đại sơn ái mộ sông lớn khô khốc. Thiên ma lang yên nhận, lục tiên chu thiên trảm, ma khí phun trào, chí cường ma đế cường lực nhất kích, hủy thiên diệt địa, bạo giết hết thảy. Hủy diệt chí tôn quang cuộn sạch, đỏ xanh ánh sáng chấn thế, vô tận uy nghiêm quét sạch, thái cổ khí nổ ầm, nguyên khí phun trào, hồng mông nổ tung. Trong nháy mắt, vô tận hủy thiên diệt địa chí cường thần thông đụng vào nhau, hết thảy cũng dễ như bớn, tất cả đều tan thành mây khói. Oanh! Thần quốc từ trước tới nay bùng nổ mạnh nhất đánh vào, cuộn sạch ra, mới vừa trong chiến đấu hình thành dung nham hố to đều ở đây trong nháy mắt mất đi. Dung nham bên trong vô tận ma quái kêu rên kêu thảm thiết, ngay tức thì tiêu tán. Đáng sợ đánh vào dưới, diệp thần bốn người đổ bay ra, cả người nổ tung, chảy máu như trụ. Bên kia, Mạc Huyết Minh thương thế toàn diện bùng nổ, cả người vô cùng thê thảm, giờ phút này bị đánh vào cuộn sạch, máu vẩy thiên địa, giống như túi vải rách vậy đổ bay ra, ở vô tận trên vùng đất không biết lộn bao nhiêu lần, đánh vỡ đại sơn, xông lên đổ hồng bá. Đây là cái gì? Cái này là người phương nào ở đánh một trận, quá đáng sợ. Thật là hủy thiên diệt địa, thần quốc muốn bị hủy diệt liền sao? Không thể tương đương, thậm chí không thể nhìn thẳng, đây là trời muốn để cho thần quốc diệt vong sao? Vô số gầm thét, vô số kêu lên, toàn bộ thần quốc đều bị sợ hãi bao phủ. Đáng sợ đánh vào thì phải cuốn sạch toàn bộ thần quốc, giờ phút này, cả người đẫm máu diệp thần ánh mắt dứt khoát. Bảo vệ! Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn thân cuối cùng một chút lực lượng, lại không phải để bảo vệ mình, mà là thủ hộ thần quốc. Vô cùng sức mạnh to lớn hạ xuống, thần bảo vệ nước,
điên cuồng chống đỡ cái này cổ hủy thiên diệt địa vậy đánh vào. Trong nháy mắt, Diệp Thần bị thương nặng, không cách nào tưởng tượng khủng bố cắn trả để cho hắn máu tươi phun trào, sắc mặt thảm trắng cực kỳ, thật là giống như người chết. Chủ nhân, Tiểu Hoàng thấy một màn này, sắc mặt đại biến, một cái bảo vệ Diệp Thần, lại vậy đem hết toàn lực, đem hết thảy lực lượng ngưng tụ thần bảo hộ nước. Oanh, đánh vào cuối cùng tản đi, thời gian tựa như đình trệ vào giờ khắc này, thần quốc hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng Diệp Thần và Tiểu Hoàng nhưng bị thương nghiêm trọng. Giữa trời đất giờ phút này còn lưu lại vô cùng hồng mông hơi thở, từng cổ một nguyên lực lượng chưa tản đi, tựa như vĩnh cửu lưu tích chữ vậy. Mà vào lúc này, thần quốc nhưng rung động, từng đạo kim liên tiên lộ từ trên trời hạ xuống, vô cùng kim quang tự nhiên xuống, thiên địa sức mạnh to lớn vào giờ khắc này hiện ra. Những chuyện này vật lại toàn bộ phiêu hướng Diệp Thần và Tiểu Hoàng, đây là thần quốc cảm động, thần quốc minh cảm ơn, Diệp Thần và Tiểu Hoàng cử động cảm thiên động địa. Vô cùng công đức khí vận tụ vào hai thân người thân thể, Diệp Thần thương thế và lực lượng ở cực nhanh khôi phục, Tiểu Hoàng cũng là như vậy. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần phóng lên cao, ánh mắt sắc bén quét nhìn thiên địa, giống như một tôn cao nhất nắm giữ, bao trùm thiên địa khí thế để cho người thấy liền muốn phải lạy phục, thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng chi tâm. Giờ khắc này, Diệp Thần phảng phất thiên địa trung tâm, vạn đạo người điều khiển, vô tận uy nghiêm bao phủ. Diệp Thần thấy được Mạc Huyết Minh, ở một nơi thâm cốc bên trong, hắn thân thể đánh vỡ vô tận mặt đất, rơi vào nham thạch nóng chảy bên trong, giờ khắc này ở nham thạch nóng chảy bên trong lơ lửng. Mạc Huyết Minh thương thế quá nặng, đè nén dưới bắn ngược để cho hắn căn bản khó mà ngăn cản, giờ phút này đã hôn mê, giống như người chết vậy, nếu như không phải là thân thể bản năng tản mát ra tu la thần quang bảo vệ hắn, giờ phút này hắn sợ rằng đều phải bị nham thạch nóng chảy nơi đốt sung. Mạc Huyết Minh đã đèn cạn dầu, Diệp Thần nhưng đạt được thiên địa ban phúc, chiến lực chẳng những không có tiêu giảm, thậm chí cảnh giới còn có tăng lên, càng phát ra mạnh mẽ. Oanh! Trên bầu trời không gian nổ tung, Diệp Thần bạo giết ra, trong mắt sát khí uy nghiêm, sát kiếm nhắm thẳng vào Mạc Huyết Minh. Diệp Thần chẳng muốn lưu lại cho mình hậu hoạn, hắn không phải không quả quyết hạng người, thời khắc này Mạc Huyết Minh không có chút nào sức đề kháng, chính là một kiếm chu diệt. Để cho hắn hình thần câu diệt tốt nhất thời gian. Hủy diệt mộ đạo. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, xuyên thủng không gian bạo giết tới, hủy diệt mộ đạo vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ, muốn trực tiếp đem Mạc Huyết Minh hình thần câu diệt, hoàn toàn từ nơi này thế gian lao đi. Ngay tại lúc này, một đạo thần bí cực kỳ, tản ra vô tận khoáng đạt hơi thở, mạnh mẽ uy nghiêm bóng người đột nhiên xuất hiện ở Mạc Huyết Minh sau lưng. Người áo bào đen xuất hiện ngay tức thì. Diệp Thần sắc mặt đại biến, người này khí thế quá mức đáng sợ, không giống như là người thần quốc, hơi thở thâm trầm như biển, giơ tay nhấc chân gian phảng phất có trời trăng sao xanh xanh diệt diệt. Mà người áo bào đen xuất hiện sau đó, vậy cảm nhận được Diệp Thần ác liệt kiếm mang, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt vẻ hồ nghi dâng lên. Hắn không phải ngươi có thể giết. Người áo bào đen đột nhiên nhẹ giọng nói, bàn tay vung lên, một đạo bá đạo đao mang hiện lên. Sắc sắc. Thiên địa vào giờ khắc này biến dạng, trên bầu trời lại dâng lên một chuôi hủy thiên diệt địa vậy trường đao thả ra vô tận ánh sáng, nguyên hơi thở lộ ra không bỏ sót. Oanh! Diệp Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hơi thở cổn đáng, ánh mắt rung động, mà giờ khắc này giả thiên ma đế các người cũng bị đột nhiên xuất hiện người áo bào đen sợ hết hồn, vội vàng chạy tới. Diệp Thần bốn người ánh mắt ngưng trọng, hắc bào nhân hơi thở quá mức đáng sợ. Giơ tay nhấc chân gian hiện ra lực lượng không kém chút nào tại Mạc Huyết Minh. Ngươi là người nào? Diệp Thần lạnh lùng nhìn người áo bào đen hỏi. Ta, người áo bào đen khóe miệng nhếch một cái quỷ dị độ cong, đột nhiên tay một chiêu, vô tận hắc ám bao phủ, giữa trời đất vô số thanh âm vang khắp, thanh âm này làm cho tâm thần người dao động, linh hồn run run. Cái này, đây là ma âm, có thể nhúc nhích đong đưa nhân tâm, dẫn động tâm ma, người này là tâm ma chi chủ. Diệp Thần trong mắt sắc bén chợt hiện. Tâm ma chi chủ. Nghe được Diệp Thần mà nói, Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng các người giờ phút này cũng sắc mặt ngưng trọng. Tâm ma chi chủ, đây chính là vực ngoại cao nhất nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Cũng may Diệp Thần khi tiến vào Minh Điện thời điểm, đơn giản che đậy mặt mũi. Luân hồi mộ địa lực lượng, người bình thường căn bản không cách nào tra xem. Huống chi. Diệp Thần và đã từng là luân hồi chi chủ khí chất chênh lệch quá lớn, mặt mũi cho dù có mấy phần tương tự,
không phải thân cận người, vậy rất khó phát hiện. Ngươi chính là Diệp Thần. Tâm ma chi chủ nhìn về phía Diệp Thần, hắn quanh thân có một tầng mông lung sương mù, lại để cho người không thấy rõ hắn tướng mạo, chỉ có thể nhìn ra hắn người mặc áo bào đen. Tâm ma chi chủ thanh âm tả ý, nghe vào người sâu trong nội tâm tà niệm đều ở đây đi lên chui, hắn giơ tay nhấc chân đều có một cổ đáng sợ dòng nước ngầm phun trào. Quả nhiên không đơn giản, không nghĩ tới thần quốc lại có như vậy thiên tài ra đời. Tâm ma chi chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, sương mù phía sau, tâm ma chi chủ cặp mắt bên trong ánh sáng chớp động. Bất quá, Mạc Huyết Minh ta muốn mang đi, các ngươi không ngăn được. Tâm ma chi chủ thanh âm tự tin vô cùng, tựa như hắn nói chính là ý trời, không thể thay đổi. Hắn đối với ta lại nói là một đạo uy hiếp, ngày hôm nay phải chết. Diệp Thần lạnh lùng nhìn về phía tâm ma chi chủ, dù là biết đối phương thân phận, là mạnh mẽ vô địch, vực ngoại cao nhất nhân vật, nhưng là xuất hiện ở thần quốc tất nhiên chỉ là một phân thân. Huống chi, coi như là tâm ma chi chủ chân thân ở chỗ này, Diệp Thần cũng phải thử nghiệm chu diệt Mạc Huyết Minh, cũng đi tới bước này, tuyệt đối không thể buông tha. Vậy thì đi thử một chút. Tâm ma chi chủ cười lớn một tiếng, đột nhiên ra tay. Phách đao chém. Lại là một đạo khoáng đạt ánh đao, lần này so với trước đó hơn nữa đáng sợ, tựa như liền toàn bộ hoàn vũ cũng đều ở cái này một dưới đao, phải bị chém bể. Không tốt, tiểu hoàng hơi biến sắc mặt, giả thiên ma đế các người vậy sắc mặt căng thẳng, vội vàng ra tay. Oanh! Vô cùng sức mạnh to lớn bùng nổ, cuồng bạo chập chờn cuốn đi bốn phía, mà lúc này tâm ma chi chủ thanh âm lại độ vang lên. Đế quang phi kiếm. Một đạo uy nghiêm bao phủ thiên địa. Khí thế vô địch kiếm quang đột nhiên bay ra, thời gian vào giờ khắc này đều tựa như dừng lại, vô tận không khí bị dẫn động, mà lại ở trong nháy mắt tạo thành bão lớn, đi đôi với kiếm quang gào thét tới. Canh kim thiết bích, pháp hoa tịch diệt thiên, Diệp Thần gầm thét, giả thiên ma đế các người vậy xông lên, bốn người liên thủ, thành công ngăn trở đế quang phi kiếm. Cuồng bạo nổ tung lên vạn trượng bụi mù, Diệp Thần các người từ trong bụi mù bạo giết ra. Nhưng tại chỗ đã không còn tâm ma chi chủ và Mạc Huyết Minh bóng người. Đáng chết! Diệp Thần một kiếm chém ở trên mặt đất, to lớn rãnh trời tạo thành, nhưng không cách nào vung tán Diệp Thần tức giận trong lòng. Đã đến bước này, lập tức phải chu diệt Mạc Huyết Minh, lại vô căn cứ giết ra tâm ma chi chủ đem Mạc Huyết Minh cứu đi, đây quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ. Diệp Thần, không nên động giận. Giờ phút này giả thiên ma đế đi tới Diệp Thần bên người. Ánh mắt thâm thúy nhìn tâm ma chi chủ và Mạc Huyết Minh biến mất địa phương. Tâm ma chi chủ thực lực không phải chuyện đùa, dù là chỉ là một phân thân vậy không thể khinh thường, hôm nay người ta cũng tiêu hao cực lớn, liều mạng dưới thắng bại khó liệu. Căn cứ ta phán đoán, sợ rằng tâm ma chi chủ không thể ở thần quốc đưa tới gợn sóng quá lớn, càng không thể ở thần quốc tùy tiện động thủ, nếu không chúng ta căn bản không có thể còn sống, cho nên hắn mới tìm cơ hội chạy trốn. Nếu không bùng nổ chiến đấu đem là cả thần quốc tai nạn. Ta biết, Diệp Thần chậm rãi gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết rõ một điểm này, hắn tự tin, nhưng là hắn không mù mục, Diệp Thần rõ ràng tâm ma chi chủ là như thế nào tồn tại. Đây chính là và thượng giới nữ hoàng chống lại người, ở Diệp Thần vây cánh chưa đầy dưới tình huống, và bọn họ phát sinh mâu thuẫn hiển nhiên không tốt. Nhưng là giờ phút này, Diệp Thần huyết mạch và cảm giác nhưng cực độ khó chịu, phản ứng hết sức kịch liệt. Để cho hắn có loại thích giết chóc xung động, muốn không tiếc bất cứ giá nào lau đi tâm ma chi chủ. Đây là xuất xứ từ tâm linh chỗ sâu nhất xung động, Diệp Thần cũng không ức chế được, hắn đột nhiên vận dụng thiên ma động minh nhãn. Tâm ma chi chủ đã mang Mạc Huyết Minh rời đi, nhưng là Diệp Thần sâu trong nội tâm có một cái thanh âm, có một loại xung động, chẳng muốn thả qua tâm ma chi chủ, cho nên hắn điều tra thiên cơ. Oanh! Bầu trời đột nhiên vang lên sấm. Diệp Thần ánh mắt nhìn thấu vô tận hư không, năm tháng sông dài, vượt qua vô tận nhân quả, nhưng là có liên quan tâm ma chi chủ và Mạc Huyết Minh hết thảy, lại bị một cổ vô hình lực cản nơi che đậy, có một tầng sương mù bao phủ hai người, bất luận Diệp Thần cố gắng như thế nào cũng không thấy rõ. Diệp Thần, không thể. Thiên ma động minh nhãn là giả thiên ma đế truyền cho Diệp Thần, giờ phút này vừa thấy liền biết Diệp Thần đang làm gì, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Tâm ma chi chủ dính dấp nhân quả cực lớn, cưỡng ép điều tra là phải trả giá thật lớn. Đi ra cho ta, Diệp Thần bịt tai không nghe thấy, gầm thét một mắt, dùng hết toàn bộ lực lượng, trở lực vô hình đều đang tại bể tan tành, tâm ma chi chủ và Mạc Huyết Minh bóng người đang dần dần hiện lên.
Oanh, trên bầu trời sấm đột nhiên rơi xuống, lớn vô cùng màu đen tia chớp cuốn tới, dường như muốn đem dám dòm ngó thiên cơ Diệp Thần chém thành vỡ nát. Thấy vậy, Tiểu Hoàng không nói hai lời, trực tiếp phi thân lên, một móng sắp tối sắc tia chớp cũng chém thành hai khúc. Mà vào lúc này, Diệp Thần lập tức phải thấy rõ nhân quả, điều tra rõ hết thảy, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, trong miệng máu tươi tràn ra, ánh mắt cũng chảy ra đậm đà đen nhánh máu. Hụ, Diệp Thần không nhịn được tằng hắng một cái, hơi thở chấn động, gặp phải cực kỳ nghiêm trọng cắn trả. Xem ra không cơ hội, Diệp Thần cặp mắt mở ra, thần mang tách thả ra, máu đen bị ngay tức thì bốc hơi lau đi. Ánh mắt thâm thúy nhìn cái này phiến hóa thành hoang vu địa khu, nơi này đã từng là minh điện, hôm nay đã hoàn toàn hủy diệt. Mạc huyết minh thương thế bùng nổ, coi như ta không động thủ hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là rơi vào tâm ma chi chủ trên tay, cái này thì nói không chừng. Diệp Thần trầm ngâm, sắc mặt ngưng trọng, tâm ma chi chủ thủ đoạn vô cùng, dẫu sao là vực ngoại cao nhất tồn tại, sợ rằng thật là có thủ đoạn cứu Mạc huyết minh. Bất quá không đủ gây sợ hãi. Diệp Thần chậm rãi rơi ở phía dưới trên phế tích, Mạc huyết minh dù là được cứu, nhưng là hắn đang đoạt lấy mình khí vận trước, chỉ sợ là sẽ không tiết lộ mình thân phận. Dẫu sao Mạc huyết minh có thể là có đáng sợ dã tâm tồn tại, hắn mưu đồ là trở thành chấp cờ người, mà không phải là con cờ. Cướp lấy luân hồi chi chủ khí vận, cái này đủ để cho Mạc huyết minh một bước lên trời, chim sẻ đổi phượng hoàng, cho nên Mạc huyết minh khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp cướp lấy mình khí vận. Ở chỗ này trước mình thân phận không cần lo lắng sẽ bị bại lộ. Áo khoác phù vù, Diệp Thần đứng ở trên phế tích nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này, mà giờ khắc này hắn nhìn về phía trước, vô tận hố sâu bên trong, nham thạch nóng chảy đã sớm mất đi, lại xuất hiện một miếng cửa đá, nằm ở trong cái hố sâu chỗ sâu nhất. Đây là cái gì? Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng các người giờ phút này vậy đến gần, cửu u hổ hơi thở cổn đáng, trạng thái rất không yên điểm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Diệp Thần ánh mắt híp một cái, cửu u hổ trải qua lớn như vậy chiến, nhìn dáng dấp sắp thức tỉnh trí nhớ, ở như vậy dưới tình huống cửu u hổ thức tỉnh trí nhớ, đúng là một cái không xác thực định nhân tố, vạn nhất đánh nhau sẽ rất phiền toái. Cổ dương bay ra, Diệp Thần trực tiếp đem cửu u hổ thu vào trong đó, đáp lại Già Thiên Ma Đế mà nói, ta không biết. Diệp Thần đúng là không biết cái này trong cái hố sâu cửa đá là cái gì, nhưng mới vừa đại chiến bên trong. Đánh vào đánh ra to lớn như vậy trong cái hố sâu lúc đó, Diệp Thần liền cảm giác trong sâu thẳm có vật gì ở trong cái hố sâu bên trong kêu gọi mình. Hôm nay xem ra, để cho Diệp Thần có cảm giác khác thường chính là cửa đá này, còn như phía sau cửa đá là cái gì, mở ra liền biết. Đi xuống xem, Diệp Thần dửng dưng nói, thân thể chấn động một cái, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt ra, giống như cao nhất nắm giữ vậy hạ xuống ở trên cửa đá. Diệp Thần rơi xuống. Trên cửa đá bụi bặm liền theo gió tiêu tán, cửa đá dáng vẻ vậy rõ ràng hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Giờ phút này Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng vậy rơi xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn cửa đá, bọn họ mơ hồ cũng có thể nhìn ra cửa đá tựa hồ có vô tận năm tháng, có rất lâu đời lịch sử hơi thở. Cửa đá là đối thiên khung, tản ra yếu ớt huỳnh quang, một cổ kêu gọi lực lượng hấp dẫn Diệp Thần. Cái này tựa hồ vẫn là một tòa đại trận. Diệp Thần chân mày nhíu lại. Rơi vào trên cửa đá, bụi bặm toàn bộ tản đi sau đó hắn mới phát hiện cửa đá nhưng thật ra là hình tròn, mà đây hình tròn bên bờ còn khắc vẽ vô số huyền diệu phù văn. Ở trong cửa đá ương vị trí, 8 viên sắc thái sặc sỡ, xinh đẹp phi phàm, có dày đặc tang thương hơi thở đá quý khảm nạm tô điểm. Trên cửa đá còn chạm trổ từng cái xiềng xích, ở xiềng xích cùng xuất hiện địa phương, lại là một đạo hư ảo bóng người. Thiên Ma Động Minh Nhãn, Diệp Thần lại lần nữa thi triển. Lần này đối tượng cũng không phải là tâm ma chi chủ, vì vậy không bị trở lực gì, Diệp Thần trong nháy mắt liền rõ ràng liền cửa đá rốt cuộc là cái gì. Quả nhiên là một đại trận, vẫn là truyền tống trận. Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái độ cong, bỗng nhiên chỉ điểm một chút hướng trong cửa đá ương, 8 viên đá quý vòng quanh vị trí. Suy, linh khí hối tập trung trên đó, cửa đá lại vào giờ khắc này chấn động, cổ xưa ngâm sướng vang lên. Tựa như mang Diệp Thần 4 người vượt qua vô tận dòng sông thời gian dài. Từng đạo hồng mông khí tràn ra, dưới chân cửa đá chậm rãi chuyển động, một giây kế tiếp, một đạo ánh sáng bao phủ Diệp Thần 3 người. Vù vù, thiên địa rung động, thần quang ánh chiếu, che đậy hết thảy, đến khi thần quang tản đi lúc đó, cái này hố sâu bên trong đã không còn Diệp Thần 3 người bóng người,
chỉ còn lại chậm rãi dừng lại chuyển động, ánh sáng dần dần tiêu tán cửa đá chứng minh nơi này trước đây không lâu tựa hồ có người đến. Hống! Trời đất quay cuồng, Diệp Thần ba người bị truyền tống đến một nơi thần bí không gian, bốn phía nhất thời tối lại, mà giờ khắc này lại đột nhiên vang lên một tiếng thú gào. Bình bịch bịch! Từng trận nặng nề đụng tiếng truyền tới, một khắc sau, một đạo to lớn đỏ thẫm bóng người từ trong bóng tối lao ra, lao thẳng tới Diệp Thần ba người. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần liền thấy rõ thân ảnh này dáng vẻ, lại là một con mãnh hổ vậy quái vật, thân thể to lớn, có hai cái đen trắng ban văn đầu hổ, sau lưng dài đối với đen nhánh tàn phá cánh rơi, phía sau là chín cây cái đuôi. Hừ, kỳ ma tà hổ, già thiên ma đế hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nhận ra vật này là gì, thân thể chấn động một cái, đầy trời ma khí bùng nổ. Hống, được gọi là kỳ ma tà hổ quái vật bị già thiên ma đế sợ gan mật câu liệt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng nằm xuống đầu lâu, một mực cung kính nằm ở, tỏ vẻ thần phục. Cái này kỳ ma tà hổ là thứ gì? Diệp Thần chân mày nhíu lại, quái vật này mặc dù đối với già thiên ma đế hết sức e ngại, nhưng là thực lực nhưng là không kém, đã đạt tới thiên thần cảnh nhất tầng thiên. Một loại ma quái, bất quá là thời kỳ thượng cổ mới có, hiện tại hẳn đã diệt tuyệt. Già thiên ma đế mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái sáng tỏ, xem tới nơi này hẳn là minh điện trọng yếu chỗ, cái này kỳ ma tà hổ hẳn là nơi này người bảo vệ. Nếu như nơi này trọng yếu nói, cũng sẽ không chỉ có như thế một con chứ. Tiểu Hoàng không hiểu đưa ra nghi vấn, nhưng gặp Diệp Thần và già thiên ma đế hai người cười mỉa nhìn hắn. Tiếp theo, Diệp Thần tiện tay bắn ra, một đạo quang hoa vô căn cứ hiện lên, chói lọi tùy ý lưu chuyển, chiếu sáng cái này phiến thần bí không gian. Từng cái kỳ ma tà hổ, thân hình từ trong bóng tối hiển hiện ra, nhất thời dữ tợn gầm thét, cái này mảnh không gian rắc rối phức tạp, có vô số địa đạo, tràn ra trước thần bí cổ xưa hơi thở. Như thế nhiều, Tiểu Hoàng hiển nhiên không có nhận ra được một điểm này, giờ phút này kinh ngạc quét nhìn bốn phía, đập vào mắt có thể đạt được đều là kỳ ma tà hổ. Những thứ này ma quái số lượng tuy nhiều, nhưng là căn bản liền một tôn thánh tổ cảnh cũng không ngăn nổi, minh điện nội tình chưa đến nỗi như thế chứ. Tiểu Hoàng lên tiếng lần nữa nói. Dĩ nhiên không chỉ như vậy, Diệp Thần dửng dưng một tiếng, rút ra sát kiếm, tiện tay chém ra. Diệp Thần mặc dù là tùy ý chém một cái, nhưng một kiếm này vẫn bá đạo như cũ mạnh mẽ, lực lượng cuồng bạo ngay tức thì đánh ra. Hống, kỳ ma tà hổ bị một kiếm này chọc giận, rối rít dương ra giữ tợn miệng to như chậu máu gầm thét. Nhưng là một giây kế tiếp, kiếm quang chém bể vô tận kỳ ma tà hổ, một đường máu tươi nổ tung văng khắp nơi, một đám kỳ ma tà hổ cũng sợ choáng váng, rối rít phát ra cầu xin tha thứ vậy tiếng kêu. Nghe vào không có thân là hổ, vua bách thú uy nghiêm, ngược lại giống như là con mèo nhỏ như nhau, tràn đầy vẻ lấy lòng. Mà ở chấn nhiếp vô số kỳ ma tà hổ sau đó, Diệp Thần lăng không lên, sách sát kiếm chưa từng đếm kỳ ma tà hổ đỉnh đầu bay qua. Cái này mảnh không gian lối đi vô số, nhưng là có ba điều lối đi nhất là khỏe mạnh, vách tường bên trong trên còn chạm chỗ các kiểu tinh mỹ bích họa, hiển nhiên và cái khác lối đi so sánh quan trọng hơn một ít. Diệp Thần lựa chọn ở giữa nhất một cái. Tiểu Hoàng, ma đế tiền bối, chúng ta chia ra ba đường, mau sớm điều tra rõ ràng. Diệp Thần dửng dưng nói. Được, Tiểu Hoàng và già thiên ma đế không có ý kiến, bay vào hai bên khỏe mạnh lối đi bên trong. Có Diệp Thần trước kia một kiếm chấn nhiếp, hơn nữa già thiên ma đế cuồng bạo ma khí uy nghiêm, những thứ này kỳ ma tà hổ không dám tái tạo lần, nhưng là nhìn như thành phục, trong mắt nhưng lóe lên thị huyết quang. Chỗ này địa phương thần bí, kỳ ma tà hổ bất quá là nhỏ yếu nhất tồn tại, cho nên chúng mới không dám tiến vào lối đi, chỉ dám ở nơi này phía ngoài nhất phòng khách bên trong dừng lại, trong lối đi, có cường hãn hơn tồn tại. Diệp Thần một bay vào trung gian cái lối đi này, liền cảm thấy một cổ quái lực lượng bao phủ lối đi, trong sâu thẳm có nhàn nhạt tiếng ngâm sướng vang lên, chói lọi lưu truyền, trên bích họa một tôn tôn tượng đá, tựa như ở chớp mắt. Một khắc sau. Trên bích họa một tôn ba đầu sáu tay, đỉnh thiên lập địa vậy cự nhân đột nhiên từ bích họa bên trong lao ra, đã tạo thành thân thể ngay lập tức hóa thành chân thật máu thịt, hướng về phía Diệp Thần chính là cuồng bạo một quyền đập tới. Hừ, ta ngay tại chờ ngươi. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, sát kiếm bạo giết ra, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, lực lượng cuồng bạo đi đôi với Diệp Thần khí thế ngập trời, một kiếm này dường như muốn hủy thiên diệt địa.
Người khổng lồ bạo ngược ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, vội vàng cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, ta. Suy, sát kiếm xuyên thủng đồ sộ trái tim người, một khắc sau cự nhân ầm ầm nổ tung, vô tận máu tươi văng khắp nơi, Diệp Thần trên mình sáng lên một tầng bình phong che chở, đem cái này tanh hôi máu cũng ngăn cản ở bên ngoài. Trên mình ngươi huyết tinh khí thúi không thể ngửi nổi, không hiện máu ta cũng có thể cảm giác được rõ rệt, tội nghiệt sâu nặng hạng người, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần lạnh lùng nói, thu hồi sát kiếm, đây là minh điện trọng yếu chỗ, như vậy bí mật, bọn họ xông vào tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá chỉ là kỳ ma tà hổ, thạch bích cự nhân như vậy không đáng nhắc tới nguy hiểm, đối với Diệp Thần không có uy hiếp chút nào. Tới một chút có tính khiêu chiến, Diệp Thần khinh bỉ nói. Tiếng nói rơi xuống, hai bên lối đi bích họa chấn động liền liền, vô số khí thức cổ xưa tràn ra ra, từng cái đỏ thẫm như máu cánh tay đưa ra tới, đi đôi với ngút trời ma khí và vô cùng bạo ngược ý định giết người. Tiểu tử từ đâu tới, ngươi không phải minh điện người, Chu Diệt. Từng đạo bóng người từ ma khí bên trong hiện ra, lại là một tôn tôn tu la, những thứ này tu la thực lực còn không yếu, thậm chí có mấy con cũng đạt tới thần đế cảnh. Lúc này mới có ý tứ mà. Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái độ cong, trên mình hủy diệt khí thế bùng nổ, một đám tu la bị chấn nhiếp, ánh mắt hoảng sợ, bọn họ rõ ràng nhận ra được Diệp Thần thực lực còn không có đột phá thiên thần cảnh, làm sao có đáng sợ như vậy khí thế, đơn giản là vô địch. Diệp Thần đã sớm nhận ra được, chỗ này địa phương mặc dù lối đi vô số, nhưng chỉ có cái này ba cái nhất cường tráng bên trong lối đi có khí thức tồn tại, mơ hồ còn có thể cảm giác được quang bảo phun trào, hiển nhiên là có thứ tốt. Mà đây ba cái bên trong lối đi tất nhiên có minh điện an bài bảo vệ sinh linh, nếu như Diệp Thần ba người đồng hành, hủy thiên diệt địa vậy khí thế chấn nhiếp dưới, những thứ này bảo vệ sinh linh căn bản không dám xuất hiện, đến lúc đó muốn phải giải quyết bọn họ sợ rằng phải phí một phen tay chân. Chỉ có ba người tách ra, những thứ này bảo vệ sinh linh mới có đi ra đánh một trận dũng khí, mà Diệp Thần làm như vậy là muốn đem minh điện một lưới bắt hết. Mạc huyết minh nếu không có chết, vậy thì đem minh điện hết thảy nội tình toàn bộ lau đi. Diệp Thần trong mắt hàn mang chợt hiện, một đám tu la còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần đã ra tay. Long viêm thần mạch, ra. Một con rồng lửa gầm thét ra, đụng thiên địa, chỗ đi qua tu la rối rít chết bất đắc kỳ tử, biến thành đầy đất máu thịt. Diệp Thần một kiếm đâm ra, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, kiếm khí tung tóe, vô số tu la bị chém bể, máu tươi ngay tức thì đem lối đi chìm ngập. Hóa thành một cái thê lương đáng sợ sông máu. À, giết hắn. Vô số đồng bạn chết thảm, tu la thốt nhiên giận dữ, bọn họ là minh điện bảo vệ chỗ này không gian lâu như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám tới nơi này như vậy càn rỡ, đây chính là minh điện. Minh điện uy danh không thể làm nhục. Vô số tu la gầm thét, rối rít liên thủ, từng đạo tu la khí bạo phát, kèm theo đầy trời ý định giết người. Ngay tức thì tạo thành một tôn đỏ rực như lửa tu la chiến tướng 18 cái trên cánh tay, búa rìu câu xoa, đao thương kiếm kích, 18 món binh khí nắm trong tay. Tu la chiến tướng khí thế bùng nổ, phảng phất từ thiên địa mở ra ban đầu liền một mực đang chiến đấu, chiến ý nổ ầm, liền Diệp Thần cũng bị vuốt hứng thú. Có ý tứ, Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này tu la chiến tướng thực lực đạt tới tốt bước, mặc dù không mạnh. Nhưng cái này chút tu la có thể ngưng tụ ra như vậy tu la chiến tướng, đã đủ hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá còn chưa đủ. Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, bỗng nhiên há mồm gầm lên, thiên long bát thần âm. Oanh! Hồng mông nốt nhạc bay ra, đáng sợ lực lượng bùng nổ, toàn bộ lối đi đều bị nổ tung, vô số đá vụn phi kiếm. Thiên long bát thần âm nhất là khắc chế tu la ma quái đám sinh linh, trong nháy mắt. Mới vừa ngưng tụ mà thành tu la chiến tướng liền thê lương kêu rên, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ầm ầm nổ tung. Khắp nơi tràn ra tu la khí bên trong, Diệp Thần giống như một tôn chân chính sát thần vậy, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống những thứ này vô cùng hoảng sợ tu la. Quá yếu, có hay không mạnh hơn? Diệp Thần lạnh lùng hỏi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Một tôn thiên thần cảnh đỉnh cấp tu la lấy dũng khí, nhìn Diệp Thần hét lớn. Tu la chi chủ đâu? Đi nơi nào? Tại sao không chu diệt cái này cuồng vọng người? Bảo khố cũng xông vào người tới, tu la chi chủ vì sao còn không ra tay? Tu la cửa huyên náo, Diệp Thần chân mày nhíu lại, nguyên lai chỗ này không gian chính là minh điện bảo khố. Chớ kêu,
Diệp Thần một kiếm chém ra, đem trước nhất lên tiếng thần đế cảnh tu la một kiếm chém chết, trong nháy mắt lối đi an tĩnh lại, một đám tu la nín thở ngưng thần, sợ hãi vạn phần nhìn Diệp Thần, lại cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng vang. Tu la chi chủ, hắn cũng thiếu chút nữa mất mạng, không để ý tới các ngươi. Diệp Thần nghiền ngẫm nhìn đám này tu la. Không thể nào. Có tu la không thể tin gầm thét, Mạc Huyết Minh ở trong mắt bọn họ là vô địch tồn tại, chí cao vô thượng tu la chi chủ, làm sao có thể thiếu chút nữa mất mạng. Ngươi nói bậy, ngươi nhất định là thừa dịp ta chủ không có ở đây, đến cửa đạo bảo tiểu tặc. Không sai, nhất định như vậy, coi như chúng ta ngày hôm nay chết, ngươi vậy không mở ra tu la chi chủ thiết lập ở này cấm chế, trong bảo khố bảo vật một mình ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi. Tu la cửa bị Diệp Thần nói hoàn toàn chọc giận, dù là sợ hãi, vậy không cho phép Diệp Thần như vậy làm nhục bọn họ trong lòng chí cao vô thượng tu la chi chủ. Phải không, Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái độ cong, đột nhiên ra tay đánh phía lối đi một bên một nơi cửa đá, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng cuộn sạch ra. Trên cửa đá có đậm đà tu la khí phun trào, còn khắc vẽ vô số phù văn lóe lên tới giữa, biểu dương ra mạnh mẽ bảo vệ lực. Đây là Mạc Huyết Minh tự tay thiết lập cấm chế. Thấy Diệp Thần đối với cửa đá ra tay, một đám tu la rối rít khi cười lên, ở bọn họ xem ra, tùy ý Diệp Thần thực lực mạnh hơn đi nữa, và tu la chi chủ bày cấm chế đối kháng vậy hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, những thứ này cửa đá trừ Mạc Huyết Minh đây, căn bản không người có thể mở. Oanh, Diệp Thần một trưởng oai, cuồng bạo vô địch, ngay tức thì đem cửa đá đánh thành mảnh vụn, châu quang bảo khí từ sau cửa đá trong phòng tràn ra ra. Một đám tu la hoàn toàn khiếp sợ, Mạc Huyết Minh cấm chế làm sao có thể như vậy yếu ớt, Diệp Thần làm sao có thể làm được một điểm này. Tu la chi chủ thật thiếu chút nữa bỏ mình sao? Một tôn tu la không thể tin nói, lòng hắn bên trong tu la chi chủ vô địch hình tượng vào giờ khắc này bắt đầu sụp đổ. Nơi này cấm chế mạnh yếu, và Mạc Huyết Minh có trực tiếp quan hệ, nếu như Mạc Huyết Minh là thời kỳ toàn thịnh nói, những cấm chế này căn bản không cách nào phá trừ. Hơn nữa chỉ cần bị kích động, Mạc Huyết Minh sẽ có phát giác. Mà giờ khắc này Diệp Thần tiện tay một chưởng liền đánh vỡ cấm chế, nổ cửa đá, cái này đủ để chứng minh Mạc Huyết Minh người bị thương nặng, thậm chí đã thân tử đạo tiêu. Cái này, một đám tu la thiếu chút nữa sững sờ, bọn họ thuộc về khiếp sợ bên trong, căn bản là không có nhận ra được ở ngoài ra hai cái lối đi bên trong, còn có vô số đồng bạn hét thảm tiếng vang lên. Rất nhanh. Những thứ này hét thảm liền yếu xuống, cuối cùng đổi được yên tĩnh không tiếng động, hai đạo bóng người đằng đằng sát khí nhưng vọt tới Diệp Thần chỗ ở lối đi bên trong. Thấy cái này hai đạo thân ảnh, một đám tu la hoàn toàn hốt hoảng. Người tới chính là Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng, mà tu la cửa rõ ràng bọn họ hai cái đến ngoài ra hai cái lối đi bên trong, giờ phút này bọn họ đi tới nơi này, chứng minh ngoài ra hai cái lối đi vô số đồng bạn đều đã mất mạng. Chủ nhân, chỗ này quả nhiên không đơn giản, ta cái lối đi kia bên trong đều là vô số tiên đan rượu dược, thuốc thơm xông vào mũi, để cho nhân thần hồn phấn chấn. Tiểu Hoàng kích động nói, ta cái lối đi kia bên trong là vô số thần binh, mỗi cái cũng sắc bén vô cùng, phẩm cấp bất phàm, những năm gần đây, Minh Điện nội tình xác thực không tầm thường. Già Thiên Ma Đế vậy ánh mắt sáng quắc nói, xem ra cũng là đồ tốt, Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái độ cong. Tựa như đế vương vậy mắt nhìn xuống còn dư lại tu la cửa. Các ngươi cũng nên đi cùng mình đồng bạn. Diệp Thần tiếng nói rơi xuống, bỗng nhiên ra tay, giống như cuồng phong bạo vũ đột nhiên cuộn sạch, hủy diệt mộ đạo ngay tức thì bùng nổ, một kiếm đâm ra, hủy diệt hết thảy khoáng đạt kiếm quang ánh sáng chiếu nghiêng xuống, trong thoáng qua liền đem còn dư lại tu la toàn bộ chém chết. Đi, xem cái lối đi này có thứ gì tốt. Diệp Thần thu hồi sát kiếm. Ánh mắt liếc về hướng một bên bị mình mở ra cửa đá, trong đó vô số châu quang bảo khí ánh chiếu ra, tản ra đặc biệt đạo vận. Bước đi vào sau cửa đá gian phòng, Diệp Thần chân mày nhíu lại, cái này trong phòng lại treo từng tờ một ánh sáng sáng chói bức họa, trong bức họa sự vật phảng phất chân thực tồn tại, trông rất sống động, còn tràn ra da đậm đà hồng mông hơi thở, hết sức bất phàm. Đây đều là hồng mông bức họa. Tiểu Hoàng có chút kinh ngạc. Hồng mông bức họa là phải lấy được thiên địa nhận đồng bức họa, mới có thể ban cho hồng mông khí, để cho trong tranh sự vật hóa thành chân thực. Có thể vẽ ra hồng mông bức họa tu sĩ, đều bị gọi là họa thánh, bọn họ đang vẽ một trong trên đường đạt tới đỉnh cao, siêu phàm nhập thánh. Có thể coi là họa thánh,
nghèo cả đời vậy họa không ra mấy bức hồng mông bức họa, yêu cầu này cơ duyên tim sao sao sao, cũng đạt tới thế gian trình độ cao nhất, không người nào có thể thời khắc bảo đảm loại trạng thái này, cho nên hồng mông bức họa là hết sức thưa thớt. Mà giờ khắc này, bên trong phòng này treo mười mấy bức hồng mông bức họa, đậm đà hồng mông khí thậm chí muốn ngưng tụ thành giọt nước, từng tờ một bức họa ánh sáng lóe lên, để cho người phảng phất thân ở tiên cảnh. Tờ này hồng mông bức họa lại là thiên quân vạn mã đồ, còn có một tôn khí thế vô địch tướng lãnh. Diệp Thần liếc nhìn chính giữa nhất bức họa, trong lòng khẽ nhúc nhích, đem bức họa bắt vào tay bên trong, tiếp theo xóa đi hết mạc huyết minh khắc ở trên bức họa dấu vết, đem mình một cổ linh khí bơm vào trong đó. Oanh! Trong nháy mắt, che trời xây đất tiếng giống giận vang khắp, vô tận khí sơ xác tiêu điều dâng trào ra, trời đất phảng phất ở trong nháy mắt hóa thành chiến trường, chiến ý ngút trời, một tôn tôn kiên nghị dũng mãnh chiến sĩ xuất hiện, một vị khí thế vô địch tướng lãnh căm tức nhìn bầu trời. Chủ nhân! Một khắc sau, tướng lãnh và chiến sĩ thấy Diệp Thần, lại rối rít quỳ một chân trên đất, cung kính hô. Đây chính là hồng mông bức họa hiệu quả. Hồng mông trong bức họa hết thảy đều có thể hóa thành chân thực, mà đem hồng mông trong bức họa sự vật thức tỉnh, liền có thể điều khiển bọn họ làm việc. Một tấm thiên quân vạn mã đồ, có thể nói một cái quân đội, Diệp Thần thậm chí nhận ra được trước mắt vị này trong tranh tướng lãnh, khí thế vô địch, chiến lực cũng không tục, đều đang đạt tới thiên thần cảnh đỉnh cấp. Trong tranh sinh linh thực lực và bức họa người thực lực cũng không có bất luận quan hệ gì, đây là thiên địa đồng ý, thiên địa giao phó cho bức họa bên trong sinh linh lực lượng. Thiên địa cho rằng trong tranh sinh linh là thực lực gì, những sinh linh này chính là thực lực gì. Tướng lãnh khí thế cùng với cảnh giới, đều là bởi vì họa sĩ kỹ xảo phát huy đến trình độ cao nhất, để cho thiên địa đạt được tán dương, nhận định hắn hẳn là cái bộ dáng này, cho nên giao phó cho hắn như vậy khí thế cùng thực lực. Rất tốt, Diệp Thần gật đầu một cái, có cái này bức hồng mông bức họa, Phục Ma Điện sau này gặp phải địch nhân thời điểm cũng có thể sử dụng. Gặp phải vậy thiên ma, thật là có thể càn quét hết thảy. Còn như vẫn như cũ mất tích ma hoàng, tự nhiên không thể ứng đối. Thậm chí mình nếu như hồi Hoa Hạ, cũng có thể đem vật này ở lại Hoa Hạ, như vậy cũng có thể bảo vệ Hoa Hạ nhất thế bình an. Chủ nhân, xin hỏi có gì phân phó? Tướng lãnh một mực cung kính nhìn Diệp Thần, nhận ra được bên ngoài có tu la khí, nhất thời mở miệng nói, thuộc hạ nhận ra được bên ngoài có tà nhiều người. Phải chăng cần thuộc hạ đem những người này toàn bộ diệt trừ? Tướng quân khí thế vô địch, căn bản không cân nhắc đối phương lại có bao nhiêu người, lời nói tới giữa tràn đầy tự tin, tựa như địch nhân gì ở trước mặt hắn cũng không đáng giá để ra. Ha ha, không cần, bọn họ đã bị ta tiêu diệt. Diệp Thần dửng dưng một tiếng. Nghe vậy, tướng lãnh đối với Diệp Thần thái độ hơn nữa cung kính, không hổ là chủ nhân, quả nhiên thực lực phi phàm, có thể nói vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới người còn biết nịnh hót, Diệp Thần vui vẻ, cái này hồng mông trong bức họa nhân vật tựa như chân thực sinh mạng. Thuộc hạ nói đúng lời trong lòng, tướng lãnh nghiêm túc nói, quán chủ nhân khí vận thuộc hạ liền nhìn ra được, chủ nhân tất nhiên bất phàm, cần phải làm thiên địa này nắm giữ. Trong nháy mắt, Diệp Thần phía trên lại có mây đen hội tụ, sấm sét nổ ầm, tựa hồ bởi vì tướng lãnh lời này chọc giận tới thiên địa, trời muốn trách phạt. Tốt lắm, trở về đi thôi. Thấy vậy, Diệp Thần mặt không đổi sắc, nhưng là dửng dưng hất tay một cái tướng lãnh và các chiến sĩ toàn bộ trở lại bức họa bên trong. Mà tướng sĩ trở về đồ quyển bên trong, lại lần nữa hóa thành trong tranh không nhúc nhích bức họa, nhưng là bọn họ mi mắt gian nhưng mang một cổ linh khí, mà trên bầu trời mây đen nhàn nhạt tiêu tán, thiên uy dấu. Nhìn trong tay thiên quân vạn mã đồ, Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong bức họa kia sinh linh đều đang hiểu được quan trắc khí vận thuật pháp. Có thể nhìn ra mình bất phàm, cái này rất vậy không được. Sau đó, Diệp Thần ba người lại đem còn dư lại hồng mông bức họa đều thấy một lần, tổng cộng 16 bức hồng mông bức họa, trong đó 10 bức họa cuốn đều là cùng chiến đấu có liên quan, những bức họa này cuốn ở giữa sinh linh đều có thể thức tỉnh tham dự chiến tranh. Thậm chí ở 10 bức chiến tranh bức họa, Diệp Thần phát hiện bao gồm thiên quân vạn mã trong bản vẽ tướng lãnh ở bên trong, tổng cộng 3 tên thần đế bức họa sinh linh. Đây là một cổ đặc biệt bất phàm chiến lực, có thể thật to tăng lên Phục Ma Điện nội tình và thực lực. Mà còn dư lại 6 bức họa cuốn, chính là và sơn thủy hoa cỏ có liên quan, mặc dù không xem chiến tranh đồ quyển như nhau chiến lực phi phàm, nhưng là trong bức họa sự vật cũng đều có riêng mình diệu dụng. Có một bức linh tuyền bức họa, một thức tỉnh thì có một vũng tiên khí tràn ngập linh tuyền, chỉ là đến gần linh tuyền liền có thể cảm thấy thân tim thư giãn,
có thập phần cường đại điều dưỡng tác dụng, thậm chí có thể trợ giúp tẩu hỏa nhập ma tu sĩ giữ ý thức thanh tỉnh, cái khác bức họa vậy có chỗ diệu dụng. Cái này 6 bức họa hiệu quả đối với Diệp Thần 3 người mà nói hiệu quả mặc dù không lớn, nhưng là đối với trong điện phục ma người mà nói nhưng hiệu quả phi phàm, đồng dạng là có thể thật to tăng lên phục ma điện nội tình thứ tốt. Minh điện nội tình thật là không tầm thường, Mạc Huyết Minh nhiều năm như vậy xác thực không phải sống uổng. Diệp Thần khen ngợi nói, giờ phút này 3 cái lối đi bảo vật đã toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi, Mạc Huyết Minh góp nhặt nhiều năm như vậy bảo bối toàn bộ đổi chủ. Trừ đi 16 bức hồng mông bức họa, còn có vô số linh đan diệu dược, thần binh bảo khí, công pháp bí tịch, mỗi cái cũng khí thế khoáng đạt, cực kỳ bất phàm, coi như thu hoạch lớn. Chỗ này thật đúng là không uổng công. Già Thiên Ma Đế giờ phút này vậy cười nhạt nói, mặc dù không có thể thành công chu diệt Mạc Huyết Minh, nhưng là có thể thu hoạch nhiều như vậy bảo vật, cũng coi là không uổng công chuyến này. Nếu như Mạc Huyết Minh giờ khắc này ở nơi này, thấy hắn tích toàn nhiều năm như vậy bảo vật toàn bộ bị Diệp Thần lấy đi, sợ rằng đều phải tức giận tại chỗ hộc máu. Mà vào thời khắc này, Diệp Thần 3 người đang chuẩn bị rời đi, Diệp Thần lại nhíu mày, hắn thấy lối đi chỗ sâu nhất một cái pho tượng. Pho tượng cả người bao quanh vô số xiềng xích, cùng trước kia ở bên ngoài thấy trên truyền tống trận điêu khắc có chút tương tự. Pho tượng không có bất kỳ hơi thở chập chờn, yên lặng vô cùng, và phổ thông pho tượng không có bất kỳ không cùng, nhưng Diệp Thần nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào, không khỏi đi về phía pho tượng. Pho tượng kia có vấn đề gì sao? Già Thiên Ma Đế nhận ra được Diệp Thần cử chỉ cổ quái, không khỏi mở miệng hỏi nói. Ừ, Diệp Thần cau mày chậm rãi gật đầu. Tiếp theo đột nhiên ra tay đánh phía pho tượng, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, ngay tức thì đánh vào pho tượng bên trên. Một trường này, nếu như là thông thường pho tượng, trong nháy mắt sẽ bị hoàn toàn hủy diệt, hóa thành hư không, nhưng là giờ phút này pho tượng trải qua hủy diệt mộ đạo đánh vào, nhưng không chút tổn hao nào, ngược lại tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cái này ánh sáng nhạt mang đậm đà hồng mông hơi thở, thậm chí hàm chứa một chút nguyên lực lượng, trong nháy mắt pho tượng cũng thay đổi được phi phàm đứng lên. Khoáng đạt khí thế lan truyền ra, giống như một tôn cao nhất nắm giữ đứng lần nữa. Hơi thở này, là nguyên đất, Già Thiên Ma Đế giờ phút này khiếp sợ nhìn về phía pho tượng, không khỏi mở miệng nói. Nguyên đất, Diệp Thần giật mình trong lòng, đây lại là nguyên đất, thảo nào cứng rắn như vậy, mà nguyên đất nhưng mà thế gian chân quý nhất tồn tại, hàm chứa nguyên lực lượng, giá trị không kém gì nguyên thuật, có thể để cho người cảm ngộ nguyên lực lượng. Bất quá không phải chân chánh nguyên đất. Hẳn là đã từng tiếp xúc qua nguyên đất thổ nhưỡng, cho nên mới có cứng rắn như vậy hiệu quả. Già Thiên Ma Đế ngay sau đó nói. Nghe vậy, Diệp Thần quan sát pho tượng vậy, đúng như là Già Thiên Ma Đế nói, pho tượng kia cũng không phải là nguyên đất chế tạo, bất quá là tản ra một chút nguyên hơi thở. Cho dù chỉ là như vậy, pho tượng kia trình độ cứng cáp vậy có thể nói vô địch, chân chính nguyên đất chỉ sợ là bền chắc không thể gãy, không có gì có thể phá. Pho tượng kia có cổ quái. Coi như chỉ là tiếp xúc qua nguyên đất mà thôi, cái này thổ nhưỡng vậy có thể nói chí bảo, Mạc Huyết Minh không có lý do dùng như vậy bảo vật điêu khắc một cái pho tượng bày ở chỗ này. Diệp Thần trong nháy mắt phát hiện đầu mối, lại lần nữa ra tay, một tiếng giống giận, toàn bộ bảo khố cũng chấn động, mạnh mẽ hồng mông khí cuộn sạch ra. Thiên Long Bát Thần Âm. Giữa trời đất, từng đạo hồng mông nốt nhạc hiện lên, đánh vào pho tượng bên trên, hủy thiên diệt địa vậy lực lượng bùng nổ. Một hồi rung động sau này, Diệp Thần nhìn về phía pho tượng, không khỏi mi mắt khều một cái, cho dù là Thiên Long Bát Thần Âm như vậy uy lực vô cùng cổ pháp, đều đang không có thể đem pho tượng đánh nát, chẳng qua là mở ra từng đạo kẽ hở. Pho tượng càng cứng rắn, Diệp Thần lại càng tốt kỳ pho tượng kia cất giấu bí mật gì, tại sao để cho Mạc Huyết Minh như vậy cẩn thận đối đãi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại là một kiếm, bát quái thần quang bạo giết ra, hơi thở cuồng bạo cuốn đi bốn phía. Vốn là nứt ra khe hở pho tượng lại cũng không cản được một kiếm này, ầm bể tan tành, vô số đất khối rơi trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Diệp Thần thấy vậy thân thể chấn động một cái, áo khoác phù vù, cuồng bạo linh khí cuộn sạch ra, nhất thời đem bụi mù thổi tan. Một khắc sau, Diệp Thần nhưng là con người có giúp một cái, chỉ gặp pho tượng bể tan tành sau đó, lại có một đạo thân ảnh từ pho tượng bên trong rơi xuống đi ra. Mạc Huyết Minh dùng tiếp xúc qua nguyên đất thổ nhưỡng đúc pho tượng, lại là vì ẩn núp một người, Diệp Thần trong nháy mắt nhận ra được, mình sợ rằng phát hiện đại bí mật. Pho tượng người trong đổ xuống đất,
không biết bị kẹt ở pho tượng bên trong nhiều ít năm, lại còn chưa chết, Diệp Thần bén nhạy nhận ra được một món yếu ớt sức sống. Mà ở nơi này trên người, vô số vết thương phân bố, máu tươi đầm đìa, hơn nữa còn bị từng cái xiềng xích xít sao bọc, tản mát ra một cổ đậm đà hủy diệt khí. Người này là ai? Già Thiên Ma Đế giờ phút này vậy cau mày. Tỉnh lại, Diệp Thần đối với vấn đề này giống vậy tò mò, bát quái thiên đan thuật bùng nổ, vô tận ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, bảo khố bên trong khoảnh khắc hiện ra một cổ đậm đà sinh mạng lực, tựa như nắm trong tay sinh mạng thần dinh vào giờ khắc này hạ xuống. Diệp Thần bàn tay vung lên, đậm đà sinh mạng lực tràn vào cái này bên trong cơ thể. Sinh mạng lực tràn vào, thần bí nhân này nhưng vẫn là không có bất luận phản ứng gì, Diệp Thần nhíu mày một cái, nhận ra được người thần bí trạng thái hết sức nguy cấp, chỉ là bát quái thiên đan thuật đều đang không cách nào thức tỉnh, xem ra muốn mang hồi phục ma điện nhìn một chút. Minh điện bảo khố đã bị Diệp Thần ba người cướp không còn, giờ phút này cũng không có cái gì đáng để ý địa phương, Diệp Thần mang Già Thiên Ma Đế cùng Tiểu Hoàng trực tiếp rời đi. Phục ma điện, Diệp Thần rút lui đi che đậy mặt mũi, khôi phục hình dáng, ba người từ trên trời hạ xuống, cái này một trận đại chiến để cho Diệp Thần ba người khí thế đều rất là cuồng bạo, khó mà áp chế. Nhất là Diệp Thần, đang chiến đấu đúc ra vô địch khí thế, giờ phút này tựa như cùng cao nhất nắm giữ vậy, đứng ở trong điện phục ma, tựa như nắm trong tay vô tận hoàn vũ cao nhất nắm giữ, uy nghiêm tới cực điểm. Biết được Diệp Thần trở về, Diệp Lăng Thiên và Tiểu Bạch các người vậy vội vàng chạy tới. Điện chủ, chuyến này kết quả như thế nào? Diệp Lăng Thiên cung kính hỏi. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ lắc đầu, có chút không biết làm sao, tâm ma chi chủ xuất hiện để cho hắn cũng không có dự đoán, không có thể giết chết Mạc Huyết Minh có chút thất vọng. Sau đó, Diệp Thần đem sự việc cho biết Diệp Lăng Thiên, nghe vậy Diệp Lăng Thiên cũng không khỏi thổn thức, Mạc Huyết Minh tên này cũng có đại khí vận, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đều đang được cứu đi. Cùng lúc đó, Diệp Lăng Thiên vậy thật là tò mò Diệp Thần trong miệng pho tượng trung thần bí người rốt cuộc là cái tồn tại gì ở đây, hy vọng người này nhanh lên một chút tỉnh lại. Diệp Thần ở trong điện phục ma luyện chế đan dược, từng đạo sáng mở thành tựu xuất sắc hiện lên chân trời, đậm đà thuốc thơm tràn ngập, ngửi vào một cái cũng để cho người cảm thấy tràn đầy lực lượng, tâm thần thông suốt. Sau đó, Diệp Thần đem luyện thành đan dược bỏ vào người thần bí trong miệng, chỉ gặp đan dược lại hóa thành một đạo hồng mông khí tràn ngập nước chảy, theo người thần bí cổ họng chui vào trong cơ thể. Trong chốc lát, bất tỉnh mê người thân thể nội bộ sáng lên từng đạo ánh sáng, ánh chiếu ở bên ngoài, người thần bí hơi thở vậy dần dần ổn định lại. Chỉ chốc lát sau, một đạo cực kỳ suy yếu tiếng ho khan vang lên, tiếp theo người này chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ta là ở nơi nào? Lại là một vị ông già, trên người lão giả thương thế vô số, vô cùng thê thảm, áo quần vậy bể tan tành không chịu nổi, cặp mắt mê mang trống rỗng, nhưng giờ phút này tỉnh lại sau đó, trên người có một cổ khí tức tang thương, rất là đặc biệt. Các ngươi là, ông lão ánh mắt dần dần khôi phục trong sạch, lúc này mới nhận ra được nơi này còn có người, chỉ là làm hắn thấy Diệp Thần thời điểm, đột nhiên trợn to hai mắt, đục ngầu hôn mê cặp mắt bộc phát ra sạch bóng. Phốc thông. Cụ già nặng nề quỳ xuống đất, cung kính cao giọng la lên, nhỏ bái kiến luân hồi chi chủ. Nghe tiếng, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cái này cụ già lại biết mình, Mạc Huyết Minh đem hắn nhốt ở chỗ này, rốt cuộc là tại sao, có cái gì bí mật cay đắng. Nơi này đồng thời, Diệp Thần vậy nhận ra được cụ già căn bản không có tu vi, chẳng qua là một cái từ từ già đi, bị kẹt không biết nhiều ít năm tháng người đáng thương, lúc này bàn tay vung lên, linh khí hiện lên đem hắn từ dưới đất đỡ dậy. Ngươi biết ta, Diệp Thần đưa mắt nhìn ông già cặp mắt, mở miệng hỏi nói. Nhỏ gặp qua đại nhân bức họa, mặc dù có chút ra vào, nhưng là cùng nhỏ huyết mạch tới giữa mơ hồ liên lạc, không sai được. Cụ già vội vàng gật đầu, giọng kích động. Diệp Thần mặc dù đứng ở chỗ này, thần sắc sửng dưng, nhưng là cụ già nhưng cảm thấy Diệp Thần trên mình truyền tới khí tức quen thuộc, cao nhất chúa tể đáng sợ uy nghiêm, để cho hắn kích động tay chân run rẩy. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu, cái này cụ già cũng không nhận ra mình kiếp trước, bất quá là gặp qua bức họa, cùng với quỷ dị huyết mạch liên lạc mà thôi. Ngươi là người nào, tại sao bị vây ở chỗ này? Diệp Thần lại lần nữa hỏi. Tiểu nhân là âm dương thần điện truyền tin người, thượng cổ thời điểm đại chiến nhỏ cả người tu vi bị phế, vốn là muốn ở thứ nhất thần quốc ẩn cư, bảo vệ Diệp gia cố thổ, lại bị Mạc Huyết Minh tìm được, bắt tới đây tra hỏi âm dương thần điện tung tích.
Cụ già nói tới chuyện cũ, không khỏi cặp mắt đỏ bừng, tựa hồ có rất nhiều không cam lòng cùng chua cay. Mà Diệp Thần nghe được ông già nói, nhất là âm dương thần điện bốn chữ, lại có một cổ vô hình cảm giác quen thuộc, cái này làm cho Diệp Thần kinh ngạc vô cùng. Âm dương thần điện là cái gì? Diệp Thần rất rõ ràng, mình cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy một cái tổ chức, nhưng là cái này vô hình cảm giác quen thuộc đúng là tồn tại, cho nên âm dương thần điện rất có thể và kiếp trước có liên quan. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên hồi phục một phần trí nhớ, có thể đối với lần này có chút biết rõ. Bất quá để cho Diệp Thần thất vọng chính là, Diệp Lăng Thiên hiển nhiên cũng đúng âm dương thần điện không biết gì cả, thấy mình nhìn chăm chú mê mang lắc đầu một cái. Luân hồi chi chủ, cái này âm dương thần điện nhưng mà ngài sáng lập, ngài. Lão nhân nói một nửa, đột nhiên sững sờ nhìn Diệp Thần và kiếp trước vị kia một ít địa phương quá giống. Thậm chí huyết mạch từng tia luân hồi khí cũng giống nhau, nhưng cuối cùng không có đạt tới kiếp trước như vậy cao độ, còn có chút ra vào. Luân hồi chi chủ, ngài chuyển thế. Cụ già khiếp sợ trợn to hai mắt, đột nhiên ý thức tự nói nếu như để lộ ra ngoài sợ rằng sẽ cho Diệp Thần tạo thành phiền toái lớn, vội vàng che miệng. Không sai, Diệp Thần chậm rãi gật đầu một cái, chính là bởi vì hắn cũng không phải là kiếp trước, cho nên mới sẽ có như thế nhiều không biết địa phương. Kiếp trước xuống vậy địa bàn lớn cờ, đến hiện tại Diệp Thần thấy cũng bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Khó trách, cụ già chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, lúc này mới nói tiếp, âm dương thần điện là năm đó ngài bí mật thiết lập tổ chức. Tổ này đan là làm gì? Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp mắt, lại là kiếp trước sáng lập tổ chức, cái này chỉ sợ cũng là kiếp trước hậu thủ. Hơi thở chấn động tới giữa, Diệp Thần khoáng đạt khí thế bùng nổ, vô địch hơi thở lưu truyền. Tựa như cao nhất nắm giữ, để cho cụ già lại lần nữa ngẩn ra. Kịp phản ứng, cụ già vội vàng mở miệng nói, đại nhân, nhỏ vậy không biết âm dương thần điện là làm gì, ta thậm chí không biết thần điện đều có những thành viên, ở địa phương nào, thần điện có thể nói là dõi mắt vạn giới thần bí nhất cực kỳ tồn tại. Cụ già bất quá là một người bình thường, lớn tuổi như vậy, nói một câu đều phải xuyễn mấy miệng to khí, dừng một tí lúc này mới nói tiếp, nhỏ cố nhiên là thần điện truyền tin người. Nhưng là cả đời này cũng chỉ truyền qua một phong thơ. Diệp Thần bén nhạy bắt điểm chính, cả đời chỉ truyền một phong thơ, vậy thu tin người nhất định rất trọng yếu. Thư này là truyền cho ai? Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói. Là thượng giới người, cụ già mở miệng nói, người này tên là Làm Tề Vân Thư, bởi vì cả đời chỉ truyền qua một phong thơ, cho nên nhỏ đối với cái này duy nhất người thu hàng nhớ rất rõ ràng. Tề Vân Thư, Diệp Thần ánh mắt lóe lên. Hắn nói ra cái tên này thời điểm, giữa trời đất có một cổ lực lượng vô danh lưu chuyển, Diệp Thần không biết lực lượng này là thật là xấu xa, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái này chứng minh tên chữ chủ nhân cực kỳ không đơn giản, chỉ là nhắc tới cũng sẽ đưa tới thiên địa quy tắc phản ứng. Mà Diệp Thần quan tâm nhất, là cái này Tề Vân Thư rốt cuộc có phải hay không âm dương thần điện người, nếu như đối phương đúng vậy, rất có thể là kiếp trước lưu cho mấu chốt của mình tin tức, mình tất nhiên muốn nắm chặt. Sau đó Diệp Thần liền hướng cụ già hỏi, chỉ là để cho Diệp Thần có chút thất vọng chính là, cụ già cũng không cách nào xác định Tề Vân Thư phải chăng thuộc về âm dương thần điện. Cứ như vậy, Diệp Thần nếu là muốn biết nhiều tin tức hơn, cũng chỉ có thể tìm được Tề Vân Thư, chỉ là người này là địch hay bạn cũng không biết, sợ rằng phải cẩn thận một chút. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên phát hiện giữa trời đất vậy cổ lực lượng vô danh mà lại ở chấn động, ở bùng nổ, bên tai lại vang lên đại đạo quy tắc tiếng nổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Già thiên ma đế các người giờ phút này vậy phát hiện cái này khó hiểu lực lượng, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Là bởi vì làm tên chữ. Diệp Thần rất rõ ràng một điểm này, giờ phút này nhìn về phía cụ già, quả nhiên, ở cụ già quanh thân, vậy cổ lực lượng vô danh nhất là mênh mông. Lực lượng này ở tức giận, đang tích góp lửa giận của mình, rất nhanh thì phải phát tiết, đến lúc đó sợ rằng sắp hủy thiên diệt địa. Bị cổ lực lượng này nơi nhằm vào cụ già hôm nay bất quá là không có chút nào tu vi người bình thường, tất nhiên không cách nào đối kháng. Đại nhân, ta, cụ già giờ phút này vậy phát giác không đúng, hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Diệp Thần. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Diệp Thần mở miệng nói. Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên. Diệp Thần quát một tiếng nói, Phật Quang kết giới nhất thời đem cụ già bao phủ, lực lượng vô hình bị che giấu bên ngoài. Ngay tại lúc này, trên bầu trời nhưng nổ ầm đứng lên, toàn bộ bầu trời ở trong nháy mắt hóa thành thâm thúy đen nhánh vẻ,
từng đạo đáng sợ cực kỳ, khí thế đủ để hủy thiên diệt địa lôi quang hiện lên, ở trong biển mây cuồn cuộn. Đây là thiên ở giận dữ, quy tắc đang nộ hống, Diệp Thần nhận ra được cổ lực lượng này, lại so mình đột phá hỗn độn cảnh 9 tầng trời thời điểm còn đáng sợ hơn, đáng sợ vô số lần. Trên bầu trời dựng dục sấm sét, cho Diệp Thần một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy, nếu như bị cái này lôi quang bổ trúng, đừng nói mình, toàn bộ Phục Ma Điện, toàn bộ thần quốc đều đưa ở trong nháy mắt tiêu diệt. Cái này, U Oanh Quỷ Dữ giờ phút này hoảng sợ nhìn bầu trời, hắn cho tới bây giờ không gặp qua đáng sợ như vậy lôi kiếp. Sấm sét phun trào tới giữa, vô tận khí tức hủy diệt tràn ra, dường như muốn đem toàn bộ thần quốc đều ở đây trong nháy mắt lau đi, cõi đời này tất cả mọi người đều nếu không phục tồn tại. Diệp Thần sắc mặt vậy khó xem, hắn nói sẽ không để cho cụ già xảy ra chuyện, nhưng mà cái này lôi kiếp cho dù là hắn cũng không cản được, thậm chí sẽ bị lôi kiếp ngay tức thì mất đi. Đại nhân, ngay tại lúc này, cụ già lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, lớn tiếng kêu lên. Đại nhân, là bởi vì là nhỏ nói ra vị kia tồn tại tên chữ, cho nên thiên địa phải trừng phạt ta, ngài phải bảo vệ ta, cho nên cái này lôi kiếp mới sẽ hạ xuống. Diệp Thần nghe vậy nhìn về phía cụ già, hắn đương nhiên biết rõ một điểm này, chính là hắn thi triển pháp hoa tịch diệt thiên mới đưa tới lôi kiếp, nhưng là không bảo vệ cụ già sẽ bị vậy cổ lực lượng vô danh hoàn toàn xóa bỏ, hình thần câu diệt. Đại nhân, ngài không cần bảo vệ nhỏ, nhỏ nguyên bản vậy ngày giờ không nhiều, không cần vì nhỏ bỏ ra giá lớn như vậy. Cụ già mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, trên bầu trời lôi kiếp quá mức đáng sợ. Căn bản không phải chuyển thế trọng tu Diệp Thần có thể ngăn cản, cho nên hắn mới để cho Diệp Thần buông tha bảo vệ. Hơn nữa cũng đích xác như cụ già theo như lời, hắn ngày giờ không nhiều, coi như Diệp Thần có thể bảo vệ được hắn, hắn cũng không có mấy ngày có thể sống. Diệp Thần nghe vậy không khỏi ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cụ già, ở lão bên trong cơ thể, lại có vô số cấm chế tồn tại, những cấm chế này là Mạc Huyết Minh lưu lại là ở cụ già tỉnh lại sau đó để cho cụ già phải chết thủ đoạn. Mạc Huyết Minh cấm chế hết sức độc ác, là từ cụ già tự thân linh hồn trên dưới tay, căn bản không có phương pháp phá giải. Mặc dù cụ già ở Diệp Thần đan dược cứu chữa hạ, tạm thời sẽ không bởi vì Mạc Huyết Minh cấm chế mà chết, nhưng là loại cấm chế này là không thể nghịch, cho dù là Diệp Thần vậy không làm được, cho nên phải không được mấy ngày cụ già vẫn là sẽ mất mạng. Đồng thời, Diệp Thần vậy nhận ra được ông già nhân quả quá nặng, nếu như cưỡng ép cứu sẽ mang đến không có thể tưởng tượng hậu quả. Hơn nữa trên bầu trời cực kỳ kinh khủng sấm sét, Diệp Thần cũng chỉ có thể buông tha. Được rồi, Diệp Thần tản đi Phật quang kết giới, trên bầu trời khủng bố sấm sét nhất thời tiêu tán. Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía cụ già, trầm giọng nói, không biết ngươi kêu gì. Ha ha, tiểu nhân gọi Vương Vân Đình, cụ già nghe vậy tuét miệng cười một tiếng, thần sắc lộ vẻ được vô cùng ung dung. Đại nhân, ngài không cần là nhỏ cảm thấy tự trách. Nhỏ sống lâu như vậy, đã trị giá. Dứt lời, Vương Vân Đình bị vậy cổ lực lượng vô danh hoàn toàn bao phủ. Trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần cảm thấy lực lượng vô danh lại hiện lên không cách nào tưởng tượng khí tức kinh khủng, tựa như thế gian đáng sợ nhất tồn tại. Trong nháy mắt, mọi người tại đây đều cảm thấy rợn cả tóc gáy, mà ở khó hiểu lực lượng trung ương, Vương Vân Đình thân thể lại giống như bị lau đi bức họa, một chút xíu lau đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại giữa trời đất. Một màn này, để cho bầu không khí cũng trầm mặc xuống, mới vừa lực lượng kia để cho tất cả người trong lòng hoảng sợ. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Vương Vân Đình biến mất địa phương, chỉ gặp một cây bạc sợi tóc màu trắng chậm rãi rơi xuống, đây là thuộc về Vương Vân Đình, hắn cả người đều biến mất, chỉ để lại cái này một sợi tóc. Diệp Thần bàn tay vung lên, đem sợi tóc chiếu tới trong tay, sau đó ở Phục Ma Điện phía sau trên đỉnh núi, là Vương Vân Đình kiến tạo một tòa mộ. Mộ bên trong nằm sợi tóc này, dùng hồng mông khí hoàn toàn bao phủ, để cho sợi tóc vĩnh tồn. Cùng lúc đó, thượng giới, một nơi tràn đầy huyết khí vùng. Trên mặt đất từng đạo vết kiếm. Tựa như đại biểu chỗ này đã từng chịu đủ tang thương. Càng kinh hãi phải, máu chính giữa có trước một khối cao 100 mét đồ sộ bia. Đồ sộ bia trên có khắc các loại các dạng tên chữ. Sâu sắc như máu. Phía trên nhất, hàng thứ nhất. 10 cái tên chữ đặt song song, trong đó còn có một cái tên quen thuộc. Nhâm Phi Phàm. Diệp Lão, chỗ này, chúng ta bao lâu không tới. Thời gian vật này, như thời gian như bóng câu qua khe cửa,
tu luyện cuối là vô cùng năm tháng, vĩnh sinh là một môn học. Một cái con người mơ hồ có huyết nguyệt lưu chuyển nam tử nhàn nhạt nói. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, đây chính là thần bí đảm nhiệm. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm nhìn tấm bia đá này, trong mắt tựa như vô hạn hướng tới. Diệp lão trầm tư một lát, liền nói, rất lâu rồi. Người tu luyện rất ít suy tính thời gian ý nghĩa. Một vị tu luyện, nhưng không để mắt đến rất nhiều. Bên người người yêu, bên người phong cảnh. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, Diệp lão, ngươi lại cảm khái, chúng ta bất quá là bị vận mệnh đẩy đi người thôi. Cả đời này, ta một mực mưu toan đánh vỡ hư vô kia mờ mịt đồ, nhưng, quay đầu lại nhưng phát hiện là một chàng không. Có lẽ, vẫn là phải xem Diệp Thần có thể làm được hay không. Diệp lão con ngươi trầm xuống, tiếp tục nói, nếu như ta không đoán sai, hắn hiện tại hẳn thấy Minh Điện người kia đi. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, đích xác. Ta có thể cảm nhận được hắn trước đây không lâu đã có thể điều khiển huyết nguyệt đồ thiên trảm một tầng tháng. Cái này nhất thế, ta không có đem huyết nguyệt đồ thiên trảm phát huy đến trình độ cao nhất, hy vọng hắn có thể làm được. Diệp lão nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, vũ kỹ này không phải muốn mượn huyết nguyệt lực, và ngươi huyết mạch có liên quan, Diệp thần như thế nào thi triển ra. Nhâm Phi Phàm đưa tay ra, đụng vào trên bia đá vết kiếm. Nói, Lạc Trần Hàng Long kiếm phong ấn ta một phần chia huyết nguyệt lực, mượn kiếm này, hắn tự nhiên có thể thi triển, bất quá dựa theo hắn bây giờ thực lực tới xem, huyết nguyệt đồ thiên trảm cũng không phải tùy tùy tiện tiện thi triển, có cực lớn hạn chế. Thậm chí đối với thân thể cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Có lẽ cách một đoạn thời gian, mới có thể thi triển một lần đi. Ta đây là thật là tò mò, Diệp Thần có thể hay không hội tụ cửu trọng huyết nguyệt. Ta nhưng mà ở Lạc Trần Hàng Long kiếm bên trong chôn to lớn thải trứng. Diệp lão ngẩn ra, chờ tầm mắt vậy rơi vào trên tấm bia đá, phía trên này tên chữ, có nhiều ít còn sống. Đã từng và các ngươi đặt song song tồn tại, biến mất, quy ẩn, ai, cái đó quần hùng tranh bá thời đại, tựa như kết thúc. Nhâm Phi Phàm nhưng vào lúc này, xen vào nói, Diệp lão, thật ra thì có một số việc, chúng ta cũng không thể nói tuyệt đối. Có thể vẫn là phải cùng Diệp Thần từ từ hồi phục bộ phận kia trí nhớ. Còn nữa, Diệp lão, người thật cảm thấy trên bia đá người biến mất sao? Người sợ rằng quên luân hồi chi chủ năm đó bí mật thao túng chuyện đi. Nghe được câu này, Diệp lão mặt liền biến sắc, còn người phóng đại, người nói là. Âm dương thần điện. Nhâm Phi Phàm khóe miệng phác họa một đạo nghiền ngẫm độ cong, âm dương thần điện vẫn là vật trong truyền thuyết, không có ai biết trong điện những người đó lai lịch. Như có người biết, sợ rằng chỉ có luân hồi chi chủ. Có chút thời điểm ta thậm chí đang suy nghĩ, người ta cũng lấy vì mình là người bầy bố, biết hay không chân chính người bầy bố là luân hồi chi chủ. Mà chúng ta, bất quá là hắn xuống bàn cờ này ở giữa một phần chia. Cái này âm dương thần điện sau lưng ẩn chứa đồ quá lớn. Ngay tại Nhâm Phi Phàm và Diệp lão lời nói để gặp, trong hư không chập chờn xuất hiện lần nữa. Hai người nhìn nhau, có chút bất ngờ. Nàng hay là tìm tới. Nhâm Phi Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Diệp lão đan điền linh lực chập chờn, làm xong xuất thủ chuẩn bị có cần hay không rời đi. Nhâm Phi Phàm cự tuyệt nói, không cần thiết này, có chút thời điểm tránh không có thể giải quyết vấn đề. Một khắc sau, hư không biến dạng. Một người mặc băng lam ngọc dùng cô gái, cùng với một đám khí tức cường đại võ giả toàn bộ hạ xuống. Mỗi trên người một người cũng có khắc một cái cổ quái phù văn. Phù văn xanh thấm, hết sức thần bí. Cầm đầu cô gái kia một đầu tóc dài đen nhánh xõa vai, một cây màu xanh tơ mang đơn giản trói buộc. Đôi mắt do tựa như một hoàng nước trong, mơ hồ có phù văn lưu chuyển. Mơ hồ tới giữa, có thể cảm nhận được nàng quanh thân lưu động nguyên khí. Tu vi không thể nghi ngờ là nàng bên người rất nhiều trong cường giả mạnh nhất. Nàng tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm, trong mắt tựa như lửa giận cháy. Sau đó một bước xuất hiện ở Nhâm Phi Phàm trước người, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, nói, Nhâm Phi Phàm. Ngươi rất thích tránh. Nhâm Phi Phàm nhún nhún vai, ta tương đối thích thanh tĩnh mà thôi. Cô gái nghe nói như vậy tiếng nói, càng phát ra tức giận, vậy ngươi biết ngươi thanh tĩnh, phá hủy toàn bộ thiên tôn hội họp lớn sao? Có chút hậu quả ngươi có bao giờ nghĩ tới? Nhâm Phi Phàm thanh âm rửng rưng, ta chưa bao giờ nói qua phải đi thiên tôn hội họp lớn. Còn nữa. Người hẳn biết ta tránh chính là, mà không phải là thiên tôn hội họp lớn. Tốt lắm,
ta ở chỗ này có chuyện trọng yếu tình đi làm, ngươi nếu gặp được ta, vậy phát qua nóng này, hiện tại có thể rời đi. Rất hiển nhiên, Nhâm Phi Phàm hạ lệnh trục khách. Phụ nữ kia nghe được lời này, hơi ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, mở miệng nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi có phải hay không vẫn còn ở cùng vậy cực kỳ bé nhỏ kỳ tích. Luân hồi chi chủ cũng bỏ mình, ngươi nhận vì các ngươi đã từng cố gắng sự việc, thật sự có thể phát sinh. Võ giả, tìm kiếm nói, đạo pháp tự nhiên, mà không phải là không thiết thực. Thiên tôn hội họp lớn là ngươi trước mắt có lớn nhất cơ hội. Còn nữa, ngươi chẳng lẽ quên Long Nữ? Ngươi coi như không cân nhắc cho mình, cũng phải là cái đó từng bốc lên sống chết nguy hiểm bảo vệ ngươi Long Nữ à? Nhâm Phi Phàm nghe được Long Nữ, con người bên trong huyết nguyệt cực nhanh lưu chuyển, trên cánh tay lại là xuất hiện từng đạo lưu động Long Văn. Một giây kế tiếp, cô gái con người phóng đại, nàng cảm giác mình cơ hồ nghẹt thở. Chỉ cần trước mặt nam tử muốn, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Mà mới vừa rồi lời nói, chính là Nhâm Phi Phàm nghịch lân. Khe suối Hàn Minh, đây là sau cùng cảnh cáo. Nếu như ngươi lại theo ta, ta thề, ngươi liền sau lưng ngươi gia tộc, cũng sẽ một đêm tiêu diệt. Nếu ngươi hiểu ta, hẳn biết ta sẽ không sẽ làm như vậy. Diệp Lão, chúng ta đi. Một khắc sau, hư không biến dạng, Diệp Lão và Nhâm Phi Phàm bóng người biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại cô gái kia và một đám cường giả. Một cái trong đó ông già xuất hiện ở cô gái trước người, ân cần nói, tiểu thư, tiếp theo nên làm cái gì? Cô gái từ sợ hãi bên trong khôi phục như cũ, mặt mũi bình tĩnh, dựa theo Nhâm Phi Phàm những năm này hành vi, phải cùng thần quốc có liên quan. Chúng ta nghĩ biện pháp có ở đây không phá hoại quy tắc điều kiện tiên quyết, đi một chuyến thần quốc. Ông già ngẩn ra, có chút không để ý tới rõ ràng, nhưng vẫn là nói, tiểu thư. Rất nhanh, máu không có một vật, chỉ có khối kia khắc có vô số tên chữ bia đá sừng sững. Đây là đã từng là huy hoàng. Cũng là đã từng là bi ai. Nơi này đồng thời, thượng giới một chỗ khác tên là Ngọa Long ven núi cao vút đỉnh núi đứng sừng sững. Ngọa Long ven núi tản ra khoáng đạt hơi thở, giống như một tòa cao nhất tiên sơn, mênh mông uy nghiêm cuốn đi bốn phía, bảy màu thần quang ánh chiếu thiên địa. Mà ở Ngọa Long nhai sơn đỉnh, một tòa ánh sáng đẹp lung linh khổng lồ cung điện cao vút, cung điện bên trên còn có thần điểu đứng lặng, khí thế thật là hủy thiên diệt địa, có thể nói vô địch. Nhưng vào lúc này, trong đại điện, đột nhiên truyền tới một đạo giọng nghi ngờ, ở trong đại điện ngồi xếp bằng một vị ông già, chậm rãi mở hai mắt ra. Ông già giống như là một người bình thường, nhưng là hắn trong mắt nhưng toát ra vô tận hào quang, giờ phút này mở mắt ra, khí thế bàng bạc bùng nổ, quanh người hắn áo quần múa, từng đạo hồng mông khí vô căn cứ hiện lên, vây quanh cụ già chậm rãi lưu chuyển. Ông cụ này, chính là Vương Vân Đình trong miệng Tề Vân Thư, giờ phút này hắn chân mày nhíu lại, đưa tay bắt pháp quyết, từng đạo ánh sáng rực rỡ ở đầu ngón tay lưu chuyển, trong sâu thẳm tin tức tràn vào đầu óc. Có ý tứ. Tề Vân Thư trong mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, bốn phía hồng mông khí nhất thời bùng nổ, giữa trời đất lại vang lên tiếng ngâm sướng, vô căn cứ một đóa đóa kim liên hiện lên. Tề Vân Thư đối với quanh thân tình huống thấy có lạ hay không, thì làm như không thấy, chỉ là khóe miệng miệng nhếch một cái độ cong, dửng dưng cười nói, xem ra Âm Dương Thần Điện năm đó một lần cuối cùng ngày ước định, rất gần. Ngọa Long ven núi dưới chân núi, một tôn tôn cả người phóng thích vô tận ánh sáng. Khí thế uy nghiêm uy phong bất phàm nhân vật đến. Cầm đầu lại là một vị người phụ nữ, vóc người cao gầy tướng mạo tuyệt đẹp, trên người có một cổ mị hoặc hơi thở, chỗ đi qua liền hoa cỏ cây cối đều đang rời về phía người phụ nữ chỗ ở phương hướng, tản mát ra từng cổ một hoa cỏ thơm, liền chúng đều bị người phụ nữ hấp dẫn. Hoa tiên tử, người mị lực thật là càng ngày càng liền không được. Nữ người bên cạnh, một tôn thân hình cao lớn, uy vũ bất phàm, mặc trên người trước màu vàng khôi giáp. Hơi thở khoáng đạt chấn nhiếp chư thiên người đàn ông cười lớn. Ha ha, người mới là mị lực vô cùng đâu, đường đường cuồng chiến tông tông chủ, cái này thượng giới muốn đối với ngươi nhớ nhung trong lòng người phụ nữ không biết có nhiều ít. Được gọi là hoa tiên tử người phụ nữ che miệng cười khẽ, lời nói tới giữa sóng mắt lưu chuyển, tuyệt đẹp dáng vẻ để cho cô gái trong miệng cuồng chiến tông tông chủ đều trợn to hai mắt, nhìn thất thần. Ha ha, cuồng tông chủ, người chú ý mình một chút dáng vẻ. Không nên để lại nước miếng tới. Một giọng nói truyền tới, cuồng tông chủ nhất thời căm tức nhìn đối phương, chỉ gặp một đạo tiên phong đạo cốt,
ăn mặc khinh bạc quần áo trắng công tử văn nhã, tay cầm quạt xếp bước trên mây tới. Cái này công tử văn nhã giống vậy khí thế cường hãn, động tác mặc dù ưu nhã, nhưng là nhất cử nhất động tới giữa nhưng dẫn được sơn xuyên chấn động, lại là một vị lực lớn vô cùng người mạnh. Liễu vô tướng, ta thật không biết dạo chơi tông làm sao sẽ chọn ngươi làm tông chủ, đường đường đạo môn lựa chọn một vị man lực quái nhân, dáng dấp còn giống như một tiểu bạch kiểm, đều đã thành thượng giới chuyện thiếu. Cuồng tông chủ bị Liễu vô tướng điểm phá tâm tư, nhất thời không chút khách khí nói. Nghe vậy, công tử văn nhã bộ dáng Liễu vô tướng nhưng là không có chút nào tức giận, ngược lại cười ha hả nói, cuồng tông chủ, ta cũng không muốn làm tông chủ à, đây là tông môn quyết định, và ta có thể không quan. Đây là, lại một giọng nói truyền tới, nhưng là một vị dáng dấp mày rậm lỗ tai to, thân khoan thể bàn, nụ cười yêu kiều giống như Phật Di Lặc vậy nhân vật. Tốt lắm, đều là đi cầu gặp tề lão, hãy nhanh lên một chút đi bái kiến đi. Nghe được hắn mà nói. Cuồng tông chủ trợn mắt nhìn Liễu vô tướng một mắt, sau đó một đám người bước lên ngọa long ven núi nấc thang. Chuyến này tới tổng cộng 5 người, đều là thượng giới uy danh hiển hách tông môn đứng đầu, bọn họ muốn cầu gặp Tề Vân Thư. Chỉ là cùng mọi người đi tới ngọa long ven núi giữa sườn núi lúc đó, lại bị một vị vóc người thấp bé, ăn mặc thư đồng hình dáng áo quần người đàn ông trung niên ngăn cản đường đi. Các vị, còn xin trở về đi, Tề lão không tiếp khách. Người đàn ông trung niên thực lực yếu ớt, nhưng nhìn từng cái mạnh mẽ vô cùng, ở thượng giới cũng uy danh vô hạn tông môn đứng đầu, nhưng không có chút nào sợ, dứt khoát mở miệng nói. Cái này, mong rằng tiểu ca ở tề lão trước mặt nói tốt một chút, chúng ta không xa vạn dặm tới, mong rằng tề lão gặp mặt một lần. Một đám thân phận bất phàm tông môn đứng đầu, giờ phút này đối đãi thực lực yếu ớt, ở trong mắt bọn họ và con kiến hôi giống vậy người đàn ông trung niên, lại khách khí. Liễu vô tướng thậm chí còn cầm ra một kiện tản ra hồng mông hơi thở bảo châu đưa cho người đàn ông trung niên. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Tề Vân Thư, cái này người đàn ông trung niên là Tề Vân Thư người làm, cho nên bất luận hắn thực lực biết bao nhỏ, dù là hắn không phải là người, chỉ là một con cún nhỏ, thậm chí một con ruồi, chỉ cần là Tề Vân Thư thủ hạ, bọn họ đều phải khách khí đối đãi. Không cần, người đàn ông trung niên phủi một mắt Liễu vô tướng lấy ra bảo châu. Trong mắt lại thoáng qua lau một cái khinh bỉ ý, tiếp theo lại lần nữa nói, tề lão đã nói qua, sẽ không gặp các ngươi, các vị đừng lãng phí thời gian. Nghe vậy, các vị tông chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không dám chút nào lỗ mãng, cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao cáo lui, đàng hoàng rời đi. Hừ, còn làm tề lão không biết các ngươi những tâm tư đó. Cứ như vậy mặt hàng còn muốn gặp tề lão, thật là nằm mộng ban ngày. Người đàn ông trung niên nhìn bọn họ rời đi hình bóng, mi mắt gian tràn đầy khinh thường. Phục ma điện, Diệp Thần ngồi xếp bằng, vô cùng linh khí hội tụ đến Diệp Thần quanh thân, từng đạo thần quang sinh diệt, cao nhất ý vị lưu chuyển. Cùng Mạc Huyết Minh đánh một trận, Diệp Thần cảm ngộ lương nhiều, Già Thiên Ma Đế và Tiểu Hoàng vậy có sở hoạch ích, giờ phút này đều ở đây đem lần chiến đấu này cảm ngộ thông hiểu đạo lý. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần mở hai mắt ra. Hai đạo tinh mang bỗng nhiên từ trong mắt bắn ra, khí thế khoáng đạt vô cùng, ngay tức thì xuyên thủng không gian. Hô, Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, hắn đã đem cảm ngộ toàn bộ dung hợp tại tim, cảnh giới lại lần nữa tăng lên một ít, khoảng cách thiên thần cảnh cũng nhanh hơn một bước. Diệp Thần đứng dậy nhìn về phía bầu trời, đoạn thời gian này tới nay, hắn mặc dù đang tu luyện, nhưng là từ đầu đến cuối có một loại cảm giác vô hình ngưng tụ trong lòng, tựa hồ có đại sự gì sắp xảy ra. Thiên Ma Động Minh Nhãn. Giờ phút này kết thúc tu luyện, Diệp Thần thời gian đầu tiên thi triển Thiên Ma Động Minh Nhãn, ở giữa thiên địa một cổ vô hình sức mạnh to lớn hạ xuống, Diệp Thần quanh thân không gió tự động, đậm đà hồng mông khí hiện lên, lại hóa thành vòng xoáy đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Diệp Thần vững chắc tâm thần, muốn truy tìm trong sâu thẳm đầu mối, bất quá hết thảy đều bị lực lượng vô hình ngăn trở cách, giống như trăng trong nước hoa trong kính, không nhìn thấu. Rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Diệp Thần ánh mắt thâm thúy, mơ hồ bên trong hắn cảm thấy lần này sự tình phát sinh sự quan trọng đại, thậm chí quan hệ đến hắn sống chết, trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng. Nơi này đồng thời, một nơi hắc ám bao phủ chỗ, đây phảng phất là thiên địa ra đời trước khi không gian, đen nhánh cực kỳ, hết thảy ánh sáng xuất hiện ở nơi này cũng sẽ bị chiếm đoạt, trừ hắc ám, cái gì cũng không thừa lại. Giờ phút này, hắc ám bên trong nhưng dần dần hiện lên lau một cái chập chờn bộc phát mãnh liệt,
giống như thiên địa quy tắc chấn động, để cho chư thiên vạn giới cũng rung động. Ầm, ầm. Vô tận hắc ám bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo đỏ rực như lửa bóng người, thân ảnh này trong ánh mắt tràn đầy sát khí, cả người khí thế bùng nổ, dường như muốn hủy thiên diệt địa, đáng sợ cực kỳ. Vô cùng vô tận tu la khí mãnh liệt ra, ngay tức thì bao phủ toàn bộ không gian. À, Mạc Huyết Minh đột nhiên mở mắt ra, hắn một mực còn đang hôn mê bên trong, mới vừa chỗ kia không gian chính là hắn ý thức chỗ sâu, giờ phút này hắn thức tỉnh. Lực lượng cuồng bạo cuộn sạch, Mạc Huyết Minh mới vừa hồi phục, không cách nào khống chế mình lực lượng, hủy thiên diệt địa vậy tu la khí tràn ra hướng bốn phương. Vù vù, một đạo vô hình bình phong che chở vào giờ khắc này xuất hiện, Mạc Huyết Minh lực lượng ngay tức thì bị ngăn cản, cuồng bạo tu la khí đáng sợ cực kỳ, giống như muốn hủy diệt thế giới, lại không cách nào dung chuyển tầng bình chướng này. Mạc Huyết Minh thấy một màn này trong lòng cũng khiếp sợ, cái này là dạng gì lực lượng? Như vậy mênh mông đáng sợ. Vô hình bình phong che chở mang một cổ bao phủ chư thiên uy nghiêm, giống như một tôn cao nhất nắm giữ hạ xuống, để cho Mạc Huyết Minh không dám chút nào cản rỡ. Chỉ là giờ phút này, Mạc Huyết Minh vậy hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến trước khi mình hôn mê là đang cùng Diệp Thần chiến đấu. Chẳng lẽ ta bị Diệp Thần bắt được, hắn không có giết ta? Mạc Huyết Minh trong lòng tâm tư lưu chuyển, hắn có thể cảm giác được thương thế bên trong cơ thể còn không có hết bệnh, bất quá đã ổn định lại, không có bùng nổ đưa đến bỏ mình nguy cơ. Diệp Thần sợ rằng sẽ không hảo tâm như thế, nếu như rơi vào trong tay hắn, ta tất nhiên sẽ ở thời gian đầu tiên bị hắn giết chết. Mạc Huyết Minh lắc đầu một cái, hồ nghi nhìn bốn phía, đây lại là một nơi ánh sáng vạn trượng cung điện, trong điện đường để một tôn pho tượng. Pho tượng lại tất cả đều giống nhau như đúc, gương mặt có một tầng mông lung sương mù bao phủ, nhưng là thân thể nhưng hiển lộ bên ngoài, quần áo hoàn toàn giống nhau. Đây rốt cuộc là địa phương nào, ta rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ nơi này là thế giới sau khi chết? Mạc Huyết Minh suy nghĩ miên man. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nhận ra được pho tượng quanh thân, toàn bộ quanh quẩn một thanh phi kiếm này, khí lạnh uy nghiêm, sắc bén vô cùng. Nhưng là lại không có một chút huyết khí, cũng không có một chút sát khí. Tâm ma đại chú kiếm. Mạc Huyết Minh chấn động trong lòng, thanh kiếm này cho hắn cảm giác đã từng quen biết, hắn gặp qua tâm ma chi chủ, tâm ma bên trong quanh thân quanh quẩn tâm ma đại chú kiếm chính là chỗ này. Ta bị tâm ma tiền bối cứu liền sao? Mạc Huyết Minh trong lòng suy đoán. Mà vào lúc này, một đạo thân ảnh cũng vừa tốt hạ xuống nơi đây. Như cửu địa ngục vậy khí thế từ nơi này trên người giật tản ra, uy nghiêm vô thượng, coi trời bằng vung. Tâm ma tiền bối, Mạc Huyết Minh nhìn người đến, tâm thần rung động, người đến cả người áo bào đen, trên mặt có sương mù cách trở, quanh thân quanh quẩn tâm ma đại chú kiếm, chính là tâm ma chi chủ. Nhưng lần này tới trước không phải là chia thân, mà là chân thân, tâm ma chi chủ cao nhất sức mạnh to lớn có thể chấn nhiếp vạn cổ, uy nghiêm chư thiên vạn giới, chỉ là liếc mắt nhìn. Trong lòng liền bay lên vô số tà niệm, tâm ma đều phải bùng nổ. Mạc Huyết Minh nhận ra được trong lòng tà ý, vội vàng cúi đầu xuống. Người tỉnh, tâm ma chi chủ mở miệng nói, trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Huyết Minh, hắn không cần hơn làm gì, chỉ là nhìn, liền để cho Mạc Huyết Minh đầu đầy mồ hôi, giống như có trời trăng sao rơi trên người. Là tiền bối cứu ta, Mạc Huyết Minh không dám ngẩng đầu xem tâm ma chi chủ, cúi đầu mở miệng hỏi nói. Ừ. Tâm ma chi chủ dửng dưng trả lời. Nghe vậy, Mạc Huyết Minh trong lòng suy nghĩ phân bay, hắn rất muốn biết tâm ma chi chủ tại sao cứu mình, mục đích là cái gì. Yên tâm đi, ta cứu người bất quá là tiện tay mà là, chỉ bất quá cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Tâm ma chi chủ tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm, nhìn đầu lâu thấp phục Mạc Huyết Minh, giọng bình tĩnh vô cùng. Tiền bối mời nói, chỉ cần ta có thể làm được. Mạc Huyết Minh nghe vậy cao giọng kêu. Mạc Huyết Minh rõ ràng, tâm ma chi chủ sẽ không vô duyên vô cớ cứu mình, nhưng cái này cũng không làm trở ngại lòng hắn sinh cảm kích, giúp tâm ma chi chủ làm một chuyện, vậy coi là trả đoạn này ân tình, liền nhưng nhân quả. Người dĩ nhiên có thể làm được, tâm ma chi chủ theo vung tay lên, từng đạo màu đen lưu quang lại bơm vào Mạc Huyết Minh trong cơ thể. Màu đen lưu quang tản mát ra vô tận sức mạnh to lớn, tựa như thiên địa hạch tâm, hàm chứa nguyên lực lượng, vừa xuất hiện liền đè đổ không gian. Vô số hồng mông khí vô căn cứ hiện lên, vờn quanh bốn phía. Mà giờ khắc này màu đen lưu quang tiến vào Mạc Huyết Minh trong cơ thể,
Mạc Huyết Minh lại cảm thấy thương thế bên trong cơ thể ở cực nhanh khôi phục. Thân thể bể tan tành chỗ lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ, từng cổ một lực lượng mạnh mẽ ở trong người bùng nổ, Mạc Huyết Minh cảm thấy trước đó chưa từng có thoải mái, khí tức trên người căn bản không áp chế được. Khoáng đạt tu la khí tràn ra ra, cuốn đi bốn phía, Mạc Huyết Minh râu tóc cuồng vũ, ở hắn bên người có không khí tiếng nổ tung nổ ầm. Chỉ chốc lát sau, Mạc Huyết Minh đột nhiên đứng lên, mới từ trong cơ thể hắn tràn ra ra, đã bao phủ tứ phương tu la khí nháy mắt đúng lúc trở lại trong cơ thể. Oanh! Mạc Huyết Minh hơi thở cổn đáng, trong cơ thể tu la khí giống như mênh mông ngân hà, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, hắn cảm thấy mình so trước kia càng cường đại hơn. Tâm ma tiền bối, người đây là... Mạc Huyết Minh rung động nhìn tâm ma chi chủ, cái này màu đen lưu quang không biết là cái gì, nhưng hàm chứa nguyên lực lượng, nhất định là cao nhất hiếm quý tồn tại. Mạc Huyết Minh rất rõ ràng, sợ rằng vật này coi như đối với tâm ma chi chủ mà nói cũng không phải cái gì tiện tay liền có thể lấy ra. Dù sao có thể ở ngắn như thế trong thời gian, để cho mình gần như hỏng mất thân xác hoàn toàn khôi phục, chiến lực thậm chí được tăng lên, đây là đáng sợ đến mực nào chân bảo. Tâm ma tiền bối, ngài muốn cho ta làm chuyện gì? Mạc Huyết Minh khách khí hỏi, đồng thời bên trong lòng thấp thỏm, tâm ma chi chủ cầm ra vật chân quý như vậy tới chữa trị mình muốn trả giá cao sợ rằng không nhỏ. Đối với ngươi mà nói không phải chuyện gì xấu, ngược lại là ngươi phải làm. Tâm ma chi chủ hai tay chắp sau lưng, nhìn Mạc Huyết Minh, trong mắt không có chút nào tâm trạng chập chờn, vô tận thiên địa sức mạnh to lớn vây quanh tâm ma chi chủ lưu chuyển, hắn quanh thân hồng mông hiện lên, đạo vận lưu chuyển, siêu phàm tới cực điểm. Ta luôn muốn làm, Mạc Huyết Minh con ngươi chuyển động, hắn một mực chuyện muốn làm rất nhiều, nhưng muốn làm nhất là giết chết Diệp Thần, cướp lấy luân hồi chi chủ cao nhất khí vận, một lần hành động trở thành chư thiên vạn giới chấp cờ người, mà không phải là một viên hèn mọn con cờ. Chẳng lẽ tâm ma tiền bối biết Diệp Thần thân phận? Mạc Huyết Minh thân thể chấn động một cái, nghĩ tới cái này có thể, không khỏi tay chân lạnh như băng. Tin tức này đối với cái này chư thiên vạn giới mà nói đều là nhất là trọng đại tin tức, nếu như lưu truyền đi, giống như ở vô tận trong biển sâu nổ vô tận tinh thần, có thể tung lên để cho thiên địa cũng lật đổ cơn sóng thần. Mạc Huyết Minh rất rõ ràng, nếu như tâm ma chi chủ biết Diệp Thần thân phận, hắn muốn cướp lấy Diệp Thần khí vận có khả năng liền cực kỳ nhỏ, thậm chí mình còn có bỏ mình có thể. Dẫu sao Mạc Huyết Minh từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Diệp Thần là luân hồi chi chủ, lại không có nói cho tâm ma chi chủ, như vậy giấu giếm sẽ để cho tâm ma chi chủ thốt nhiên giận dữ. Ừ, ngươi thế nào? Tâm ma chi chủ nhận ra được Mạc Huyết Minh khí tức trên người chập chờn, ánh mắt không khỏi híp một cái, tiếp theo sắc bén chợt hiện. Ngươi biết cái gì? Tâm ma chi chủ đột nhiên quát hỏi, từng đạo vô hình quy tắc xiềng xích lại đem Mạc Huyết Minh bao phủ, giống như là không thể tránh thoát cũi, vô tận trọng áp nặng ở Mạc Huyết Minh trên mình, giống như là chư thiên hoàn vũ cũng nện xuống tới. Hụ, Mạc Huyết Minh hơi thở cổn đáng, thiếu chút nữa bị một tiếng quát này hỏi chấn động ra nội thương, bất quá hắn trong mắt trừ đối với tâm ma chi chủ vô địch thực lực rung động ra, còn nhiều hơn lau một cái mịt mờ ung dung. Tâm ma chi chủ như vậy quát hỏi, liền chứng minh hắn không biết Diệp Thần thân phận chân thật, nếu không nghênh đón mình chỉ sợ sẽ là đáng sợ tâm ma đại chú kiếm. Tâm ma tiền bối, ta chỉ là mới vừa cảm ứng được ta minh điện bảo khố bị người cướp sạch, lúc này mới tâm thần chấn động. Mạc Huyết Minh vội vàng mở miệng nói, đây cũng là lời thật, hắn mới vừa xác thực cảm ứng một phen mình ở lại minh điện trong bảo khố cấm chế, nhưng phát hiện đều bị người phá, điều này hiển nhiên là Diệp Thần nơi là. Bị Diệp Thần suýt nữa giết chết, bảo khố lại bị cướp đoạt, thậm chí liên quan tới âm dương thần điện tin tức cũng tiết lộ cho liền Diệp Thần, Mạc Huyết Minh hận không phải đem Diệp Thần ăn tươi nuốt sống. Nghe vậy, tâm ma chi chủ ánh mắt thâm thúy ngưng tụ Mạc Huyết Minh, chỉ chốc lát sau lưng đeo qua thân, hồng mông khí bao phủ hắn thân thể, quy tắc cùng nguyên khí kèm theo, tâm ma chi chủ phiêu giật như tiên vậy đi ra ngoài, thanh âm nhưng là truyền vào Mạc Huyết Minh lỗ tai. Trong một tháng, người muốn xóa bỏ Hiên Viên Mặc Tà. Cái gì? Mạc Huyết Minh sắc mặt đại biến, xóa bỏ Hiên Viên Mặc Tà, đây là mình sống chết đại địch, hắn muốn giết Hiên Viên Mặc Tà ý niệm vô cùng mãnh liệt, thậm chí thời khắc quanh quẩn trong lòng. Nhưng là muốn trong vòng một tháng xóa bỏ Hiên Viên Mặc Tà, hắn cũng không dám bảo đảm, dẫu sao Hiên Viên Mặc Tà tên này thủ đoạn nhiều vô số kể, cơ duyên khí vận ngút trời, cất giấu không biết nhiều ít lá bài tẩy. Mạc Huyết Minh và Hiên Viên Mặc Tà đấu lâu như vậy,
hai bên đều đã vô cùng quen thuộc, nếu quả thật có thể đem Hiên Viên Mặc Tà xóa bỏ, Mạc Huyết Minh đã sớm làm được, cần gì phải đến ngày hôm nay bước này. Tâm Ma tiền bối, ngài muốn cho Hiên Viên Mặc Tà chết, vì sao không tự mình ra tay đâu? Mạc Huyết Minh không nhịn được mở miệng hỏi nói, mình và Hiên Viên Mặc Tà đánh một trận thắng bại khó liệu, càng nhiều hơn có thể chỉ sẽ là lưỡng bại câu thương, đồng thời còn có thể bị Diệp Thần chim sẻ ở phía sau. Nhưng là nếu như Tâm Ma chi chủ ra tay, tùy ý Hiên Viên Mặc Tà thủ đoạn vô cùng, khí vận vô cùng, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tâm Ma chi chủ mạnh mẽ Mạc Huyết Minh đã nhìn ở trong mắt, cho dù là bướng bỉnh như hắn, cũng không dám lỗ mãng. Hừ, người đang chất vấn ta. Trong nháy mắt, hủy thiên diệt địa vậy vô tận quy tắc hạ xuống, Mạc Huyết Minh thân thể nhất thời bị đè nằm trên đất, động một cái cũng không thể động, hắn đỉnh đầu tựa như treo một chuôi giết người không nhuốm máu Tâm Ma đại chú kiếm, chỉ cần Tâm Ma chi chủ ý niệm động một cái, Mạc Huyết Minh liền sẽ ngay lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đáng sợ lực lượng để cho Mạc Huyết Minh tâm thần chấn động, thậm chí dâng lên lau một cái sợ hãi, Tâm Ma chi chủ quá đáng sợ. Trước kia nhìn thấy bất quá là phân thân, mặc dù thần bí khó lường, nhưng là lại không có trước mắt chân thân như vậy, không thể địch nổi lực lượng, hủy thiên diệt địa, chí cao vô thượng khí thế, khoảng cách gần tiếp xúc dưới, Mạc Huyết Minh mới thật sự rõ ràng Tâm Ma chi chủ là như thế nào tồn tại. Hủy thiên diệt địa trọng áp chấn nhiếp dưới, vô tận uy nghiêm cuộn sạch, Tâm Ma chi chủ chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn Mạc Huyết Minh. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta bất tiện ở thần quốc ra tay, ngươi phải trong vòng một tháng chu diệt Hiên Viên Mặc Tà, dĩ nhiên, ta sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Ta hiểu ý, Mạc Huyết Minh vội vàng đáp ứng, đỉnh đầu khí tức tử vong đem hắn hoàn toàn bao phủ, hắn rất rõ ràng, dám nói một cái chữ không, hắn liền giãy giụa cơ hội cũng không có, sẽ ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử, hình thần câu diệt, liền một chút dấu vết cũng không biết lưu lại. Tâm Ma tiền bối, ta sẽ hướng Hiên Viên Mặc Tà hạ chiến thư, một tháng sau và Hiên Viên Mặc Tà ở Vạn Thần Sơn đánh một trận, nhất định đem hắn chu diệt. Mạc Huyết Minh vội vàng bảo đảm nói. Rất tốt, Tâm Ma chi chủ hài lòng nhìn Mạc Huyết Minh, khóe miệng nhếch một cái độ cong. Đây là Phách Đao Thiên Thư khác một quyển, và lần trước cho ngươi vậy cuốn không cùng, cái này bên trong ẩn chứa lực lượng sẽ cường đại hơn. Một tháng thời gian, ngươi có thể lĩnh ngộ cái này một quyển nhiều ít liền xem chính ngươi tạo hóa. Tâm Ma chi chủ bàn tay vung lên, từng đạo hồng mông khí theo ống tay áo của hắn lưu động, một bản Vô Tự Thiên Thư lơ lửng ra, rơi vào Mạc Huyết Minh trước mặt. Cảm thụ Vô Tự Thiên Thư trên vượt qua trước vậy bổn thần bí mênh mông nguyên khí tức, Mạc Huyết Minh tâm thần chấn động. Mạc Huyết Minh trong mắt ánh sáng chớp động, nếu như hắn có thể lãnh ngộ cái này một quyển mạnh hơn Phách Đao Thiên Thư, đến lúc đó cùng Tu La Minh Thần chém dung hợp thông suốt, bộc phát ra lực lượng đem chấn cổ thước kim, vô địch thiên hạ. Mặc dù Hiên Viên Mặc Tà trong tay có Chu Tiên kiếm, cái này Chu Tiên bốn kiếm bốn chuôi nhỏ nguyên binh bên trong cường hãn nhất một chuôi, vậy tất nhiên không cách nào và hắn chống lại. Chỉ là đối với lĩnh ngộ cái này một quyển càng bất đồng Phách Đao Thiên Thư, Mạc Huyết Minh trong lòng nhưng không chắc, nguyên thuật đại biểu thế giới bổn nguyên nhất lực lượng, muốn lĩnh ngộ cũng không phải là một kiện chuyện dễ, dù là Mạc Huyết Minh năng lực phi phàm cũng không dám bảo đảm. Chỉ có thể tận lực, Mạc Huyết Minh cắn răng một cái, trên mình tu la khí phun trào, cuốn đi bốn phía, thiên địa vào giờ khắc này cũng chấn động đứng lên. Hai tay nhận lấy Vô Tự Thiên Thư, Mạc Huyết Minh một mực cung kính nhìn về phía Tâm Ma chi chủ, đa tạ Tâm Ma tiền bối. Ừ, Tâm Ma chi chủ giọng lãnh đạm đáp một tiếng, tốt tự luyện tập luyện, một tháng sau ta sẽ lại ban cho ngươi một ít thứ, để bảo đảm ngươi có thể hoàn toàn xóa bỏ Hiên Viên Mặc Tà. Dứt lời, Tâm Ma chi chủ thân hình liền chớp mắt rồi biến mất. Mạc Huyết Minh ánh mắt thâm thúy nhìn Tâm Ma chi chủ biến mất địa phương, ý niệm trong lòng cuồn cuộn. Xóa bỏ Hiên Viên Mặc Tà, vậy hắn cướp lấy Hiên Viên Mặc Tà khí vận, cũng đem vô địch thiên hạ, đến lúc đó lại đem Diệp Thần chém chết, luân hồi chi chủ và thiên đạo đứng đầu cao nhất khí vận toàn bộ cướp đoạt, hắn đem hoàn toàn trở thành chí cao vô thượng chấp cờ người. Cho dù là Tâm Ma chi chủ, cũng đem cùng hắn ngồi ngang hàng, Diệp Thần khí vận quá mức ngút trời, cướp lấy sau đó hắn có thể mai kia hóa long. Đè xuống trong lòng phân tạp tâm tư, Mạc Huyết Minh nhìn bốn phía, hắn hồi phục sau đó một mực không kịp xem xét hoàn cảnh chung quanh, giờ phút này mới có thời gian. Chỉ là một dưới sự điều tra, Mạc Huyết Minh nhưng phát hiện nơi này lại là một nơi thần bí không gian, điện này đường lại là một nơi thế giới nhỏ, hắn căn bản không biện pháp rời đi.
chẳng lẽ nơi này là vực ngoại vẫn là thượng giới? Mạc Huyết Minh cau mày, nhưng rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này, cái này giống như là tâm ma chi chủ bí mật không gian. Chỉ là như vậy tới một cái, ta làm sao hướng Hiên Viên Mặc Tà hạ chiến thư đâu? Mạc Huyết Minh chân mày lại lần nữa nhíu lại, tâm ma chi chủ lúc rời đi căn bản không nói cho hắn từ đại điện đi ra phương pháp, hắn thậm chí liền mình hiện tại thân ở nơi nào cũng không biết, là thần quốc, vẫn là vực ngoại. Ngươi không cần lo lắng. Ngay tại lúc này, khoáng đạt uy nghiêm vô thượng thanh âm vang lên, Mạc Huyết Minh ngẩng đầu lên, tâm ma chi chủ thanh âm từ đại điện từng ngọn pho tượng không trung truyền tới, những thứ này pho tượng giờ phút này đều nhìn về Mạc Huyết Minh, há mồm ra. Chiến thư ta sẽ thay ngươi hạ đạt, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện, một tháng sau, ta sẽ đem ngươi đưa đến Vạn Thần Sơn, ngươi cần phải xóa bỏ Hiên Viên Mặc Tà. Mênh mông thanh âm vang khắp đại điện, một tôn pho tượng hiện ra lực lượng cũng để cho thiên địa rung động. Mạc Huyết Minh tâm thần rung động, đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ địa phương, tâm ma chi chủ rốt cuộc có như thế nào mênh mông sức mạnh to lớn. Cùng lúc đó, thần quốc bên trong, một đạo quang hoa lưu chuyển, thả ra vô tận mênh mông sức mạnh to lớn, giống như là thiên địa phủ xuống chỉ dụ vậy, một tấm màu vàng kim giấy trôi lơ lửng ở trên trời bên trong. Hồng mông khí từ chân trời hiện lên, thay thế đám mây, hội tụ tại trên bầu trời, từng đạo sấm nổ vang, toàn bộ thần quốc rung động. Tất cả mọi người ánh mắt cũng xem tiên thiên không. Diệp Thần giờ phút này đang trong điện phục ma tu luyện, nhận ra được thiên khung dị động, trong lòng có cổ quái cảm giác bay lên, và hắn mấy ngày nay dự cảm có rất lớn liên lạc, nhất thời phi thân đi tới bầu trời bên trong. Màu vàng lá bùa chấn động, một đóa đóa kim liên lại từ trên bầu trời rơi xuống, mà màu vàng lá bùa trên chữ viết vậy hiện lên tại trên bầu trời. Đây lại là một phần chiến thư. Là Mạc Huyết Minh hạ đạt cho Hiên Viên Mặc Tà chiến thư, viết một tháng sau Vạn Thần Sơn đánh một trận. Trên bầu trời màu vàng lá bùa tựa như không bao giờ tiêu tán, từ đầu đến cuối treo ở chân trời, Diệp Thần sắc mặt cổ quái, Mạc Huyết Minh bị tâm ma chi chủ cứu, sợ rằng đủ để bị mất mạng thương thế đã hoàn toàn hết bệnh, nếu không hắn tất nhiên không dám hướng Hiên Viên Mặc Tà hạ đạt chiến thư. Mà đây chiến thư như vậy khoáng đạt mênh mông, toàn bộ thần quốc cũng nhìn thấy. Giờ phút này đã nhấc lên cơn sóng thần, Hiên Viên Mặc Tà chỉ vào mình luân hồi chi chủ danh tiếng, tất nhiên không thể cự chiến. Tâm ma chi chủ muốn hoàn toàn xóa bỏ Hiên Viên Mặc Tà. Diệp Thần một mắt nhìn thấu, Mạc Huyết Minh hành động này tất nhiên là tâm ma chi chủ ý, nếu không Mạc Huyết Minh trời xanh tính mưu rồi sau đó định, hắn không có 10 phần chắc chắn giết chết Hiên Viên Mặc Tà, tất nhiên sẽ không như vậy rộng mà báo cho tuyên chiến Hiên Viên Mặc Tà. Mà Hiên Viên Mặc Tà là luân hồi chi chủ tin đồn tất nhiên đã khuếch tán ra, sợ rằng tâm ma chi chủ đối với chuyện này vậy cầm thái độ hoài nghi, nhưng là đối với tâm ma chi chủ mà nói, thà giết lầm 10.000, cũng không thể thả qua một cái, Hiên Viên Mặc Tà đã là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, muốn nghĩ hết biện pháp xóa bỏ. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng như vậy, tâm ma chi chủ nếu để cho Mạc Huyết Minh hướng Hiên Viên Mặc Tà tuyên chiến, chỉ sợ cũng cho Mạc Huyết Minh không thiếu lá bài tẩy. Trận chiến này, là ta cơ hội. Diệp Thần khí thế chấn động, thổ bạo vô địch, trong điện phục ma tất cả mọi người cảm ứng được, rối rít nhìn tới. Mạc Huyết Minh tay cầm lá bài tẩy, và Hiên Viên Mặc Tà đánh một trận tất nhiên muốn đánh trời long đất lở, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, nhưng là tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Bọ ngựa bắt phe chim sẻ ở phía sau, Diệp Thần rõ ràng, cái này cơ hội tất nhiên muốn nắm chặt, hắn muốn ở trong vòng một tháng này đột phá đến thiên thần cảnh. Nếu không sợ rằng cơ hội đặt ở trước mắt vậy không có đầy đủ lực lượng bắt. Các vị, ta muốn tại hôm nay bế quan, một tháng sau đi Vạn Thần Sơn xem cuộc chiến. Trong điện phục ma đám người giờ phút này toàn bộ đến, Già Thiên Ma Đế đứng ở phía trước nhất, nghe được Diệp Thần nói chậm rãi gật đầu. Cái này đích xác là một cái cơ hội. Già Thiên Ma Đế vậy nhìn thấu cái này sau lưng nhân quả, dửng dưng một tiếng, Vạn Thần Sơn đánh một trận, người cần trợ lực. Ta sẽ trở lại vực ngoại đem tin tức này cho biết Huyết Long. Đa tạ ma đế tiền bối. Diệp Thần nghe vậy không có cự tuyệt, ôm quyền nói cảm ơn. Diệp Thần rất rõ ràng, mình thực lực trước mắt và Mạc Huyết Minh cùng Hiên Viên Mặc Tà so sánh cuối cùng vẫn là có chênh lệch. Nếu như muốn nhúng tay Vạn Thần Sơn đánh một trận, nhất định phải tìm kiếm ngoại lực. Tốt lắm, ta cũng không dự định tiếp tục dừng lại, ta vẫn là phải trước thời hạn đi xem Huyết Long như thế nào. Ta ở bên này ngây ngô quá lâu, căn cơ sẽ có ảnh hưởng, Vạn Thần Sơn đánh một trận, ta cũng không tới thần quốc. Diệp Thần gật đầu một cái, nghĩ đến Huyết Long,
chẳng biết tại sao hắn nội tâm ấm áp. Huyết long do hắn uẩn dục, là hắn mà sống. Hôm nay huyết long ngút trời thành tựu và cố gắng, chỉ sợ là muốn vì mình đi vực ngoại lót đường đi. Huyết long đều như vậy hợp lại, hắn Diệp Thần có lý do gì không cố gắng. Ma đế quanh thân ma khí cuồn cuộn, xoay người, thằng nhóc, ta và huyết long mong đợi nhất chính là chờ ngươi tới vực ngoại. Vực ngoại thế cục so với ngươi tưởng tượng còn phức tạp hơn, có lẽ chỉ có ngươi, mới có thể đem sạp này nước đọng hoàn toàn động lực. Luân hồi chi chủ bất ngờ chết, thượng giới và vực ngoại bóng dáng quá nhiều. Có chút điều tra, ta không tiện bây giờ cùng ngươi nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 172.